Chương 3187, trong quan tài lại là. Đúng thế, Diệp Phàm, có phải anh đã đạt đến tiên thiên rồi hay không? Trương Ẩn Hào khi hỏi câu này giọng nói dường như có chút run sợ. Ngời sự hưng phấn từ vẻ mặt của gã còn có thêm sự kích động. Hai người các người nhanh ăn cái này đi. Diệp Phàm nghĩ nhanh, cầm ô vân là cơ mộc thứ mà Lô Định Tông cho là thứ vô dụng chém thành hai miếng. Một miếng thu lại, một miếng dùng tay chà nát thành bột, Vương Nhân Bàng và Trương Ẩn Hào chẳng kịp nghĩ gì, lập tức há miệng hút hết lấy. Không lâu sau, bột ô vân lạc cơ bay hết vào mồm hai người. Cơ thể hai người không lâu sau cũng run lên dữ dội. Hai tay của Diệp Phàm ấn xuống dưới, một luồng khí sáng từ tay chụp thẳng xuống đầu của hai người. Đây là Diệp Phàm đang dùng nội công trực tiếp kích thích để cho hai người đột phá đến cảnh giới mới. Ô vân lạc cơ mục thứ mà Lô Định Tông gọi là vô dụng này thực chất còn bổ hơn nhiều so với nhân sâm trăm năm. Đó chỉ là bởi vì nhãn quang của Lô Đại Lão người ta quá cao mà duyên cớ là bắt đầu từ Kim Dung Võ Hiệp. Đối với người hiện đại mà nói, đây chính là bảo bối quý hiếm. Nửa tiếng sau, hai người không còn run lên nữa. Hồng Tà và Sa Thiên ở trên mộ đều sắp không trụ được nữa, tuy nhiên, ba người Diệp Phàm vẫn chưa lên, mà cũng không phát ra tín hiệu cấp cứu gì cả. Mọi người đều không dám trùng tay, đều phải liều mạng tấn công thi mị kia. Tuy nhiên, từ lúc Diệp Phàm hút hết bàn tay tạo bằng khí của thi thể kia thì uy lực của thi mị hình như đã giảm một chút. Đa tạ sự giúp đỡ của anh Diệp, tôi đã đạt được đỉnh cao của thập nhất đẳng rồi. Vương Nhân Bàng rất thành thật, rất cung kính làm lễ của một võ sĩ đối với Diệp Phàm. Cảm ơn anh Diệp, Ẩn Hào tôi bây giờ đã đạt đến cửu đẳng. Nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Bây giờ cuối cùng đã thành hiện thực. Trương Ẩn Hào cũng làm động tác như vậy, hơn nữa là quỳ cả hai chân xuống, khóe mắt cũng ươn ướt. Đối với người học võ mà nói, điều chú ý nhất chính là việc nâng cao được cảnh giới võ công. Diệp Phàm cũng không ngăn lại, cứ đón nhận lễ bái của hai người. Bởi vì, Diệp Phàm cho rằng mình có thể giúp như thế thì có thể nhận lễ của hai người này. Mở ra. Diệp Phàm lần này không dùng gậy để cậy mà trực tiếp dùng tay như đao chém lên. Một luồng sức hút rất mạnh chém ra. Chợt phía trên chiếc quan tài hình thành một nguồn lực xoáy rất mạnh, dưới lực rất mạnh, nắp quan tài kêu răng rắc. Cuối cùng không chịu được sức hút mạnh của một tiên thiên cường giả là Diệp Phàm nên đã xoay tròn lên không trung, Diệp Phàm kéo sang bên cạnh, nắp quan tài bay lên mặt sàn. Ba người nhìn vào trong quan tài, chợt rơi vào tình trạng ngơ ngác. Bên trong nào có cái thi thể nào? Không có thi thể là thế nào? Mắt tròn mắt dẹt, nhíu mày. Một người con gái đoan trang rất xinh đẹp vẫn còn đang tươi tắn nằm bên trong quan tài. Người con gái đó chẳng khác nào người sống, nếu không phải không còn tiếng thở nữa thì Diệp Phàm vẫn cho rằng đó là người sống. Toàn thân người con gái đó được đính những thứ sáng như ngọc, tuy nhiên, trên phần ngực của cô ta lại treo một cái khóa rất to. Chiếc khóa này có hai bàn tay to, xích móc vào cái khóa to bằng cả cánh tay. Hơn nữa, xem ra chẳng có một chút tinh xảo nào. Lại còn có vẻ hết sức quỷ dị. Làm sao lại phải mang cái khóa to thế kia, đúng là chuyện kỳ lạ. Cũng chẳng có cảm giác mệt gì cả. Vương Nhân Bàng lẩm bẩm nói. Tuy nhiên, dường như chiếc khóa này chính là để khóa người con gái kia, và nó cũng không phải là vật trang sức. Nếu là vật trang sức thì phải rất tinh xảo. Hơn nữa không thể giống như một sợi xích sắt được. Trương Ẩn Hào nhìn kỹ. Nói thế nào chứ, chết rồi còn khóa. Người này có tật xấu sao? Vương Nhân Bàng không phục. Thời cổ đại có người dục vọng cực kỳ cao, sau khi chết sẽ đem người yêu thương, tin tưởng chôn sống theo. Chủ nhân sợ người con gái đó chạy mất, vì thế đã đặc biệt chế tạo ra chiếc khóa to để giữ lại suốt đời. Trương Ẩn Hào nói. Ví dụ như Vương Thất mà nói, dưới đất còn xây dựng một cung điện tối tăm để chôn theo tất cả những cô gái được cưng chiều. Mà những cô gái này vẫn không chết, mãi đến khi già, bệnh tật hoặc vì sợ quá mới chết. Đây là một kiểu chôn theo vô cùng tàn khốc vô nhân đạo. Chẳng trách khí đen xanh bay ra từ quan tài lại biến thành thi mị, xem ra, trong lòng người con gái này tràn đầy khí oán hận muốn tái sinh. Lâu dần thì biến thành thi mị. Chỉ bằng chúng ta mở chiếc khóa này, sau đó hỏa táng người con gái này. Như thế cũng coi như đã làm một việc công đức. Vương Nhân Bàng nói, tiếc là cô ta đã chết rồi, nếu không thánh tình như đồng chí Nhân Bàng này có động lòng hay không cũng khó nói. Người con gái cổ đại xinh đẹp thế kia cơ mà. Trương Ẩn Hào cười nói. Thực sắc tính dã, chẳng có gì là kỳ lạ. Người con gái này thực sự là cao quý, có lẽ là người trong vương thất cổ đại.
mà đồng tử mắt của người con gái này lại có màu xanh, có lẽ có huyết thống với người châu Âu cổ. Liệu có phải là vương hậu tinh tuyệt thần bí trong truyền thuyết? Vương Nhân Bàng rất hưng phấn. Thực sắc tính dã, tình dục và ăn uống là bản năng của con người. Hoàn toàn có thể là như thế, từ quy mô của hầm mộ này và những thứ được chôn theo, xem ra đều rất cao cấp. Chỉ có điều, ở đây chẳng có chữ nào nói rõ cả nên cũng khiến cho người ta khó hiểu. Trương Ẩn Hào gật gật đầu. Mở khóa trước. Diệp Phàm nói, đưa tay hút lấy chiếc khóa. Sau loảng xoảng mấy tiếng lạ vang lên. Trong chiếc khóa đột nhiên phun ra một luồng khí đen, thoáng cái đã tràn ra khắp cả quan tài. Ba người vừa nhìn liền cảm thấy có nguy hiểm, vì thế lập tức định lui ra. Tuy nhiên, lúc này đều cảm thấy chóng mặt, cơ thể như bị hút vào trong quan tài. Trong lúc mơ hồ ẩn hiện dường như còn nhìn thấy ba cái thi thể. Ba người đi đến. Có chuyện gì thế, chẳng phải là thân thể của chúng ta sao? Vương Nhân Bàng kêu lên. Chính xác là chúng ta rồi. Quái lạ, lẽ nào chúng ta đã chết rồi? Trương Ẩn Hào gật đầu nói, lúc này, cảnh tượng đã thay đổi, không khí khắp nơi trở nên mơ hồ. Không ngừng có những tiếng kêu gào của ma quỷ. Vương Nhân Bàng là người nhạy cảm, vừa nghe chợt nỗi buồn chợt dâng lên, rồi đột nhiên bật khóc, Trương Ẩn Hào cũng ngồi xuống đất kêu khóc. Ôi, chết rồi thì chúng ta còn có thể làm được gì? Thập Tam, em thành quả phụ rồi. Vương Nhân Bàng khóc. Ôi, ta vẫn chưa có vợ, như thế này mà đi ta không đành lòng. Ta vẫn chưa được thăng thiếu tướng, đều là vì cái lý lịch đáng chết. Mẹ kiếp, làm gì thế, ai đã làm ta chết? Trương Ẩn Hào kêu gào điên cuồng và nhảy lên. Ôi, Viên Viên, còn con của chúng ta vẫn chưa chính thức làm đám cưới mà. Diệp Phàm cũng đau buồn muốn khóc, không kiềm chế được Diệp Phàm cũng òa khóc. Ba người đàn ông lại khóc giả dích trong chiếc quan tài. Chết thì chết đi, ta chết thêm lần nữa. Vương Nhân Bàng hét lên đột nhiên rút nhu cực đao hướng vào bụng mình mà đâm vào. Từ đã, muốn chết cũng phải cho xứng đáng. Xuống âm phủ chúng ta cũng có bạn, nếu không, làm ma cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trương Ẩn Hào nhảy lên, Diệp Phàm giật mình. Đúng lúc này, huyết cương đột nhiên phình trướng nhảy dựng lên, một chưởng đánh bay nhu cực đao của Vương Nhân Bàng. Mấy thứ giống như con giun từ mồm của huyết cương phun ra chạy về phía chiếc khóa. Không lâu sau quấn lấy chiếc khóa. Còn ba Diệp Phàm cũng đã tỉnh lại, tức giận thiếu chút nữa thì thổ huyết. Trong quan tài làm gì có ba cái thi thể nào, mà là đang ngồi trên một đống vàng bạc châu báu, việc này rõ ràng là ảo giác. Mẹ kiếp, gặp ma rồi. Vương Nhân Bàng tức giận đá một cái vào chiếc đại nguyên bảo khiến nó kêu vang lên. Thấy những con giun quấn trên người, chiếc khóa trên thi thể lại rung lên dữ dội. Không lâu sau, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, dường như trong chiếc khóa có người sống. Ổ khóa này thật kỳ quái, vừa rồi chẳng phải chúng ta đã chọc vào nó sao? Vẻ mặt Trương Ẩn Hào lo lắng nhìn chiếc khóa rất to kia, trong lòng sợ hãi. Bệnh tê liệt quái quỷ. Diệp Phàm tức giận, vừa đột phá lên tiên thiên thiếu chút nữa lại sập bẫy của chiếc khóa. Hắn cầm nhu cực đao nhảy về phía chiếc khóa to bị chém gãy bay lên không trung. Diệp Phàm nhảy lên trên không, túm lấy chiếc khóa bẻ một cái làm cho nó gãy ra. Lúc này, cuộc đại chiến ở bên ngoài, Thi Mị đột nhiên chui trở lại bổ tới chỗ Diệp Phàm. Diệp Phàm đại khí đang dâng cao, liền chiến đấu với Thi Mị. Bên trong từng luồng hắc khí, Diệp Phàm thi triển khí độc rất mạnh xoáy quanh Thi Mị, giống như đao chém tới. Bùm một tiếng, chiếc khóa bị một đao của Diệp Phàm chém thành hai mảnh. Chít chít chít, tiếng kêu như tiếng chuột, Diệp Phàm phát hiện có một người tí hon nhảy ra từ trong chiếc khóa, giống như con rối. Người tí hon chỉ to bằng bàn tay, cũng có tay, chân giống người bình thường. Chỉ có điều mặt lại có màu xanh. Thi Mị vừa nhìn liền vội vàng chui vào trong cơ thể người tí hon đó. Cơ thể người tí hon rung lên, vút lên trên không, một luồng khí đen hình cây đao chém về phía Diệp Phàm. Đây chính là con rối khí độc mà cao thủ thoát thần cảnh điều khiển. Giống như người bình thường, tuy nhiên, nó vừa bị chém, chiếc khóa bảo vệ nó đã bị hỏng. Vì thế khi vừa mới ra ngoài nó sẽ rất sợ lửa, dùng lửa tấn công. Nhất định có hiệu quả. Lúc này giọng nói yếu ớt của Lô Định Tông truyền đến. Cho nó một viên đạn lửa. Diệp Phàm hét lên, Vương Nhân Bàng vội vàng bắn qua. Ầm một tiếng, đạn lửa nổ vang. Loại đạn lửa này là do các chuyên gia của Tổ khoa học năng lượng thuộc Tổ A chế tạo. Một viên đạn lửa to bằng quả bóng bàn khi nổ có thể sinh ra nhiệt độ cao đến hàng nghìn độ.
ngay cả sắt thép gặp phải cũng sẽ bị nung chảy, lợi hại vô cùng. Chít, chít, chít. Con rối tí hon kia ra sức giãy giụa trong lửa, kêu gào thảm thiết, âm thanh rất đáng sợ. Trương Ẩn Hào lại vội vàng bắn thêm một viên nữa. Sau hơn 10 phút, con rối kia kêu hét thảm thiết rồi cuối cùng đã tan biến trong hầm mộ. Tất cả dường như đều đã yên bình trở lại. Tiền bối, con rối này sao nhìn giống người thật như vậy? Kỹ thuật chế tác của người cổ đại thật khiến người ta giật mình. Diệp Phàm tán thưởng nói. Căn bản nó chính là người bình thường. Lô Định Tông nói. Người bình thường, sao có thể như thế? Diệp Phàm chợt sợ ngây người. Đương nhiên là người bình thường. Chỉ có điều người này bị cao thủ thoát thần giới ép trở thành người tí hon như con rối. Lại bị tẩy rửa bằng nước độc, cuối cùng chết vì bị khóa. Nó trở thành thi mị trong chiếc khóa. Người này trước khi chết công lực ít nhất cũng có thể đạt đến cảnh giới ly hồn. May là nó vẫn chưa thành hình. Hơn nữa ban đầu người này ép nó ở trên ngực của người con gái kia chủ yếu cũng là để trấn áp người con gái đó. Có lẽ người con gái đó rất được người đó yêu thương. Còn trên cơ thể của người ở trong chiếc khóa có tiên nội công tái sinh hồn thần từ huyết luyện của người đó. Nếu người này tái sinh thành công, cậu phải chú ý, sau này có lẽ sẽ có phiền toái. Bởi vì, dựa vào tiên nội công hồn niệm là có thể nhớ được cậu. Nếu người này tái sinh không thành thì chẳng có gì đáng ngại. Chương 3188, theo tôi đi đến một nơi. Thế chẳng phải là phiền phức sao, suốt ngày cứ phải phòng thủ. Trương Ẩn Hào nói. Thực ra cũng chẳng có gì phải quá lo lắng làm gì, tỷ lệ người đó sống lại cơ bản không có. Nếu có thì cậu chẳng thể dễ dàng giết được người tí hon có hồn khí của hắn đâu. Lô Định Tông nói. Mặc kệ hắn, chúng ta là người hiện đại lại còn bị một người chết dọa hay sao? Sợ cái chó gì? Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ vẻ chẳng để ý đến. Người con gái này thật là xinh đẹp, ôi hồng nhan bạc mệnh. Hay là chúng ta hỏa táng cho cô ta đi? Vương Nhân Bàng lại nhắc lại chuyện cũ. Cậu mau ngăn hắn lại. Lô Định Tông nói. Vì sao, người con gái này bị trấn áp mấy nghìn năm rồi, để cho cơ thể cô ta tự do cũng là một việc công đức. Diệp Phàm hỏi. Chẳng phải ta đã nói qua rồi, nếu người đó tái sinh thành công thì cậu sẽ phiền phức. Vì thế hãy nghĩ cách nắm giữ lấy người con gái này ở trong tay. Như thế, nếu cậu thực sự gặp phải người đó tái sinh, thì người con gái này trong tay cậu chính là cơ sở để đàm phán bảo vệ tính mạng. Vì người đó nhất định là rất yêu người con gái này nên mới bỏ ra bao nhiêu công sức như thế để trấn áp người con gái này. Chỉ cần có cô ta, chính là một lá bùa bảo mệnh. Tuy cơ hội tái sinh của người đó cực kỳ bé, nhưng cũng phải đề phòng có phải không nào. Tuy nhiên, cần phải cất giấu thật bí mật, không thể để cho bất kỳ người nào biết, kể cả hai người bạn của cậu ở ngoài kia cũng không được biết cậy có suy nghĩ này. Lô Định Tông nói, nhưng việc này phải cất giữ như thế nào? Nếu cất giữ thì phải dùng kỹ thuật hiện đại, việc này, thật là quá khó. Hơn nữa, lại cũng phải nhờ đến nhiều người, muốn giữ bí mật thì quá khó. Và lại, dù là dùng kỹ thuật chống phân hủy hiện đại, có lẽ cũng phải lấy nội tạng ra trước. Thế chẳng phải là làm hỏng đi thân thể của người con gái này sao? Diệp Phàm có chút khó xử. Ta thấy thủy công của cậu thi triển cũng rất khá. Bây giờ đã đột phá lên tiên thiên. Cậu hoàn toàn có thể thi triển kỹ thuật võ công đóng băng nước, chỉ bằng cậu dùng băng để làm nơi giấu người con gái này mà không lo bị thối giữa thế là được. Lô Định Tông nói. Diệp Phàm nghĩ cũng chẳng có cách nào, tuy nhiên, Diệp Phàm tin tưởng Trương Ẩn Hào và Vương Nhân Bàng, vì thế cũng không giấu nữa, trực tiếp nói kế hoạch của mình cho hai người nghe xong trố mắt không nói nên lời. Việc này cũng được sao? Vương Nhân Bàng vẻ mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Có gì mà không được, chỉ cần có nơi đủ lạnh, bảo tồn thi thể sẽ không thành vấn đề. Chẳng phải ở trong núi tuyết đã phát hiện ra thi thể của vận động viên leo núi chết từ hàng chục năm trước hay sao? Diệp Phàm trừng mắt lên nhìn hai người, đột nhiên cười. Hơn nữa, ba người chúng ta bây giờ đã ở trên một chuyến đò rồi. Việc này thì có liên quan quái gì đến hai người chúng tôi? Vương Nhân Bàng lắc lắc đầu. Thế có thể nói không có liên quan sao? Chiếc quan tài này là cả ba chúng ta cùng mở ra. Chiếc khóa cũng là chúng ta hợp phá. Hi hi, đến khi đó, nếu người đó thực sự tái sinh, hai người còn muốn đặt mình ra khỏi chuyện này sao? Vì thế hai người cũng phải giúp tôi cùng bảo tồn bí mật này. Nếu không ba người chúng ta sẽ cùng xong đời. Diệp Phàm cười. Như thế anh cũng nói ra được, Diệp Phàm,
hôm nay xem như tôi đã thấy rõ bộ mặt thật của anh. Cái gì mà huynh đệ chính là dùng để trói buộc chết cùng nhau thôi. Vương Nhân Bàng nói, đương nhiên thực ra là đang nói đùa. Đúng thế, cậu nhé, khi có tiền sao lại không chia nhiêu cho hai người chúng tôi một chút. Trương Ẩn Hào cũng cười. Sau đó, đương nhiên là đồng ý vô điều kiện đối với việc của Diệp Phàm. Rồi Diệp Phàm dùng phương pháp phong băng để đóng băng người con gái kia. Hơn nữa chất đầy bao tải những bảo vật và vàng bạc mang trộm ra ngoài. Thu hoạch đúng là không tồi, trong quan tài đầy những ngọc ngà, châu báu. Ngay cả mấy người bằng tượng vàng dòng quỳ trước quan tài cũng đáng giá không ít tiền. Xong rồi, Ngô Quang Bảo cũng chạy đến. Gã không có hứng thú với bảo vật, chỉ có hứng thú với bùn vàng, lấy rất nhiều đựng vào trong chiếc chậu ngọc giống như là một bảo bối. Diệp Phàm phát buồn cười, bùn vàng này cũng chỉ là bùn, chẳng qua là kết quả luyện vật của cao thủ mà thôi. Muốn dùng kỹ thuật hiện đại để nghiên cứu ra cái gì, không có năng lượng của cao thủ thì cũng chẳng làm được. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng sẽ không nói ra những chuyện này, cứ để cho đồng chí Ngô Quang Bảo đưa lên trang web những bảo vật quốc gia siêu cấp. Trong quan tài cũng có mấy cái bình ngọc, bên trong cũng chứa những viên thuốc cổ đại, tạm thời vẫn chưa nghiên cứu ra cái gì. Sa Thiên, đem cái thi thể của người con gái này đưa lên đỉnh Châu Mục Lang Mã, tìm một nơi chí hàn để bảo tồn. Diệp Phàm dặn dò Sa Thiên. Tốt nhất là xây một cái điện dưới đất. Sa Thiên nói. Làm thế nào thì cậu làm. Tuy nhiên, không được làm quá lớn. Người mang theo không được quá đông, bí mật là yêu cầu đầu tiên. Diệp Phàm nói. Tôi hiểu rồi. Sa Thiên gật đầu nói. Sau đó, Diệp Phàm sai người thu hết tất cả những thứ ở trong hầm mộ lại. Không để lại bất cứ thứ gì. Nói như Diệp Phàm thì đây đều là đồ cổ, không chừng đến lúc nào đó lại dùng đến. Trở về thủ đô, Diệp Phàm nghỉ ngơi một ngày. Về những bảo vật, châu báu Diệp Phàm giao hoàn toàn cho Trương Ẩn Hào xử lý. Đương nhiên, tông chỉ chính là những thứ thuộc về phạm trù di sản thì bán cho bảo tàng, giá cả có thể rẻ một chút. Thứ không có giá trị nghiên cứu thì mang đi bán đấu giá. Buổi chiều ngày hôm sau, khi Diệp Phàm đang chuẩn trở về tập đoàn Hoành Không thì nhận được điện thoại của Cung Khai Hà. Bảo hắn lập tức trở về tổng bộ. Diệp Phàm vội vàng trở về tổng bộ. Làm đẹp lắm. Câu đầu tiên của Cung Khai Hà là như thế. Ha ha ha, kiếm được chút tiền mà thôi, cũng chẳng có gì. Diệp Phàm cười nói. Ồ, đồng chí Diệp Phàm trở nên khiêm tốn như thế từ lúc nào vậy? Cung Khai Hà cười nhạt. Trước giờ tôi là người trầm tính. Diệp Phàm gượng cười một tiếng. Nắm đấm của cậu thì chẳng trầm tí nào, trên đánh cục phó dưới đánh thảo dân. Cung Khai Hà cười nói. Đó đều là những người đáng đánh. Diệp Phàm nói. Được rồi, không nói chuyện tào lao nữa. Tôi và cậu cùng đi đến một nơi. Cung Khai Hà cười, dẫn Diệp Phàm vào trong xe. Rốt cuộc là đi đâu, bây giờ có thể nói một tiếng được rồi. Còn nữa, đi làm gì, vì sao phải làm như thần bí thế? Diệp Phàm hỏi. Câu lạc bộ thư giãn Bắc Phiên. Cung Khai Hà nói. Đến đó làm gì, tôi đâu có rảnh rỗi. Phải nhanh chóng trở về Hoành Không, đi cũng phải được chục ngày rồi. Phải về theo dõi một chút, hai thành giang di rời, không thể qua loa được. Diệp Phàm nhăn mày. Đừng vội, ở lại đây một, hai ngày nữa cũng chẳng sao. Hơn nữa, có lẽ đối với cậu lần này còn là một cơ hội. Cậu phải xem xét cho kỹ việc hai thanh di rời. Chờ tí nữa gặp thủ trưởng cậu hãy báo cáo hay một chút. Không chừng còn có thể có thu hoạch ấy chứ có phải không nào. Cung Khai Hà nói. Thủ trưởng, vị nào thế? Diệp Phàm giật mình, vội vàng hỏi. Ha ha, đến đó rồi cậu sẽ biết. Cung Khai Hà cười nói. Ông đúng là biết giữ bí mật. Diệp Phàm không bằng lòng hừ nói. Cậu cũng không giống thế sao? Cung Khai Hà nói. Đối với tổ tôi luôn thẳng thắn, thành thật. Diệp Phàm nói. Vậy sao? Cung Khai Hà quay đầu chằm chằm nhìn Diệp Phàm, hắn hơi chột dạ, tuy nhiên bên ngoài vẫn không chế được rất tốt. Nếu đã sòng phẳng như thế thì làm sao trong chiếc quan tài lớn ở hầm mộ lại không có chủ nhân? Nếu nói là một cỗ quan tài trống thì có lẽ không giống. Trước kia chẳng phải có nghe nói thi khí tràn ra hình thành cái gì gọi là thi mị vậy thi thể chính thì đâu? Không có thi thể thì làm sao lại có thi khí? Cung Khai Hà hỏi. Là do cao thủ tạo nên con rối từ người sống, đương nhiên, đối với chúng tôi mà nói hắn đã chết rồi. Kết quả là con rối đó rất lợi hại, chúng tôi đành phải dùng đạn lửa để tiêu hủy hắn. Nếu không,
tất cả chúng tôi đã nằm ở trong hầm mộ đó rồi. Cung tổ không thể vì muốn thi thể mà không để ý đến tính mạng của chúng tôi chứ. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc. Ha ha ha, đúng là kỳ lạ. Cậu nói xem con rối đó là nam hay nữ? Cung Khai Hà cười nói. Đương nhiên là nam. Diệp Phàm chẳng cần nghĩ liền nói ngay. Đúng thế, con rối nam làm sao trong quan tài lại còn lưu lại rất nhiều những thứ tơ lụa rực rỡ như thế. Hơn nữa, rõ ràng có đặc trưng của con gái. Đồng chí Diệp Phàm cậu chắc không muốn nói là con rối nam này mặc đồ của con gái đấy chứ. Giống như một số người đồng tính bây giờ nam lại thích trang điểm thành nữ. Hơn nữa, nghe nói con rối đó chỉ to bằng bàn tay, thế thì những quần áo to như thế làm sao có thể mặc vào người hắn chứ? Những việc này, đều tương đối trái với lẽ bình thường có phải không nào? Cung Khai Hà hỏi. Hỏng rồi, sao lại không nghĩ đến quần áo còn sót lại ở trên cơ chứ? Diệp Phàm rất muốn mở miệng, tuy nhiên lại nói. Việc này tôi cũng không rõ, có lẽ chỉ là những thứ đem chôn theo mà thôi. Có lẽ người chủ vốn thích quần áo con gái. Hơn nữa, quần áo đặt trong quan tài không hề khẳng định bên trong đó phải là nữ chủ nhân có phải thế không nào. Những thứ người cổ đại làm ai có thể đoán được hết. Cậu xảo biện. Cung Khai Hà hừ một tiếng. Trước mặt cung tổ trưởng tôi đâu dám. Diệp Phàm tiếp tục. Tôi thấy đối với những thứ được lấy lên chúng tôi cũng đã như thế liệt kê báo cáo danh sách lên tổ rồi. Hơn nữa, các ông cho rằng những thứ quan trọng đều cho người mang lên trước, một đồng tiền cũng chẳng cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ còn lại chút rác thải thôi. Đó vốn là thuộc về quốc gia, chính là không để cho các cậu làm một việc phạm pháp. Trong tổ nhìn mặt cậu không so đo những thứ này, đủ nhân từ rồi. Đồng chí Diệp Phàm, cậu không phải không biết. Vẻ mặt Cung Khai Hà nghiêm túc. Sớm biết thì tôi đã không đi đào, mang về cho các ông mấy tỷ lại còn đổ lên đầu tôi. Diệp Phàm tôi lại trở thành kẻ trộm mộ. Đúng là xui xẻo, trên đời này lại có chuyện như thế sao? Hơn nữa, hành động lần này trong tổ còn có đồng ý. Các ông phái người đi giúp tôi bắt được thất gia. Nói ra thì trong tổ cũng là đồng phạm mà. Diệp Phàm cũng phản đối lại. Ha ha, không thể nói là như thế. Tổ cũng không trách các cậu cái gì có phải không nào. Hơn nữa, lần này hai đồng chí Nhân Bàng và Ẩn Hào lại có tiến bộ, tổ cũng rất vui mừng. Đồng chí Trương Ẩn Hào nâng lên cửu đẳng, đồng chí Vương Nhân Bàng nâng lên đỉnh cao của thập nhất đẳng, về triển khai công việc như thế là rất có lợi. Tất cả việc này tổ cũng đều ghi chép lại tỉ mỉ. Công lao của đồng chí Diệp Phàm không hề thiếu một chữ. Làm sao có thể để cho mình biến thành kẻ cướp mộ được có phải không nào? Tổ đã ghi chép lại công lao như thế này, tổ phái đồng chí Diệp Phàm dẫn đội đi khai quật cổ mộ, xóa bỏ những ẩn họa không an toàn. Đã tìm được dược liệu cổ có tiềm năng có thể khai thác được, thăm dò được bí mật của cổ tinh tuyệt quốc cho tổ, đã giúp cho tổ. Thấy chưa, chúng tôi đã ghi chép rất nhiều, có điểm nào là nói xấu cậu đâu. Cung Khai Hà lại cười hi hi một tiếng. Chương 3189, số 1. Tôi vẫn phải cảm ơn tổ trưởng cung đã quan tâm đặc biệt đối với tôi như thế. Diệp Phàm nói châm biếm. Cảm ơn thì không cần đâu, sau này tiếp tục cố gắng nhé. Cung Khai Hà khoát tay, Diệp Phàm tức giận dương mắt nhìn. Tôi sẽ không làm những việc tốn sức này nữa, tổ trưởng cung, ông bảo tôi đào mộ, còn phải cố gắng, tôi đã thực sự trở thành Mạc Kim giáo úy rồi. Không lâu sau, xe dừng lại trung tâm nghỉ dưỡng cán bộ quân đội Bắc Phiên. Trung tâm nghỉ dưỡng cán bộ quân đội Bắc Phiên được xây dựng trong núi Bắc Phiên, không gian rất yên tĩnh, không khí hết sức trong lành. Ở đây có đầy đủ tiện nghi, hơn nữa, phạm vi lại rất lớn. Tuy nhiên, có thể đến đây đều là những cán bộ cao cấp của nhà nước đã nghỉ hưu cách biệt với bên ngoài. Hôm nay không khí dường như có chút khác thường, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn, chợt hiểu ra. Bởi vì vị thượng tá đứng gác ở cổng kia chính là Mã Hán. Mã Hán làm việc ở đoàn cận vệ Trung Viên Hải, gã cũng là một đội trưởng một phân đội trong đó. Hôm nay lại bị phái đến gác cổng, thế cũng đã chứng minh điều gì rồi. Nhất định có nhân vật lớn đang nghỉ. Cung đầu, đồng chí nào đại gái quang lâm thế? Diệp Phàm hỏi. Ngoài vị đó ra thì còn vị nào nữa? Cung Khai Hà cười nói, Mã Hán cẩn thận kiểm tra xe và giấy tờ của Cung Khai Hà. Cuối cùng làm động tác chào rồi để cho Diệp Phàm và Cung Khai Hà đi. Vương đầu cũng ở bên trong. Mã Hán cuối cùng nói nhỏ với Diệp Phàm một câu. Vương Nhân Bàng cũng ở đây, rõ rồi, nhất định là đường đã đến. Xe chạy vòng theo đường lên núi, không lâu sau dừng xe ở một nơi cây cối xanh ngút.
một tòa biệt thự cổ thấp thoáng bên trong. Diệp Phàm đến rồi. Vương Nhân Bàng vẻ mặt tươi cười lên mở cửa xe. Ở bên trong? Diệp Phàm hỏi. Ở tầng 2. Vương Nhân Bàng gật đầu, vẻ mặt lại tỏ ra nghiêm túc. Diệp Phàm theo Cung Khai Hà từ từ đi lên trên. Vào đi, đừng đứng bên ngoài. Giọng nói của chủ tịch đường truyền ra từ bên trong, đẩy cánh cửa bằng gỗ rất dày ra, bên trong một làn hương thơm thoang thoảng. Chào thủ trưởng. Diệp Phàm và Cung Khai Hà cùng làm lễ cúi chào. Ngồi đi. Chủ tịch đường vẻ mặt thân thiết. Đồng chí Diệp Phàm, cậu hãy báo cáo tỉ mỉ một chút tình hình công tác khai quật lần này với chủ tịch đi. Cung Khai Hà nói, Diệp Phàm cũng đem những lời đã suy nghĩ cẩn thận nói ra. Cuối cùng, trong lòng hắn thót lên, nói. Vốn là muốn nhanh chóng quay về, nhưng được tổ trưởng cung dẫn tới đây. Gần đây đồng chí Diệp Phàm chắc rất bận. Chủ tịch đường cười nói. Thành phố Giang Hoa thủ phủ của địa khu Giang Hoa sắp di rời đến huyện Lăng Hà, đây là kết quả hơn chục năm tranh luận của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Điền Nam. Xuất phát từ đại cục của địa khu Giang Hoa, chắc chắn là việc di rời thủ phủ có lợi cho việc phát triển cân đối nền kinh tế toàn khu vực. Mà tập đoàn Hoành không đang trong thời gian hồi phục và phát triển, mà huyện Hoàng Cương thuộc thành phố Hạng Nam cũng phải di rời đến trấn Hoành không. Lấy con sông Thông Thiên làm trung tâm để xây dựng một thành phố mới, hoàn toàn có thể thông qua cây cầu lớn trên sông Thông Thiên để hợp nhất hai thành phố lại. Diệp Phàm nhân cơ hội này đem chuyện nói ra. Quy hoạch lớn của Hoành không, đồng chí Diệp Phàm, cách nghĩ này của cậu rất hay. Dựa vào tập đoàn Hoành không làm trận địa chính, thúc đẩy hai thành phố phát triển. Kéo theo sự tăng trưởng kinh tế của khu vực, thúc đẩy sự phát triển hài hòa giữa con người với môi trường. Tuy nhiên, dù là dựa vào du lịch và nhà máy để thúc đẩy sự phát của hai khu vực, nhưng phải xử lý thỏa đáng môi trường trong ngành du lịch và một số vấn đề mà sự phát triển của nhà máy sẽ mang đến. Vấn đề môi trường ngày càng được toàn thế giới quan tâm. Ô nhiễm thì rất dễ nhưng xử lý ô nhiễm lại rất khó. Đồng chí Diệp Phàm, một khi bắt đầu thì cậu phải nắm bắt tốt công việc ngay từ đầu. Kế hoạch cần phải cụ thể, tỉ mỉ. Những việc cần phải làm thì nhất định phải làm, không thể nói hiện tại tài chính khó khăn mà không làm. Chờ sau này cậu kiếm được tiền thì đã quá muộn. Việc thua lỗ của phương diện này chúng tôi đã ăn quá nhiều rồi. Chủ tịch đường vẻ mặt nghiêm túc nói. Đồng chí Diệp Phàm đúng là rất bận, bên này thì lo làm một số việc cho tổ, bên kia thì vai gánh nhiều trách nhiệm. May là thể trạng cậu ta tốt, nếu không, như người bình thường đã không chịu nổi. Cung Khai Hà nói. Hơn nữa, gần đây đồng chí Diệp Phàm lại giới thiệu cho tổ mấy nhân tài, đã bổ sung thực lực rất lớn cho tổ. Tuy nhiên, trong việc di rời hai thành phố cũng thực sự gặp phải khó khăn rất lớn. Nghe nói mức độ kinh tế của địa khu Giang Hoa không hề cao, xếp sau một số nơi khác ở tỉnh Điền Nam. Như thế làm thì tài chính đại khu rất khó khăn. Trong tổ chúng tôi cũng muốn làm một số việc thiết thực cho đồng chí Diệp Phàm, chỉ có điều cũng không có. Đến hiện tại, tài khoản của tổ chúng tôi đã hết tiền rồi. Cung Khai Hà đúng là lão cáo già, mượn thời cơ của Diệp Phàm không những đưa ra khó khăn của Diệp Phàm, lại còn tỏ ra rất nhân tình với Diệp Phàm và cũng theo đó đưa khó khăn của tổ A ra. Ồ, làm sao tôi có cảm thấy hai vị đang liên thủ với nhau? Chủ tịch đường sửng sốt nói đùa. Ha ha. Đây là khó khăn thực tế chúng tôi gặp phải. Tổ trưởng cung nói là thực tế, không có tiền từng bước đều khó khăn. Đối với việc một địa khu xếp phía sau trong tỉnh mà nói, muốn di rời thủ phủ thực sự rất khó khăn. Đương nhiên, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Điền Nam cũng rất ủng hộ, tỉnh đã bỏ ra một nửa số tiền của việc di rời thủ phủ. Nhưng mặc dù sắp xếp như thế, một nửa số tiền còn lại cũng phải 3-4 tỷ, đối với người dân Giang Hoa mà nói cũng là một gánh rất nặng. Nhưng di rời thủ phủ là việc phải làm. Nếu bây giờ không di rời, sau này tập đoàn Hoành không phát triển lên, đến một lúc muốn kết hợp với tập đoàn Hoành không thì kinh phí sẽ càng nhiều hơn. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, khó khăn của tổ chúng tôi chủ tịch cũng rõ. Thật sự sắp đến lúc đói không có gì ăn rồi. Sau này có nhiệm vụ cũng chẳng có cách nào triển khai, tôi lo lắng chẳng ăn được cơm nữa. Vẻ mặt Cung Khai Hà khổ sở. Không sai. Lần trước đến tổ tôi nghe tướng quân kế nói tổ trưởng cung đã liên hệ được với ngân hàng, phải vay để chống đỡ cho hai tháng này. Chờ kinh phí năm sau rót xuống. Diệp Phàm cũng nói. Hai người một sướng một hợp, chỉ là nhắm vào hầu bao của tôi. Tiền này thì phải hỏi Tổng Bí Thư Khang mà, đương nhiên, đối với những khó khăn các anh vừa nói, chúng tôi cũng biết một chút.
bổ sung thêm một chút kinh phí là cần thiết. Thế này nhé, hai người làm một cái báo cáo nộp lên. Chủ tịch Đường nói. Vừa khéo, tôi có mang báo cáo theo người đây. Diệp Phàm lập tức cầm túi công văn đến. Vừa nghe nói sẽ gặp được chủ tịch Đường, Diệp Phàm lập tức bảo Lý Cường chuyển các tài liệu báo cáo qua. Cung Khai Hà cũng không chậm trễ, lão còn đưa ra tài liệu còn nhanh hơn cả Diệp Phàm. Diệp Phàm không liếc mắt khinh bỉ lão một cái tham tiền. Ha ha ha. Chủ tịch Đường lướt qua vài lần liền cầm bút lên ký. Chỗ đồng chí Khai Hà cấp cho 100 triệu, bây giờ đã là tháng 12 rồi. Tháng 1 sẽ có tiền, bên đồng chí Diệp Phàm có lẽ sẽ khó khăn hơn một chút. Di rời hai thành phố việc đặc biệt nhiều, hơn nữa việc lại liên quan đến cuộc sống của nhân dân. Thi công hạ tầng nhất định phải làm cho tốt, vì thế nếu cấp cho 1 tỷ sẽ chẳng thấm đâu, cấp cho 300 triệu nhé. Chủ tịch Đường cười nói rồi ký. Cảm ơn. Diệp Phàm và Cung Khai Hà đều đứng lên, hành lễ chào. Diệp Phàm đang muốn đón lấy công văn phê chuẩn, tuy nhiên, chủ tịch Dương lại rụt tay lại đặt văn bản xuống cạnh chén trà. Còn Cung Khai Hà thì lại thuận lợi nhận lại công văn, lão già còn liếc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm trợn mắt hung hăng liếc nhìn lão, tuy nhiên, cũng không dám chủ động đến lấy công văn. Đồng chí Diệp Phàm, nghe nói gần đây đã phát minh ra một loại thuốc có thể phát huy được tiềm lực sinh mệnh. Gọi là sinh mệnh tiềm lực hoàn thuốc tiềm lực sinh mệnh có phải không? Nghe nói không có tác dụng phụ gì, thuốc tốt đấy. Chủ tịch Đường cười nói. Việc này, đúng là có loại thuốc này. Tuy nhiên, quá khó để điều chế. Khi đó cũng là may mắn thôi. Ban đầu để tranh thủ sự đầu tư của Lão Vân ở tập đoàn Hoa Tinh đến từ nước Mỹ nên mới cố để điều chế ra. Bởi khi đó Lão Vân bệnh rất nặng, thực ra là nguyên nhân tâm lý. Sau khi gặp Tôn Nữ liền thoải mái. Dưới sự thúc đẩy về mặt tinh thần, lại thêm thuốc của tôi, tiềm lực sinh mạng của ông ta đã được khai phá rất lớn. Đương nhiên, Lão Vân bây giờ đã hồi phục khỏe mạnh rồi. Mà sống đến 70, 80 tuổi cũng không thành vấn đề. Diệp Phàm nói. Đồng chí Diệp Phàm, cậu qua đây xem. Chủ tịch Đường nói rồi đứng dậy đi đến kéo bức màn che cửa sổ ra. Diệp Phàm và Cung Khai Hà bước theo, nhìn ra bên ngoài. Có nhìn thấy cái gì không? Chủ tịch Đường hỏi, hình như là mấy người già đang đánh thái cực quyền. Diệp Phàm nói, phát hiện khoảng đất trống phía xa dưới những bóng cây, có lẽ là những cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu đang tập thái cực quyền. Đánh đi đánh lại, đưa tay rất chậm, tuy nhiên đều là động ác võ thuật đẹp. Bọn họ đều là tài phú quý giá của nước Cộng Hòa chúng ta, đã lập những công lao to lớn cho nước Cộng Hòa. Giờ đây dù họ đã già rồi, đều đã trên 70 tuổi. Cơ thể cũng lão hóa rồi. Thường có bệnh này bệnh kia. Nhưng bọn họ lúc nào cũng quan tâm đến sự phát triển của nước Cộng Hòa. Có lúc còn đưa ra những kiến nghị thiết thực, có tác dụng rất lớn đối với việc xây dựng đất nước. Chủ tịch Đường có chút cảm thán nói, sau đó nhìn Diệp Phàm nói tiếp. Đồng chí Diệp Phàm, cậu hiểu ý của tôi không? Ý của chủ tịch là đưa cho họ dùng thuốc tiềm lực sinh mệnh. Diệp Phàm hỏi, ngẩng đầu lên, thuốc tiềm lực sinh mệnh này bây giờ cơ bản cũng đã hết rồi. Đến giờ còn đang phải vay của Mộc Nguyệt Nhi mấy viên. Cách nghĩ của cậu rất tốt. Chủ tịch Đường nói, Diệp Phàm nghĩ rõ ràng là chủ ý của ông mà, từ lúc nào lại thành cách nghĩ của tôi. Lãnh đạo thật biết cách nói cho ngươi không còn cách nào để phản bác. Đồng chí Diệp Phàm tuy còn trẻ, nhưng có thể nhìn xa trông rộng như vậy, chứng tỏ rất có tầm nhìn xa. Không thể nói bọn họ già thì không lo nữa, người già có chỗ cần dùng của người già. Kinh nghiệm của bọn họ cũng là một bảo bối quý. Hơn nữa, ai rồi cũng sẽ già. Không chừng vài năm nữa, Cung Khai Hà tôi cũng sẽ đến đây để luyện thái cực quyền ấy chứ. Cung Khai Hà vừa nói ra, Diệp Phàm thiếu chút nữa thì phát điên. Lão già lại kết hợp. Chủ tịch, tổ trưởng Cung, tôi cũng muốn mang viên tiềm lực sinh mệnh đến. Chỉ là bây giờ căn bản không tìm được dược liệu để điều chế. Không có dược liệu thì làm sao mà điều chế được. Diệp Phàm vội vàng nói. Có thể từ từ làm mà, cứ điều chế một ít đi. Chủ tịch Đường nói. Chương 3190, các nguyên lão của nước Cộng Hòa. Đúng vậy, có mấy viên thì đưa mấy viên là được. Cung Khai Hà và chủ tịch phối hợp rất ăn ý. Một viên cũng không có mà, thực sự không có. Nếu hai vị thủ trưởng không tin có thể gọi tổ trưởng Ngô của tổ khoa học năng lượng đến. Bọn họ cũng đã nghiên cứu rất lâu rồi. Tổ trưởng Ngô cũng biết. Nguyên liệu của loại thuốc này rất khó kiếm. Là biết mà không làm gì được. Diệp Phàm nói. Không sao, đồng chí Diệp Phàm,
chúng tôi tin rằng cậu có thể tìm được. Câu nói của chủ tịch Đường như đã định, Diệp Phàm còn có thể nói gì, đành phải đau lòng gật đầu. Bởi vì, có lẽ là phải đem quả ô vân lạc cơ ở chỗ Lô Định Tông mới vừa làm được hiến ra. Dùng loại quả này để điều chế viên tiềm lực sinh mệnh thì chắc chắn có thể thành công. Tuy nhiên, đây là thứ tốt của một tiên thiên cường giả mà Diệp Phàm giữ lại. Thực sự không nỡ. Đi, đi, chúng ta xuống luyện cùng bọn họ. Chủ tịch Đường cười nói, thân thiết vỗ vai Diệp Phàm, sau đó thuận tay cầm công văn đã phê chuẩn đưa cho Diệp Phàm. Ba người chậm rãi đi xuống lầu. Chủ tịch, anh xem, những tướng quân già này vẫn rất khỏe. Từng người họ vẫn khỏe như rồng như hổ, tôi còn nghi ngờ liệu có phải bọn họ đã trở lại của trước kia. Cung Khai Hà cười nói. Đó là đương nhiên, tinh thần vui vẻ mới là niềm vui lớn nhất trong cuộc sống. Đương nhiên, cơ thể cũng quan trọng, đó là cơ sở của tinh thần vui vẻ. Chủ tịch Đường cười nói. Thấy ba người đi đến, các lão cán bộ đều bước lên chào. Diệp Phàm phát hiện Triệu Bảo Cương cũng có trong đám người này. Lúc này đang nói chuyện cùng với một ông lão tóc đã bạc trắng cả. Lão Triệu cũng ở đây ạ. Diệp Phàm bước lên chào hỏi. Tiểu Diệp cũng ở đây hả? Lại đây, ta giới thiệu với cậu một chút, đây là Ngư tướng quân. Triệu Bảo Cương cười ha hả chỉ ông lão tóc bạc giới thiệu. Diệp Phàm giật mình, đồng chí họ Ngư của nước Cộng hòa chính là Ngư quốc Trương tướng quân rồi, cũng là một trong những người có công lớn khai quốc. Sau đó đã đảm nhiệm qua chức Bộ trưởng Bộ Bảo mật nước Cộng hòa và Phó Thủ tướng CP. Cháu chào Ngư lão. Diệp Phàm bước đến chào hỏi. Cậu chính là đồng chí Diệp Phàm đến từ tỉnh Điền Nam. Ngư lão dường như biết Diệp Phàm, liếc nhìn Diệp Phàm với ánh mắt đánh giá. Tuy nhiên, vừa bắt tay, Diệp Phàm cảm thấy một luồng lực truyền đến. Biết Ngư lão muốn ra đòn phủ đầu với mình. Diệp Phàm cố ý nhíu mày, tỏ vẻ rất đau. Đương nhiên là để thỏa mãn một chút lòng tự trọng của ông ta. Làm cho ông ấy thoải mái trong lòng một chút thì có lẽ sẽ buông tay. Tuy nhiên, chẳng hiểu được Ngư lão sao lại không muốn buông tay ra. Lực trên tay lại càng ngày càng mạnh, đầu ngón tay càng ngày càng bóp chặt vào. Nếu là người bình thường, có lẽ đã đau quá mà hét lên rồi. Đương nhiên, trong lòng Diệp Phàm cũng thầm lấy làm kỳ lạ. Dường như Ngư lão cũng là một nhà luyện, như bây giờ mà nói. Người đã hơn 70 rồi, có lẽ còn có thân thủ lục đẳng. Ha ha ha, hai đồng chí, cái bắt tay này lại hứng thú nắm đến không muốn buông tay. Lúc này chủ tịch Đường nhìn Ngư quốc Trương cười nói. Chủ tịch Đường nói như vậy, hơn chục đôi mắt đều hướng về phía Diệp Phàm và Ngư quốc Trương. Còn Cung Khai Hà vừa nhìn chợt khóe miệng không khỏi run lên một chút. Lão ta vội vàng liếc nhìn Diệp Phàm, nháy mắt một cái, có lẽ ý là tiểu tử cậu kiềm chế một chút. Đừng thể hiện gì, nếu mà làm bị thương Ngư lão người ta thì sao? Còn khóe miệng của Triệu Ngọc Cương lại nở một nụ cười. Bởi vì Triệu Bảo Cương đã biết được rõ về Diệp Phàm. Biết rằng lần này đồng chí Ngư quốc Trương chẳng lẽ muốn lật thuyền trong mương. Tuy nhiên, đối với cử động khác thường của Ngư quốc Trương, Triệu Bảo Cương cũng cảm thấy có chút tuyệt xảo. Làm sao dường như Ngư quốc Trương có chút không thích Diệp Phàm. Trong lòng cũng suy nghĩ liệu có phải Diệp Phàm đã đắc tội gì với đồng chí này. Rồi mới nhớ ra lần trước Ngư lão đã từng hỏi việc của Bạch gia ở tỉnh Điền Nam. Có lẽ chính là chuyện này, tuy nhiên, đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Hơn nữa cũng chẳng phải là việc của Ngư lão. Mà trí tuệ của Ngư quốc Trương thì Triệu Bảo Cương chẳng hề có điều gì nghi ngờ, có lẽ còn có việc gì khác nữa. Tuy nhiên, thiệt thòi trước mắt cũng không thể nhường được. Đương nhiên, dưới sự quan sát của Chủ tịch Đường, Diệp Phàm cũng không dám quá kiêu ngạo. Bởi vì chủ tịch biết rõ về mình, nếu ngươi muốn thực sự giả ngốc khiến cho Ngư lão người ta mất mặt trước mọi người thì chẳng nói được gì. Bởi thế, hắn chỉ hơi dùng sức một chút là đã lập tức buông tay rồi. Ngư quốc Trương cảm thấy được đau ở tay, lão muốn chống đỡ không buông tay, tuy nhiên, tay của Diệp Phàm người ta đã thoát ra rồi. Bàn tay đó trượt ra giống như con cá vậy. Cuối cùng cũng đã bắt tay đủ rồi. Cung Khai Hà là người đầu tiên nở nụ cười, tất cả cũng cười theo. Ngư lão đầu, cảm nhận thế nào? Có một lão đồng chí cười trên nỗi đau của người khác hỏi. Có lẽ trước kia cũng đã từng được thử qua bàn tay của Ngư quốc Trương rồi. Hơn nữa, cũng nhìn ra chút manh mối gì đó giữa Ngư quốc Trương và Diệp Phàm. Không tồi, không tồi. Ngư quốc Trương ra vẻ tủm tỉm cười. Sau đó liếc nhìn Diệp Phàm, nói. Chủ tịch, hôm nay hứng thú khó có được. Vừa rồi mọi người đều đang tập thái cực quyền.
tôi nghĩ có thể để đồng chí Diệp Phàm này đấu với tôi một phen không? Đương nhiên, nếu đồng chí Diệp Phàm không dám quá tay thì gọi ta ba tiếng Ngư đại đầu là được. Diệp Phàm vừa nghe, thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng, cảm thấy lão già này đúng là có chút kỳ lạ, dường như biệt danh Ngư đại đầu này rất có danh tiếng, rất vẻ vang. Triệu Bảo Cương dường như đã nhìn ra tâm sự của Diệp Phàm, cười nói. Diệp Phàm, chắc cậu không biết Ngư đại đầu có như thế nào. Năm đó khi đánh giặc, đồng chí Quốc Trương dẫn theo 200 người đánh tan một binh đoàn của Quốc dân đảng, hàng nghìn người. Cho nên đối phương gọi đồng chí Quốc Trương là đầu rất to, giống như đại ngư đầu mở miệng có thể nuốt chửng người. Vì thế sau này đánh trận, vừa nghe nói Ngư Quốc Trương đến là tất cả đều hô lên Ngư đại đầu đến. Uy danh này của ông ấy, khi đó uy phong rất lớn. Không sai, không sai, năm đó khi đánh trận, Ngư đại đầu đã từng dùng một cây hậu bối đại đao chém liên tiếp xuống là đã chém được 20 cái đầu rồi. Giống như là bổ dưa vậy, được cấp dưới gọi là Ngư thần đao. Vừa rồi là một ông có mụn ruồi đen trên trán cười nói. Ngư lão vừa nghe, chợt nhíu mắt lại, khó nén được sự đắc ý. Hậu bối cung kính xin nghe. Diệp Phàm chắp hai tay ôm quyền. Thế nào, đấu vài chiêu với Ngư đại đầu chứ? Vừa rồi mấy lão già chúng tôi đều thua ông ấy. Ông ấy đánh rất giỏi. Nếu nói một câu mất mặt, thì chúng tôi thực sự không phải là đối thủ của ông ấy. Tiểu tử, lấy lại thể diện cho chúng tôi. Lão già có mụn ruồi đen bước đến thân mật vỗ vai Diệp Phàm. Đừng để tiểu tử người ta lên mà mất mặt mà, chúng ta đều là những cựu chiến binh. Đánh thắng Nhật Bản. Đến khi đó, dù là may mắn thắng cũng khiến cho người ta không phục có phải không nào. Ngư Quốc Trương dùng cách khích tướng liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Chủ tịch Đường nói, đấu một chút cũng có thể, đây cũng là rèn luyện cơ thể mà. Tuy nhiên, thanh niên khí lực lớn, kiềm chế một chút. Chủ tịch, thanh niên khí lực lớn, tuy nhiên, chúng ta khí lực của những lão già này cũng không nhỏ. Đến lúc đó, ai kiềm chế ai thì cũng không định được. Ngư Quốc Trương có chút không phục. Ha ha, thế thì tốt, thế thì tốt. Chủ tịch Đường cười khoan dung gật đầu. Vậy thì hậu bối thất lễ. Hai tay Diệp Phàm lại ôm quyền bước đến giữa bãi đất trống. Ngư Quốc Trương bước hùng hổ lên, tính thị uy của bước chân đó dẫm lên cỏ để lại những vết chân rất rõ ràng. Quốc Trương không già đâu. Mọi người đều vỗ tay cổ vũ. Quốc Trương, lát nữa hạ thủ lưu chút chút tình, đừng làm bị thương tiểu tử người ta. Chàng thanh niên cũng không dễ dàng đâu, dựa vào thân thủ của cậu, chắc chắn là cũng uy vũ đấy. Một ông nói. Đúng vậy. Khi còn trẻ Quốc Trương một cước có thể đạp gãy một cây nhỏ. Tuy tiểu tử có sức khỏe, nhưng sức lực này phải được luyện tập. Một ông lão khác cũng nói. Lão già này khoe khoang cái gì, cũng chỉ là vài vết chân mà thôi. Trong lòng Diệp Phàm khinh thường. Hai người chào nhau theo nghi lễ của võ thuật. Sau đó, cơ thể Ngư Quốc Trương vừa rung lên các khớp xương trên cơ thể kêu răng rắc giống như các khớp xương đều đang co giãn. Sau đó ông ta xuống trung bình tấn, nhìn tư thế rất chắc chắn. Ngay cả Diệp Phàm cũng thầm khâm phục. Đương nhiên Diệp Phàm rất bình tĩnh, hai tay đưa lên trước đan vào nhau, đan vào hai tay của Ngư Quốc Trương. Ngư Quốc Trương đẩy mạnh tới, ông ta có chút nóng vội, muốn một chiêu đã đẩy ngã Diệp Phàm. Bập! Mọi người nhìn thấy hai tay của Ngư Quốc Trương chấn động, giống như đang bị sốt rét. Sau đó, thể hiện của Ngư Quốc Trương dường như đã có chút ngạc nhiên. Liền sau đó chân lùi ra ngoài một bước. Có lẽ cảm thấy người thanh niên này hình như kình khí rất mạnh, đổi thành du thối bộ để đẩy cho Diệp Phàm ngã xuống đất. Thôi thủ của Thái Cực Quyền chú trọng đẩy và xẻ, một khi không cẩn thận sẽ bị đối phương đẩy bay ra ngoài. Không cẩn thận nữa thì người ta xẻ một cái là sẽ cắm mặt xuống đất ngay. Chỉ có điều, hôm nay là ngày không may đối với đồng chí Ngư Quốc Trương. Thôi thủ trước kia bách thí bách linh giờ lại chẳng là gì trước mặt người thanh niên này. Chủ tịch Đường cười như không cười nhìn. Cung Khai Hà thì lo lắng Diệp Phàm nếu mạnh tay thì sẽ làm bị thương Ngư Quốc Trương. Mấy phút sau, đồng chí Ngư Quốc Trương vì sốt ruột muốn thắng đã dốc toàn lực cuối cùng thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng. Bước chân cũng trở nên chậm chạp, lão không phục, cắn răng kiên trì, muốn đấu về sức chịu đựng. Lão thờ phụng câu danh ngôn gừng càng già càng cay mà. Chỉ có điều đồng chí Ngư Quốc Trương trong mắt Diệp Phàm cũng chỉ như đang chơi đùa với trẻ con mà thôi. Người ta mỉm cười. Bình tĩnh, thoải mái đấu với Ngư Quốc Trương. Hơn nữa, từ đầu đã mang vẻ mặt tươi cười, thuận tay nhẹ nhàng đấu, bất kể đồng chí Ngư Quốc Trương biến đổi thủ thức như thế nào, Diệp Phàm trước sau vẫn bình tĩnh giống như đang chơi đùa.
Ha ha, Ngư lão, cháu cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ một chút nhé. Diệp Phàm cười thầm hỏi, đương nhiên là muốn bắc thang để đưa Ngư đại đầu xuống. Đánh vẫn chưa có kết quả sao lại dừng lại. Vẫn là người có mụn ruồi đen vừa nãy nói đùa. Đúng vậy, tiếp tục, tiểu tử, nếu ngươi thật sự mệt thì thu tay về là được rồi. Đồng chí Ngư Quốc Trương vẫn muốn giữ thể diện. Chương 3191, đây chính là thần kỹ. Tôi, cũng được, vẫn có thể trụ được. Diệp Phàm cười nói, tiếp tục đẩy tay. Cuối cùng Ngư Quốc Trương thực sự mệt không chịu nổi nữa rồi. Chân đã mềm nhũn ra, vừa rồi không cẩn thận tự mình đã dẫm lên chân mình, cả người ngã xuống. Diệp Phàm nhanh chóng đưa tay ra đỡ Ngư Quốc Trương dậy, hắn dùng lực quá mạnh nên hai chân của Ngư Quốc Trương đều bị nhấc lên cách mặt đất gần 10 mm. Dường như nhấc bổng một người vậy. Tình thế này thì ngay cả thằng ngốc nó cũng phân biệt được mạnh yếu. Khuôn mặt Ngư Quốc Trương đỏ tới tận mang tai. Đương nhiên, Diệp Phàm nhanh chóng ấn hai chân của Ngư Quốc Trương xuống. Mi mắt của Cung Khai Hà dựng ngược lên, dở khóc dở cười. Chủ tịch Đường cũng sửng sốt cả người, vội che điệu cười. Hai người đều biết Diệp Phàm đang cố ý làm mất mặt Ngư Quốc Trương. Đều mệt cả rồi, nghỉ một chút đã. Đừng có để cho đồng chí ấy mệt. Chủ tịch Đường khoát tay áo, cười nói, hai người rốt cục cũng buông tay ra. Thời gian không buông tha con người, hậu sinh khả úy. Ngư Quốc Trương thở dài. Ha ha, hòa nhau. Một người cười lớn, tự nhiên vì Ngư Quốc Trương giành lại chút thể diện. Là Ngư Quốc Trương đã nhường kẻ hậu sinh tôi đây, bằng không. Tôi đã sớm mệt phải than sao trời Trương và Tiết mới nhất rồi. Vậy thì sức lực cũng không còn nữa. Diệp Phàm khiêm tốn cười nói. Ha ha, cậu thanh niên, không tồi không tồi. Ngư Quốc Trương cười sảng khoái, y cảm thấy Diệp Phàm là người rất nể mặt. Tuy nói là hắn hiểu những lời này không lừa được mọi người, nhưng lừa gạt là một chuyện, và mọi người nói những lời này lại là một chuyện. Các đồng chí có muốn nhìn tận mắt Thái Cực Quyền không? Chủ tịch Đường đột nhiên cười thần bí. Đương nhiên là muốn nhìn, nghe nói Thái Cực Quyền là chính thống của phái Võ Đang. Trước đây, Thái Cực Quyền âm dương của Trương Tam Phong đã gây chấn động mọi nơi. Không hiểu là loại Thái Cực Quyền thuần túy này khi thực hiện thì nó như thế nào. Thật khiến người ta hiếu kỳ. Hắc Chí cười. Tôi đã nhìn thấy trên TV rồi, rất lợi hại. Dường như một đẩy thôi cũng có thể lật đổ cái cây to. Hơn nữa, lợi hại tới mức cát vàng đều bị cuộn tròn lên khắp trời. Nhưng mà, cái mà chúng ta luyện đều là rèn luyện thân thể. Cái đó cũng là võ công chính tông. Một người nói. Kỳ thật, làm đổ cây thì không có gì kỳ lạ. Khi tôi còn nhỏ cũng có thể làm được như vậy. Năm đó, tôi dùng một chân hạ đổ, có thể đá một tảng đá dày tới 5 cm. Bây giờ già rồi, không làm được nữa rồi. Nhưng mà cao thủ thực sự so với tôi đây thì lợi hại hơn nhiều, nghe nói có thể dùng chưởng chém cây đại thụ bằng thùng đựng nước. Chân có thể đá tảng đá, điều này cũng không phải thần thoại truyền thuyết, mà là chuyện mà một cao thủ chân chính của TQ chúng ta có thể làm được. Ngư Quốc Trương cười tủm tỉm nói. Võ thuật của Hoa Hạ chúng ta thật là tuyệt đỉnh. Một người thở dài. Không thể nào, lợi hại như vậy sao, ngay cả cái cây đại thụ to như cái thùng nước cũng có thể chặt đứt, hẳn phải dùng sức lực rất lớn. Nếu nói là một người to lớn mập mạp thì có thể. Giống như những cấp quyền vương ở ngoại quốc một khi ra trưởng là có thể phát huy ra sức mạnh tấn công khoảng 1500-2000 cân. Một khi mà đạp đổ cái cây đại thụ to lớn thì cũng có thể làm được điều đó. Điều này kỳ thật là bốc đồng thôi. Nếu cậu gọi thì nó sẽ từ từ tới. Nhất định không đổ được. Một người có vẻ không tin. Ừ, thùng nước to sao, thật là có chút mơ hồ. Một người khác gật đầu nói. Các đồng chí có muốn mở rộng tầm mắt về tuyệt đỉnh công phu của Trung Hoa chúng ta không? Chủ tịch Đường nói. Đương nhiên là muốn rồi, nghe nói những vệ sĩ bên cạnh chủ tịch kia có người có khả năng như vậy. Hay là mời bọn họ ra đây biểu diễn để chúng tôi mở rộng tầm mắt. Có người đề nghị, còn nhìn Vương Nhân Bàng một cái thật lạnh lùng. Ha ha, còn phải xem Thái Cực Quyền của Diệp Phàm như thế nào. Cung Khai Hà cười hỏi. Vậy thì còn gì hay nữa? Ngoài việc tập thể dục ra vẫn là rèn luyện thân thể, không thấy gì khác. Một người nhìn Diệp Phàm khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Mới thấy Diệp Phàm tuy là có tỏ vẻ nhưng xem ra cũng không dám thể hiện sự thông minh ở đây. Ha ha, vậy thì mời đồng chí Diệp Phàm thể hiện trước. Sau đó sẽ tới cao thủ khác. Chủ tịch Đường sắp xếp. Nơi này chỉ sợ không đủ rộng. Diệp Phàm chắp tay, nói. Đổi địa điểm.
Ngư Quốc Trương dường như rất muốn lật đổ Diệp Phàm, bởi trong lòng người này có chút không phục Diệp Phàm. Y cho là vừa rồi tự mình đã dùng sức quá mạnh mới ngã ra sau. Hơn nữa, tuổi tác lớn cũng là một nguyên nhân. Diệp Phàm là một người trẻ tuổi khỏe mạnh, nếu như ban đầu có thể nắm bắt được sức lực bản thân thì có lẽ đã không thua. Chủ tịch, nếu không đổi chỗ, cảnh vệ bộ đội sẽ có một nơi huấn luyện ngược lại không hề tồi chút nào. Cung Khai Hà đề nghị. Ừ, tới chỗ tên thần y vô lại kia. Chủ tịch Đường gật đầu, đoàn người bí mật hướng về sân huấn luyện. Đồng chí Tôn Lực là tư lệnh viên khu vệ binh quân khu Yến Kinh lại tỏ ra căng thẳng, vừa vui mừng vừa căng thẳng. Lập tức triệu tập thành viên mở hội nghị ngay tại hiện trường. Nhưng Mã Hán sớm đã đứng ra sắp xếp bố trí khu vệ binh này an toàn rồi. Không lâu sau, sân huấn luyện đã ở trước mặt, xe quân đội một lát sau cũng tới sân huấn luyện. Sân huấn luyện bị bao vây không lâu sau. Đương nhiên, tình hình này cũng không khiến người ta thấy hứng thú. Bởi sân huấn luyện quân đội bất thường sẽ có chuyện xảy ra, người ngoài lại nghĩ rằng rất nhiều quân nhân tới đây để huấn luyện. Thỉnh thoảng vẫn phải tổ chức vài hoạt động diễn tập. Sân huấn luyện của khu vệ binh Yến Kinh ở trong một ngọn núi lớn chỗ tiếp giáp thủ đô. Đoàn xe phải hơn một tiếng mới đến được đây. Vương Nhân Bàng hồi hộp, bởi sự an toàn của các thủ trưởng trên đường đi không thể đoán trước được sẽ thế nào. Nhưng mà có một tiên thiên cường giả là Diệp Phàm ngồi cạnh các thủ trưởng đây rồi nên y cũng có chút lơ là. Bằng không, phỏng chừng cũng phải đổ mồ hôi. Đoàn người rất hào hứng đứng trong rừng cây rậm rạp, nhưng nhìn thấy phân phát kính viễn vọng, mọi người ai cũng thấy khó hiểu. Một người nói, thị lực của ta vẫn tốt, không thua kém gì những người trẻ, không cần cái này. Lão Tống, chúng ta phải đứng ra xa để nhìn, quá xa sẽ không nhìn rõ. Cung Khai Hà giải thích với vẻ mặt thân thiện. Phải đứng xa, không phải là biểu diễn thái cực quyền sao? Làm như là ở ngoài chiến trường vậy. Tống lão có chút bất mãn nói. Đứng cách Ngư Long thập bát ngàn mét để xem cuộc chiến. Cung Khai Hà nói. Xa như vậy, hà tất phải như thế không? Một người khác có chút nghi hoặc. Được rồi, chúng ta nghe theo sự sắp xếp này đi. Triệu Bảo Cương lên tiếng, nhưng thật ra cũng không ai nói nhiều, đi theo nhau ra xa cách hàng nghìn mét. Có điều, Tống lão và người nữa cuối cùng vẫn từ chối dùng kính viễn vọng. Bởi họ cảm thấy nhìn bằng mắt tốt hơn. Diệp Phàm mỉm cười đi ra giữa, vung tay làm lễ, sau đó bước đi mạnh mẽ bắt đầu biểu diễn âm dương thái cực quyền. Quá bình thường. Tống lão hừ nói. Là vậy đấy, dường như tư thế này không đẹp bằng Ngư Quốc Trương, giống như là đang thể hiện kỹ năng vậy. Ngư Quốc Trương có vẻ tràn đầy sức mạnh. Một người nói. Đoán chừng chỉ là hình thức thế thôi. Ôi! Vẫn là xem biểu diễn đặc sắc của các bảo tiêu ở phía sau vẫn hay hơn. Lần trước tôi có xem bọn họ dùng ngón tay đâm xuyên qua thủy tinh. Dần dần, hai tay Diệp Phàm xoay chuyển, động tác cũng không nhanh, ngược lại còn có cảm giác như cảnh quay trong điện ảnh. Càng ngày càng không thấy đầu. Tống lão hừ một tiếng. Ừ, chậm như vậy, chúng ta không phải đứa trẻ lên ba, nhìn rất rõ. Một người cũng hừ theo. Các vị cứ xem từ từ, đừng nóng vội. Cung Khai Hà cười. Như này có gì xem chứ, còn không nóng vội, vô vị. Tống lão hừ nói. Các đồng chí đừng nóng vội, từ từ sẽ đến chương và tiết mới nhất đế hoàng quật khởi của võng du. Cái mà đồng chí Diệp Phàm biểu diễn có thể là thái cực quyền chính thức. Đến từ võ đang, chúng tôi phải chú ý thưởng thức quá trình này. Nếu có thể thì sẽ học được điều gì đấy để rèn luyện thân thể cũng không tồi. Chủ tịch Đường lên tiếng, đám người này cuối cùng cũng đã dừng nói. Dần dần, một cơn gió thổi đi lên, Diệp Phàm hai tay xoay chuyển hết sức, không khí vốn khô ráo đột nhiên như bị ẩm lên. Tiếp tục đi, một người kinh ngạc đưa tay ra, nói. Chuyện gì thế này, dường như là trời muốn đổ mưa giữa thanh thiên bạch nhật. Ừ, rất ẩm ướt, đây là dấu hiệu trời sắp mưa. Triệu Bảo Cương cũng có chút nghi hoặc. Đúng là trời muốn mưa thật. Cung Khai Hà cười thần bí, chủ tịch Đường lại rất nghiêm nghị, chăm chú nhìn. Không lâu, Tống lão nói. Đúng là mưa rồi, mưa bụi thôi. Quái nhỉ, mưa như này thì đi đâu đây? Đúng vậy à, dường như chỉ có mưa nội trong cái vòng này. Mau kêu người mang ô tới. Một người nói. Không cần, mưa này là do người tạo ra. Chủ tịch Đường khoát tay áo. Người tạo mưa, sao có thể? Ngay cả Ngư Đại Cương cũng đều nghi ngờ. Đúng là hắn ta tạo ra nó, Cung Khai Hà giơ tay chỉ về phía Diệp Phàm. Hắn, tự tạo ra mưa, sao có thể?
Tống lão căn bản là không tin. Ha ha, đó là nội khí, cao thủ dùng nội khí có thể thu thập tất cả thủy khí trong không trung, đem những đám không khí ẩm sau khi tích tụ lại nén lại, cuối cùng hình thành mưa. Các đồng chí cứ từ từ mà xem, phía sau còn nhiều trò hay nữa. Cung Khai Hà giải thích. Hiện trường rất im lặng, từng người đều mở to mắt nhìn Diệp Phàm. Lát sau, mưa dường như đã tạnh rồi, nhưng ở cách tay Diệp Phàm 5 mét lại xuất hiện quả bóng nước. Nước trong quả bóng này có màu xanh nhạt, hai tay Diệp Phàm lúc đó cũng xoay tròn. Thỉnh thoảng còn giơ lên cao đẩy xuống thấp. Diệp Phàm vừa hút một cái, quả bóng nước liền bay tới bàn tay. Hiện trường càng trở nên yên lặng, tới nỗi cây kim có rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Các vị đều nín thở nhìn, dường như sợ tiếng hít thở quá mạnh sẽ đánh vỡ tan quả bóng nước này. Một lát sau gió thổi quả cầu nước bay lên. Các vị thủ trưởng đứng vững một chút. Diệp Phàm cười lớn một tiếng, quả bóng nước xoay tròn, không khí xung quanh phát ra sóng âm rùng mình. Không lâu sau, không khí dường như bị hút hết lại. Những người dùng kính viễn vọng cũng cảm nhận một cách rõ ràng giống như có cái máy hút bụi hút hết không khí lại, một đám người vội vàng cúi xuống, thậm chí có người còn ngồi thế trung bình tấn như khi tập thể dục. Mang cho ta cái kính viễn vọng. Tống lão không tự chủ được, đưa tay ra nói. Lão Tống, không phải anh không muốn sao? Ngư Quốc Trương cười gượng một tiếng. Ha ha, lúc trước khác bây giờ khác. Lão Tống cười, Vương Nhân Bàng đem kính viễn vọng tới. Trận cuồng phong nổi lên, xung quanh Diệp Phàm dường như gió to nổi lên. Gió cuốn tất cả cỏ cây hoa lá ở trong phạm vi 100 mét lên. Giống như trời sắp sập rồi ấy, khiến mọi người có cảm giác trời đất mịt mù. Chương 3192, điều kiện chính là số điện thoại. Diệp Phàm đột nhiên đẩy về phía trước, quả bóng nước giống như viên đạn pháo bay qua. Bịt tai lại. Vương Nhân Bàng kêu một tiếng. Không sao, tôi đây pháo rụng bên tai cũng không sợ. Ngư Quốc Trương cười nói, y không bịt tai. Một tiếng ầm ầm cực lớn vang lên, tức thì cát bụi bay lên, tiếp đó là tiếng choảng một cái cây đại thụ khoảng 3 người ôm không xuể đổ xuống, khoảng mấy chục con chim bay trên không trung. Thật là kém cỏi. Diệp Phàm đưa hai tay làm lễ, hành lễ theo kiểu quân đội, hắn hăm hở. Mọi người trên sân đều trợn mắt, há hốc mồm. Một lúc sau, ba ba ba, toàn sân lặng ngắt như tờ, trong giây lát thì vang lên tiếng vỗ tay như tiếng sấm. Tiếng vỗ tay liên tiếp như đợt sóng thủy triều mãi không ngớt. Thần kỹ, là thần kỹ. Tống lão vang lên rõ ràng. Hôm nay được nhìn thấy cao nhân rồi, không uổng công sống trên đời này. Ngư Quốc Trương sờ cằm, vẻ mặt như bánh phở. Chủ tịch, đây chính là thái cực quyền chính thống sao? Một người hỏi. Đúng vậy, nghe nói là cao nhân lớn nhất của võ đang là Trương Vô Trần Đại Sư truyền lại cho Diệp Phàm, có tên là thái cực quyền âm dương, hai người họ rất hợp duyên nhau. Mà Diệp Phàm từ nhỏ đã theo một vị đạo sĩ luyện võ rồi. Cung Khai Hà giải thích. Diệp Phàm, mau nói xem hiện tượng trời mưa này là như thế nào. Ngư Quốc Trương không nhịn được nữa, vội chạy lại, kéo Diệp Phàm hỏi. Là mưa thôi. Diệp Phàm cũng thuận miệng nói dóc, lúc này mà không tán gẫu thì để lúc nào. Các vị thủ trưởng, hôm nay gọi đồng chí Diệp Phàm tới đây còn có một nhiệm vụ, đó là kêu cậu ấy dạy thái cực quyền của võ đang. Đương nhiên, là thái cực quyền đã được đồng chí Diệp Phàm điều chỉnh cho phù hợp với việc tập luyện sức khỏe của chúng ta. Chẳng những có ích với sức khỏe cơ thể mà còn có thể giúp giãn xương cốt, chống lại bệnh tật. Chúng ta chỉ cần có quyết tâm chăm chỉ luyện tập hàng ngày nhất định sẽ có ích cho chúng ta. Cung Khai Hà nói. Được, chúng tôi muốn học. Huấn luyện viên Diệp, anh nên dạy tỉ mỉ một chút, đừng có để tâm tới chuyện chúng ta là những người già, xương cốt già, chân tay đều già rồi mà gây cản trở cho việc dạy võ là được. Triệu Bảo Cương vừa nói vừa tạo dáng với Diệp Phàm. Đương nhiên là không. Các vị thủ trưởng đều là công thần của nước Cộng Hòa, Diệp Phàm tôi nhất định sẽ toàn tâm để các vị thủ trưởng đây ai cũng thấy hài lòng. Diệp Phàm đứng nghiêm, hành lễ quân đội. Lui về phía sau, Diệp Phàm oán trách. Cung Khai Hà, chẳng phải là đã nhắc nhở anh trước rồi sao, thiếu chút nữa thì mất mặt. Điều này đối với anh mà nói thì chẳng có chuyện gì là khó làm được cả, cần gì phải nhắc nhở. Cung Khai Hà cười nói. Bọn họ tuy là đều đã 70, 80 tuổi rồi. Nhưng mà lúc nước Cộng Hòa thành lập, bọn họ đều là công thần. Hơn nữa, tới hiện tại thì sức ảnh hưởng của bọn họ cũng không hề nhỏ tí nào. Vừa rồi tiểu tử anh gặt hái không ít, đừng có tùy tiện tỏ ra thông minh. Hi hi,
chẳng phải là được mấy số điện thoại liên hệ rồi sao? Diệp Phàm cười gượng hai tiếng. Điện thoại liên hệ, cậu nghĩ rằng dễ lấy được số điện thoại của họ sao? Đừng nói là cậu, mà người thân của họ cũng không chắc có được ý. Cậu thật là, để tôi nói cho cậu biết, cậu chỉ có vụng trộm được mà thôi. Cung Khai Hà hừ một tiếng. Cung Khai Hà đúng là hiểu chuyện. Diệp Phàm cười nói. Biết là tốt rồi, thì sao nào, tôi cũng không có sai. Cung Khai Hà liếc nhìn Diệp Phàm, cười nói. Đây là điều nên làm mà. Diệp Phàm giật mình, trong lòng nghĩ tên này bây giờ bắt đầu nói chuyện nhân tình rồi, liệu có phải là muốn tự mình làm gì đó? Nên làm, tôi hà tất phải vướng bận những chuyện không đâu. Cung Khai Hà thiếu chút nữa phẫn nộ. Tôi có thể biết được ở đây có người có sức ảnh hưởng, sau này đối với sự phát triển công việc của tôi nhất định có lợi. Công việc của tôi mà thuận lợi, trong lòng cũng thấy tốt, chẳng phải là có thể giúp anh làm được nhiều chuyện sao? Nếu như tôi làm việc ở tập đoàn Hoành không được hài lòng, ngày ngày phải phiền não, nào có thời gian để ý tới chuyện của tổ chức nữa, phải không? Vì thế, sau này anh càng nên tạo cơ hội mới được, chuyện này nhìn rộng ra thì cũng là vì còn việc của tổ chức mà thôi. Diệp Phàm cười nói. Cung Khai Hà nhìn chân chân không nói nên lời, lâu sau mới nghẹn lời nói ra một câu. Cung Khai Hà tôi thành bảo mẫu của cậu rồi phải không? Không thể nói như vậy. Anh là lãnh đạo thành công trong hôn nhân nhất. Làm lãnh hiểu được những khó khăn của cấp dưới là chuyện nên làm rồi, lãnh đạo rất có hiệu quả có phải không? Diệp Phàm cười khan nói. Ít thôi. Cung Khai Hà mặt nghiêm, hừ nói. Lần này cậu nợ tôi một nhân tình lớn, hãy ghi nhớ lấy, sau này có cơ hội thì trả tôi. Câu này anh còn nói ra được sao? Diệp Phàm nói lớn. Vậy chẳng phải là đại ân tình sao? Diệp Phàm cậu ra mặt thử xem. Xem có thể triệu tập bọn họ lại không? Cung Khai Hà nói. Những lời không phải là vô nghĩa sao? Đoán chừng đây là chỉ thị của chủ tịch Đường đấy. Diệp Phàm thầm nói. Không giống nhau sao? Còn nữa, cậu phải lưu tâm một chút, nhanh chóng phối chế ra sinh mệnh tiềm lực hoàn. Việc tiếp đãi chủ tịch là việc đại sự cần làm. Làm tốt thì ấn tượng sẽ tốt. Bằng không, cho dù cậu có làm việc tốt ở tập đoàn Hoành không nhưng vẫn ở cách lãnh đạo những một ngọn núi. Bởi vì thủ trưởng cũng không có nhiều thời gian mà lúc nào cũng để ý tới cậu, cậu phải làm ra thành tích, cũng phải thông qua lãnh đạo tỉnh mới có thể báo cáo lên trên được, đúng không? Mà tính mệnh và tài năng lại không giống nhau, đây là việc đích thân tiếp đón thủ trưởng, cậu mà làm tốt thì chẳng phải sẽ lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng thủ trưởng sao? Việc này đối với cậu thì thật là con đường tốt nhất đó. Cung Khai Hà nói. Được rồi đấy đồng chí Cung Thế Nhân ạ. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Ha ha, đó là Hoàng Thế Nhân, cậu gọi sai họ rồi. Cung Khai Hà cười nói. Cung Thế Nhân hiện tại lợi hại hơn nhiều so với ông ta. Diệp Phàm hừ nói, xoay người, vẻ mặt đứng đắn, hỏi. Sếp Cung, tính mệnh và thực tài thật khó làm nổi. Vấn đề là không tìm được dược liệu, tôi thật có chút không phải, nhưng mà cấp trên cứ giao chuyện này cho tôi, không làm được thì không xong. Bởi đây là việc do thủ trưởng giao phó. Hơn nữa nếu thật là không hoàn thành được nhiệm vụ này thì cái mặt này của cậu cũng không còn thấy ánh sáng nữa. Nói ra thì chuyện này có liên quan tới vinh dự của tổ chức chúng ta đúng không? Vì thế, cậu xem, ở đâu có loại dược liệu này? Ha ha, cậu thật có thể, ở gần, đấy. Người ta thì là tiểu mật ở gần người giàu, còn như cậu đây lại có thể lôi tất cả chuyện của tổ chức vào, xem ra, tôi mà không giúp anh thì tức là tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ phải không? Thật ra. Nước Triều Tiên thời cổ đại đã có sản phẩm nhân sâm là nổi tiếng nhất, sâm Triều Tiên đang nổi tiếng khắp thế giới. So với sâm Trường Bạch Sơn của chúng ta thì sâm Tham Vương của họ nổi tiếng hơn nhiều. Ở Hàn Quốc có gia tộc họ Phát nhờ sản xuất nhân sâm mà trở nên nổi tiếng. Gọi là sâm Phát Tham Vương, gia tộc của họ làm sâm Tham Vương đã có hơn 1.000 năm lịch sử rồi. Vào đời nhà Đường, Hoàng đế Đường Huyền Tông thường xuyên nhắc tới, yêu sâm, mà nước Triều Tiên thường cống nạp lên. Cung Khai Hà nói, yêu sâm, nghe tên này dường như không phải là sản phẩm tốt. Diệp Phàm nói, tên gọi là yêu sâm, đương nhiên không phải của yêu quái thành tinh. Mà thật ra loại sâm hoang dã này nghe nói diện mạo rất yêu lệ, không khác gì mấy yêu quái trong Tây Du Ký cả. Hơn nữa, thấy bảo lúc đầu mới ngắt nó thì rất coi trọng, người đào sâm phải có kinh nghiệm đã phát hiện ra loại yêu sâm này phải dùng dây thừng đặc biệt buộc vào cây sâm mới lôi củ sâm ra khỏi mặt đất. Bằng không. Chỉ có đào mà không dùng dây buộc thì tự nó sẽ biến mất vô tận,
sẽ không thể đào nổi nó. Cung Khai Hà nói, nhân sâm còn có thể chạy được, ha ha ha, chuyện lạ. Cung Khai Hà, không biết có thể tin nổi anh không? Diệp Phàm cười, đương nhiên không tin nổi điều này rồi, cho dù sâm hoang dã yêu dị như thế nào thì nó cũng chỉ là nhân sâm thôi, khó có thể thành yêu ma quỷ quái được, như vậy thì sao mà nuốt nổi sâm? Loại này đoán chừng là dùng cho tâm lý của người trong hoàn cảnh đặc biệt. Nếu nói là nó có thể biến mất, thực khiến người ta khó tin nổi. Nhưng mà có những chuyện trên đời này chúng ta chưa được thấy bao giờ thì cũng không thể nói là không có khả năng xảy ra, đúng không? Ví như, nếu người dùng sâm phát hiện ra một gốc cây yêu sâm, lúc đang đào sâm mà bị một cao thủ dùng nội khí lấy trộm đi. Như vậy thì rất có thể là yêu sâm có khả năng chạy mất đấy. Chuyện cứ như vậy mà truyền đi cho tới tận sau này. Cung Khai Hà nói, có lẽ là như thế, nhưng mà gia tộc họ Phác ở Đạo Châu ấy lẽ nào không có loại tốt? Diệp Phàm hỏi, nghe nói trong nhà y nuôi yêu sâm, đã sống tới 1000 năm rồi. Cung Khai Hà nói, yêu sâm hơn 1000 năm, nhất định là bổ vật rồi. Diệp Phàm nói, ha ha, cái này thì phải coi anh làm rồi. Cung Khai Hà ngẫm nghĩ nhìn Diệp Phàm. Đoán chừng rất khó khăn, người ta đã nuôi hơn 1000 năm rồi cơ mà. Đã trở thành đồ của tổ tiên để lại. Nhà họ Phác đã dựa vào kinh doanh nhân sâm là chủ yếu, đương nhiên là sản phẩm này đã có thương hiệu của Phác gia, anh có trả bao nhiêu tiền thì họ cũng không bán. Đây chính là miếng cơm ăn của người ta đấy. Còn nữa, mấy năm nay Phác gia kinh doanh nhân sâm hẳn cũng tích được không ít tài sản. Hơn nữa cây yêu sâm này được giữ gìn lâu như vậy mà không bị lấy đi mất thì Phác gia cũng không hề đơn giản chút nào, trong nhà họ nhất định có cao thủ làm bảo vệ. Diệp Phàm phân tích, đúng thế, tiền họ không thiếu, cao thủ cũng không ít, anh có thể mang cái gì tới để buộc Phác gia phải động lòng mà đưa ra yêu sâm. Ha ha, đồng chí Tiểu Diệp, khá là khó khăn đấy. Cung Khai Hà cười nói, anh cũng biết không, xem ra lúc đầu chủ tịch Đường có ý bảo anh cố ý tới Phác gia. Bọn họ có thiếu cái gì sao? Diệp Phàm hỏi. Cái này tôi cũng không rõ, lúc trước khi cấp trên có ý yêu cầu anh cống hiến sinh mệnh và năng lực, tôi liền đi nghe ngóng tin tức về nó. Có điều, nếu muốn tặng lên trên thì về cơ bản là không thể. Những chuyện phía dưới đều do anh, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành xong. Cung Khai Hà nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Diệp Phàm, đừng có chỉ nghĩ là đưa ra sinh mệnh và tài năng mà coi nó là chuyện nhỏ con. Kỳ thực thì cậu phải nhìn nó ở góc độ chính trị mà giải quyết nó mới được. Anh nghĩ xem, nếu thành công, anh có thể đưa ra chuyện này, khi đó những ai phục anh ở sau lưng sẽ phải giật mình, một khi hỏi tới chuyện này sẽ tự biết anh là người phối hợp chế tạo ra. Năng lượng của lão này hôm nay cũng nhiều, đương nhiên, việc này anh cũng phải giữ bí mật, không được nói ra. Bởi vì, việc nói ra này đối với anh khá phiền phức. Cái loại này không thể phối chế ra nhiều được. Thế nên chỉ đưa ra số lượng nhất định các đồng chí, nếu một khi nói ra thì người khác không có, khi đó tự nhiên trong lòng sẽ sinh tức giận với anh, đúng không? Bây giờ già rồi, đáng sợ nhất chính là bệnh tật. Có người đánh vỡ đầu người khác thì cũng phải thưởng chứ đúng không? Chương 3193, cẩn trọng khi tiếp đón. Tôi hiểu, ý của chủ tịch có phải là đưa 7 đồng chí hôm nay tới trung tâm nghỉ dưỡng cán bộ quân đội Bắc Phiên nghỉ ngơi không? Diệp Phàm hỏi. Đoán chừng không chỉ có mấy vị này mà anh cần phải chuẩn bị tâm lý cẩn thận. Tính ra cũng phải ngần này. Cung Khai Hà so với con số 20. Nhiều như vậy, mỗi người 5 viên cũng phải làm cho tôi, đúng không? Loại thuốc này quá khó điều chế, chúng ta không thể ngày ngày đi khắp thế giới để đào nó được. Diệp Phàm trợn tròn mắt. Ha ha, đây là ý của chủ tịch Đường, anh nghĩ thử xem. Cung Khai Hà cười cười. Hiểu rồi đồng chí Cung à. Diệp Phàm tức giận thở dài. Hiểu là tốt rồi, thật ra, chuyện này tuy nói là hơi khó nhưng đây lại là cơ hội để anh tạo ấn tượng trong mắt chủ tịch Đường. Hơn nữa đồng chí Diệp Phàm đã có nhiều cống hiến cho nước Cộng Hòa, sự nghiệp mà cậu dựng lên là sự nghiệp vinh quang, là sự nghiệp vĩ đại. Công việc không phân biệt hèn hạ ti tiện hay sang trọng, quan trọng là thái độ thế nào. Cung Khai Hà gật đầu. Tôi hiểu thưa đồng chí Cung, không cần phải dài dòng, còn lôi thôi nữa là tôi thấy phiền chết mất đấy. Diệp Phàm giận dỗi nói. Cái Thiệu Trung thật đúng là rất có trách nhiệm, trong khi Diệp Phàm không có mặt cậu ấy luôn nắm giữ tập đoàn Hoành Không. Cảm ơn anh trợ lý cái. Diệp Phàm vẻ mặt cảm kích, nắm tay cái Thiệu Trung.
hai người chúng ta vẫn còn nói chuyện này thì sẽ sinh chuyện đấy. Cái Thiệu Trung cười nói ha hả, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Tất cả đều thuận lợi, gần đây không xảy ra chuyện gì cả. Mà việc di rời hai thành phố cũng đang gặp nhiều rắc rối. Chẳng qua, vẫn là thiếu một khoản tiền. Nghe nói cậu bán đất văn phòng đại diện ở Bắc Kinh rồi rồi. Vậy thu lại được bao nhiêu, thật đúng là thả than trong tuyết. Số tiền đó lại ở địa khu Giang Hoa. Diệp Phàm cười nói. Tiền thì ở trong tay anh có thể tùy ý làm bất cứ điều gì. Anh có tới 40% cổ phần trong Ủy ban tỉnh Điền Nam, xây dựng xong có thể dùng số tiền này. Cái Thiệu Trung nói. Anh cái ơi là anh cái, tôi biết anh nhằm vào số tiền đó rồi. Chuyện này tôi phải suy nghĩ một chút, làm không tốt thì đối xử không tốt với Điền Nam. Diệp Phàm nói. Cũng được, cậu suy nghĩ cẩn thận. Chuyện này phải suy nghĩ chu toàn, đối với anh thì không giống với vị trí mà tôi ở. Cái Thiệu Trung gật gật đầu. Buổi tối, Lam Tồn Quân tới, nói. Hai người gọi mấy món ngồi tại quán rượu nhỏ Thông Hà. Biết là ông chủ của tập đoàn Hoành không tới, ông chủ quán sắp xếp một chỗ rất kín đáo. Bao Nghị cũng đi cùng, Đỗ Vệ Quốc canh giữ bên ngoài. Gần đây tất cả đều thuận lợi, công việc di rời huyện Hoàng Cương rất thuận lợi. Tồn Quân, thời gian này cậu thật vất vả rồi. Lại đây, chúng ta hãy nâng một ly. Diệp Phàm giơ lên ba chén. Thật ra cũng không vất vả gì, trong quá trình di rời cũng gặp phải khá nhiều chuyện, nhưng mà, tất cả đều giải quyết ổn rồi, chỉ là, ôi. Lam Tồn Quân thở dài cầm hai bình rượu đổ vào mồm ngụm thật to. Bình rượu rỗng rồi, người này dường như có điều gì đó không thoải mái. Cậu có tâm sự gì nói ra xem nào. Diệp Phàm hỏi, hắn đã đánh rơi củ lạc đang đưa vào miệng. Nghe nói đồng chí Dương Chí Thăng không lâu nữa sẽ tiếp tục, đoán chừng khoảng nửa tháng nữa. Lam Tồn Quân nói, Dương Chí Thăng, là thần tiên, nào vậy? Diệp Phàm sửng sốt, hỏi. Cậu ta mà anh cũng không biết, xem ra anh Diệp dạo này rất bận nhỉ. Trong mắt Lam Tồn Quân hiện lên một chút thất vọng. Thời gian gần đây tôi thật sự rất bận, cậu cũng biết tôi còn có một thân phận khác nữa. Không còn cách nào, lúc làm việc không thể liên hệ với các cậu bằng hệ thống siêu thần. Lúc mới từ kinh thành trở về còn không kịp thở ý. Diệp Phàm thở dài. Phả ra mùi rượu trong miệng, hắn cau mày. Tôi đã trách nhầm anh rồi. Chức phụ đương nhiệm của Dương Chí Thăng bị tỉnh sửa đổi thành phó chủ nhiệm. Theo đó thì không lâu nữa cậu ta sẽ tới thành phố Hạng Nam của chúng ta rồi. Lam Tồn Quân vẻ buồn rầu. Cậu ta tới tiếp nhận việc của cái Thiệu Trung sao? Diệp Phàm cuối cùng là có ý này. Khó mà trách cậu thất vọng như vậy. Lam Tồn này, tháng 5 năm ngoái cậu mới tới thành phố Hạng Nam, tới nay chưa được 2 năm. Cậu cũng vẫn còn trẻ, việc đề bạt cậu lên làm chủ tịch thành phố là hơi mạo hiểm. Chuyện này, thứ nhất là lý lịch của cậu không đủ, thứ hai thời gian cậu tới đây quá ngắn. Vì vậy tôi không nghĩ ra lý do gì để đưa cậu ra tranh cử. Diệp Phàm nói, tôi biết là thời gian của tôi không đủ, nhưng mà có chút không công bằng. Thành tích mà tôi mang lại cho thành phố Hạng Nam cũng không nhỏ. Tại sao lại không dám phá cách chứ? Lẽ nào mỗi vị đồng chí ở đây đều bảo thủ theo cách cũ? Trên đời này còn có khí mới sao? Tồn Quân trong lòng tức giận. Dương Chí Thăng tới đây như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Là do Bí Thư Ninh đề bạt. Lam Tồn Quân nói. Xem ra ngay cả một chút hy vọng cậu cũng không có. Không sao, đừng lo, Tồn Quân, cứ từ từ. Đợi sang năm sau chúng ta nghĩ cách, vị trí này cứ để người khác, tỉnh Thiên Vân lớn như vậy, vị trí Bí Thư thành phố có thể không ít đâu, đúng không? Diệp Phàm an ủi. Tôi biết thực lực bản thân không đủ, nhưng mà nghe nói Dương Chí Thăng anh ta rất độc tài. Hơn nữa nghe nói chuyện của vợ cậu ta đã đồn thổi tới đây rồi. Cực kỳ khó hiểu là người này có ý không muốn di rời huyện Cương Hoàng. Dương Chí Thăng cho rằng kế hoạch di rời huyện Cương Hoàng tới Hoành không giao cho tập đoàn Hoành không quản lý, trên thực tế thì quy mô của thành phố Hạng Nam sẽ bị thu nhỏ. Vì thế mà dẫn đến tình trạng có rất nhiều người không muốn di rời. Hơn nữa, dựa về mặt vị trí địa lý thì huyện Cương Hoàng là huyết mạch giao thông nối liền với tỉnh Trấn Nam. Sau này phải thông qua tập đoàn Hoành không mới thực hiện được liên kết với tỉnh Trấn Nam, không thuận lợi cho sự phát triển của thành phố Hạng Nam. Giống như, sự phát triển của thành phố Hạng Nam bị chặn ngạn bởi một tảng đá vậy. Lam Tồn Quân nói, họ dám sao, đây chính là nội dung của việc quy hoạch với quy mô lớn của Hoành không chúng tôi. Hơn nữa còn phải thông qua sự phê duyệt của chính quyền Ủy ban Nhân dân tỉnh nữa.
Dương Chí Thăng cậu ta lẽ nào còn muốn chống lại cấp trên? Còn nữa, tôi thấy suy nghĩ của cậu ta vẫn chưa được chín chắn. Tập đoàn Hoành không phát triển đi lên, nhất định là có lợi cho sự phát triển của thành phố Hạng Nam. Làm sao lại trở thành chướng ngại vật của thành phố Hạng Nam chứ? Đây là cái thứ lý luận gì chứ? Tôi thấy căn bản là cậu ta đang muốn dựa vào quyền lực mà tác oai tác quái. Muốn làm bí thư của thành phố lớn thì phải có cái tâm mới được. Chuyện này cũng xảy ra bên địa khu Giang Hoa rồi, Bộ trưởng Bạch thế nào? Năng lực có thể vượt qua Dương Chí Thăng không? Hiện tại thì Bộ trưởng Bạch rất im hơi lặng tiếng, còn Dương Chí Thăng thì tôi thấy cậu ta rất vớ vẩn. Diệp Phàm mặt nghiêm, hừ lạnh một tiếng. Cậu ta đương nhiên là không dám, nhưng mà, chỉ e cậu ta đang âm thầm mưu tính. Đương nhiên, cậu ta có cách nghĩ của cậu ta, hai bên các người chỉ là bất đồng về biện pháp thôi. Lo lắng của cậu ta cũng là bình thường. Đổi lại nếu là tôi tới nhận chức bí thư thì Diệp Phàm anh đương nhiên sẽ ra sức giúp đỡ tôi, còn cậu ta thì không chắc chắn. Hơn nữa, đến lúc đó tập đoàn Hoành không các anh lại muốn điều chỉnh một chút gì đó về giao thông thì thành phố Hạng Nam thật phiền phức rồi. Hơn nữa, bọn họ tiếp xúc với tỉnh Trấn Nam còn cách huyện Hoàng không nữa, có sự ngăn cách, cản trở ở giữa đương nhiên là trong lòng cảm thấy khó chịu rồi. Lúc trước công việc bắt đầu thuận lợi như vậy là do không gặp phải sự phản đối của thành phố về việc bán hàng rong hai bên. Khi Dương Chí Thăng vừa tới thì lập tức lực lượng ở thành ủy bị cắt giảm rất ghê gớm. Lúc đó, chỉ e có chuyện gì xảy ra muốn giúp Diệp Phàm anh cũng hơi khó đấy. Lam Tồn Quân nói, không sao, chuyện này tôi đã nhìn ra từ trước rồi. Nếu Dương Chí Thăng có thể biết tốt xấu thì chúng ta có thể bình an vô sự. Nếu y muốn làm gì đó ảnh hưởng tới quy hoạch của tập đoàn Hoành không, Diệp Phàm tôi tuyệt không nương tay. Tôi đã chỉnh đốn được cái Thiệu Trung, không ngại gì mà không chỉnh đốn Dương Chí Thăng. Chỉ cần y có ý, phóng ngựa, tới đây là được. Diệp Phàm tràn đầy khí thế, đạt tới tiên thiên như hiện giờ, khí chất của loại cao thủ này một khi thể hiện ra thì Lam Tồn Quân có đang mưu tính gì thì cũng phải dựng ngón tay cái lên. Diệp Phàm, phong thái của anh rất được. Lam Tồn Quân không khỏi khen ngợi. Hai người cũng vậy, như nhau, như nhau. Diệp Phàm cười nói, sau đó hỏi. Tồn Quân, chuyện của phụ thân cậu giải quyết sao rồi? Chuyện này, nói ra thật phức tạp. Lam Tồn Quân có chút buồn bực, lắc lắc đầu. Cha của gã là Lam Bình Phong hiện đang làm chủ tịch thành phố Thiên Tân, hướng thẳng vào vị trí bí thư thành ủy. Nhưng mà Thiên Tân là thành phố trực thuộc Trung ương, không giống với vị trí bí thư thành ủy. Muốn ngồi vào vị trí này rất khó. Ừ. Đại soái của một tỉnh thì quả thực là khó mà leo tới được. Cả nước có tới 30, quả là rất khó khăn. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói thật với Diệp Phàm anh, chủ yếu là do, sợi dây, ở trên không đủ to. Lam Tồn Quân nói. Không thể nào. Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Thật sự đấy, tôi có lừa ai thì lừa chứ không dám lừa anh, phải không? Có gì không thật lòng thì đứng trước mặt anh đây, tôi tuyệt đối không thể che giấu. Lam Tồn Quân nói, vậy thì lạ thật, bí thư thành ủy tuy chỉ có một, nhưng thị trưởng cũng chỉ có một. Trước đây chú Lam ngồi được vào vị trí này là do có tay chân đằng sau, người này nhất định là người thuộc tầng lớp chính quyền nước Cộng Hòa. Bây giờ sao lại không thể đưa Lam Thúc lên vị trí cao hơn được? Diệp Phàm nói, quả là như vậy, có điều, trước khác nay khác. Lam Tồn Quân vừa nói vừa uống hết nửa chén rượu. Có biến hóa sao? Diệp Phàm gật đầu dường như đã hiểu ra. Thứ nhất không phải là, ông chủ hiện giờ sẽ bị thay đổi sao? Thứ hai là quan hệ của những người đứng đầu kia có sự lo lắng. Cùng một vị trí xuất hiện hai đối thủ có thế lực cạnh tranh, đều muốn ngồi vào vị trí trọng yếu. Lúc này quyền quyết định phần lớn bị thao túng bởi người có ảnh hưởng lớn nhất trong vòng đấu này. Mà lần này vận may của cha tôi không tốt, đối thủ lại là một người rất có ảnh hưởng. Anh nói xem, còn có thể tranh được sao? Đương nhiên, cha tôi không hề có ý từ bỏ, ông cũng tìm các mối quan hệ để đấu tranh. Nhưng mà, kết quả thì vẫn không thay đổi, sát phũ nhi quy. Đây dường như là duyên số rồi. Lam Tồn Quân nói, chuyện này, hai, năng lực chúng tôi có hạn, không thể giúp được gì. Như vậy mà nói, nhiều nhất tôi có thể giúp chú Lam chỉ là dẫn đường. Nhưng mà, chú Lam hiện đã, treo hiệu, rồi, thô tục mà nói chính là danh đã có chủ rồi. Muốn đổi, phe cánh, là không thể. Diệp Phàm nói, hắn có chút buồn rầu. Chương 3194, ảnh hưởng quan trọng của Diệp Phàm. Nếu như có thể giúp Lam Bình Phong ngồi lên ghế bí thư tỉnh ủy,
như vậy sau này chắc chắn anh ta sẽ giúp đỡ mình rất nhiều đấy, uống nước cũng không quên người đào giếng. Diệp Phàm đương nhiên muốn làm người trung gian rồi, chỉ có điều khổ nỗi Lam Bình Phong có vòng tròn rồi. Đúng vậy, chính là việc này. Cha đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng, bỏ phiếu thì cũng không có khả năng. Phạm vi cũng đã hình thành rồi, anh muốn thay đổi chủ nhân, người ta cũng không dám muốn anh rồi. Hơn nữa, cha cũng là một người kiên định. Đại khá là giống như các đồng chí của cấp độ này, bọn họ muốn thay đổi phạm vi cũng khá khó. Hơn nữa, mỗi người đều có lý luận riêng, cũng sẽ không suy xét đến việc thay đổi phạm vi đâu. Không giống với việc thay đổi phạm vi cấp dưới khá dễ, mà ảnh hưởng cũng không ít. Lam Tồn Quân nói, thôi bỏ đi, không nói những chuyện không vui này. Diệp Phàm nói, Tồn Quân, 25/12 đến thành phố. Tôi mời cậu đi uống rượu. Được, có rượu uống thì chỉ có thằng ngốc mới không đến. Lam Tồn Quân cười, quay người liếc nhìn Diệp Phàm một cái có chút nghi hoặc, hỏi. Kỳ lạ, sao đột nhiên anh lại mời tôi lên thành phố uống rượu? Ở đó, có phải là có cái gì hay không? Nhất định là có chuyện vui. Bằng không, Diệp Phàm anh. Ha ha, ngày đã định rồi. Chính là thiên kim bảo bối Diệp Thanh Liên của Diệp gia chúng tôi, muốn nhận ông nội. Diệp Phàm cười nói. Xin hỏi anh Diệp, lẽ nào anh Triệu thật sự không được sao? Ngày đó lúc Diệp Phàm chào đời Lam Tồn Quân cũng có mặt ở đó. Ha ha, anh Triệu đã trung ý của Thanh Liên rồi, chẳng có cách gì. Diệp Phàm khó mà che nổi cảm xúc. Hai, Thanh Liên có vận may rồi. Lam Tồn Quân cười ha ha. Lúc đó gọi chú Lam cùng đến nhé. Diệp Phàm cười nói, Lam Tồn Quân vừa nghe thấy, tuy nói trên mặt vẫn còn bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã tức giận rồi. Anh ta biết, đây là Diệp Phàm người ta vì Lam gia của mình mới tạo thêm một cơ hội nữa. Ngày đó tới uống rượu mừng, chắc chắn là những cao nhân của nước Cộng Hòa. Đêm nay Lam Tồn Quân rất vui, uống rượu say rồi. Cho nên sẽ không quay trở về, ngủ ngay tại khách sạn Hoành Không. Nhưng, Diệp Phàm vừa mới đi. Lam Tồn Quân liền đứng dậy gọi điện thoại, đem việc Diệp Phàm mời nói với cha. Người anh này của con có tâm đấy. Lam Bình Phong tự nhiên thở dài. Anh cả là người tốt, nói về ý thức trách nhiệm. Hắn có hào khí của đại ca, giang hồ nhưng có tinh thần phục vụ với quốc gia với nhân dân. Hắn là một người khó đoán khó nhìn rõ, thậm chí có thể nói là một người kỳ lạ. Lam Tồn Quân nói. Lam Bình Phong nhất trí. Nhưng... lúc đấy con nghe hình như anh Triệu muốn nhận Diệp Thanh Liên làm cháu gái. Sự việc lần này sao khẩu khí lại biến đổi như vậy? Trong chuyện này có phải có ẩn giấu một cái gì huyền bí hay không? Lam Tồn Quân hỏi. Trong đó đương nhiên là có chút tính toán rồi, nếu nhận cháu gái. Như vậy Diệp Phàm và đám người Triệu Sương Sơn vốn không cùng vai vế rồi, bỗng dưng lại đồng trang lứa. Kết giao như vậy chắc chắn cũng không tiện lắm. Hơn nữa, ông Triệu đoán chừng cũng lo lắng chuyện này rồi. Trong lòng Diệp Phàm cũng không thoải mái. Hơn nữa, Triệu gia cũng nhìn thấy tiềm lực của Diệp Phàm. Mà Triệu Sương Sơn hiện giờ lại là trụ cột trong gia đình. Cũng là người có thực lực của Triệu gia. Một câu, muốn tiện cho cả Diệp Phàm và sự kết giao của bọn họ, thật ra mối quan hệ của Triệu gia mới là điều khiến ông Triệu phải lo lắng. Bởi vậy, đưa Diệp Thanh Liên lên một bậc cùng lứa tuổi càng có lợi cho việc kết thân của Triệu gia và Diệp gia. Lam Bình Phong nói. Ông Triệu thật là có mắt tinh tường, không thể tưởng tượng được trong đó còn có nhiều chuyện rắc rối như vậy. Lam Tồn Quân nói, bản thân Diệp Phàm thì không có gì, mặc dù biểu hiện thể hiện ra bên ngoài rất vĩ đại, hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Mà xuất thân gia thế của hắn cũng bình thường, điểm mấu chốt chính là đằng sau hắn có mối quan hệ khá thân thiết. Ví dụ như, hắn là con rể của Đại viện Kiều gia, thân phận này có mối quan hệ rất thân thiết. Ví dụ như, hắn có mối quan hệ với Phí gia cũng cho mọi người thấy thực lực của hắn rồi. Bây giờ lại được nhắc đến cùng với Triệu gia, ba người như một, nhưng là, ba người này không thể đi cũng một đường được. Bởi vì, mỗi một người bọn họ có một phạm vi riêng. Hơn nữa, mỗi bên có một công việc lý luận khái niệm riêng. Hơn nữa trong ba gia đình bọn họ có một vòng phạm vi riêng và cũng có một địa vị lãnh đạo riêng. Nhưng... ngược lại kỳ lạ ở chỗ Diệp Phàm lại có mối quan hệ với cả ba gia đình này. Kỳ thật, ba gia đình này cũng không hy vọng Diệp Phàm là cầu nối về mối quan hệ của ba gia đình, cả ba đều có dự định phát triển. Ít nhất, có một số việc cũng có thể nói trước. Khi gặp những xung đột cũng sẽ thay đổi khẩu khí có phải không?
mà Diệp Phàm lại là người mở con đường thanh vân mối quan hệ giữa ba gia đình. Ba gia đình sẽ không trực tiếp nói chuyện được, đều thông qua Diệp Phàm mà chuyển ý. Lam Bình Phong nói. Nói như vậy, một khi tổ chức tiệc rượu cho cháu gái, thân phận của Diệp Phàm cũng phải nói ra. Vô hình chung đây chính là tài sản thân phận. Ba gia đình đều coi trọng hắn, khi mà ba gia đình không rời được hắn, sự ảnh hưởng của hắn cũng ngày càng quan trọng. Tuy nói là có vai trò quan trọng, nhưng, con tin hắn cũng sẽ từng bước lớn dần lên. Cho nên lúc này, không phải là ba gia đình nữa rồi, mà là bốn gia đình. Lam Tồn Quân. Điều đó thì chắc chắn rồi, con xem đi. Người anh cả này sẽ càng ngày càng nổi lên. Bởi vì, ba gia đình này đều gọi hắn, mà ba gia đình này đoán chừng vào thời khắc quan trọng cũng muốn nắm giữ hắn. Bởi vì, ba gia đình đều cần hắn. Chỉ có hắn mới có thể hoàn thành sứ mệnh cầu nối giữa ba gia đình. Tuy nói chức vị của hắn không cao, năng lực cũng không phải là rất cao. Nhưng, hắn lại là nhân vật quá quan trọng rồi, cảm giác có là người then chốt giữa giao thông ba tỉnh vậy. Lam Bình Phong cười nói, quay người nói. Cho nên, Tồn Quân, con phải nắm bắt được cơ hội này. Dù sao con cũng không được đặt chân vào ba cái vòng luẩn quẩn này. Trước đây cha cũng nói với con về vấn đề này rồi. Lúc ấy cha vẫn còn tức giận, con tự nhiên không nghe lời. Bây giờ con xem, lựa chọn trước đây của con thật sự đúng rồi. Cho nên, cha cũng sẽ không yêu cầu con đi vào cái vòng luẩn quẩn của cha nữa. Con có con đường riêng của con, đi bộ cùng với Diệp Phàm là được rồi. Tuy nói bây giờ hắn rất yếu, nhưng, hắn là một con khủng long sắp bay đấy. Cho đến lúc này, lúc có thể tin tưởng vào các con, hãy tin rằng hắn có thể vươn cao tới. Bởi vì... Mặc dù hiện tại nói như thế, nhưng lúc hắn còn có năng lực chiếu cố các con thì cũng thông qua mối quan hệ mà chiếu cố các con rồi. Một khi hắn đã có năng lực rồi, như vậy hắn sẽ càng kiên định hơn. Cha thực sự hâm mộ anh em các con, một đám không bình thường, ở xã hội hiện đại này hiếm thấy anh em các con đấy. Xã hội hiện đại, đầy rẫy người lừa gạt người, rất khó có thể thấy được tình nghĩa anh em các con đấy. Hãy quý trọng nhé, kỳ thật, đời người, cũng rất cần sự chân thành lắm. Sống cũng mệt mỏi. Con hiểu rồi, cha. Lam Tồn Quân nói. Người ở trên giang hồ, chỉ cần có người thì sẽ có việc. Quả nhiên, buổi sáng ngày hôm sau, bên kia Điền Nam gọi điện thoại tới, bảo Diệp Phàm quay về một chuyến. Diệp Phàm thu dọn đồ đạc xong đi thẳng lên thành phố Côn Đức tỉnh Điền Nam. Trước tiên Diệp Phàm lên ủy ban nhân tỉnh, chủ tịch tỉnh Dương Khai Thành đúng lúc cũng ở văn phòng, nhưng, còn có một người Bạch Vạn Thắng. Gần đây anh lên thành phố tranh thủ tài chính thế nào rồi? Chủ tịch tỉnh Dương vừa bảo Diệp Phàm ngồi xuống vừa hỏi. Cũng đã đi nhiều ngày rồi, thật sự rất khó. Diệp Phàm nói. Khó, khó thì sẽ không đi sao? Không thể tin là Bạch Vạn Thăng lại chen vào nói một câu. Trưởng ban Bạch, tôi có chút không hiểu những lời này của anh là có ý gì, anh có thể giải thích có được không? Diệp Phàm nhìn anh ta một cái, hỏi. Giải thích? Còn cần giải thích sao? Đơn giản là anh hãy đến thành phố đòi tiền thôi. Nhưng cuối cùng gặp có chút chuyện làm cũng không xong. Đương nhiên, tiền trên thành phố cũng không dễ lấy, có rất nhiều người xung quanh cũng muốn. Về điều này chúng tôi cũng không trách anh, chính là, anh cũng không thể đem bán thành phố đi được. Bạch Vạn Thăng hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt kia nhanh chóng giống như cánh cửa vậy. Bán đi văn phòng ở Bắc Kinh cũng không có cách nào với thời đại này. Diệp Phàm nói. Không có cách nào, nói hay lắm, tôi thật sự muốn nghe từ không có cách nào xem đồng chí Diệp Phàm anh bán đi văn phòng ở Bắc Kinh. Có phải là địa khu Giang Hoa cũng không có mét nào có phải không? Có phải là tới để bán đi chính phủ có phải không? Nói lung tung thôi mà, văn phòng ở Bắc Kinh này cũng được mấy chục năm rồi. Đồng chí Diệp Phàm anh đến Giang Hoa mới có mấy tháng mà đã muốn bán chú kinh biệt, bước tiếp theo có phải là bán đại viện chính phủ Giang Hoa rồi? Bạch Vạn Thăng ra vẻ nắm bắt được cơ hội, khí thế ngẩng cao đầu mà nhìn Diệp Phàm. Bán văn phòng ở Bắc Kinh cho tập đoàn Thủy Đông, bởi vì bọn họ muốn xây khu vui chơi. Mà vùng núi Đức Sơn cũng nằm trong quy hoạch chỉnh thể. Mặc dù không bán văn phòng ở Bắc Kinh cho tập đoàn Thủy Đông, nhưng văn phòng ở Bắc Kinh của chúng ta cũng nằm trong quy hoạch tổng thể của Ủy ban Nhân dân quận Đức Sơn. Hay là muốn bán đi? Việc này là việc quan trọng của Ủy ban Nhân dân quận người ta. Chúng ta cũng không thể cứ thế mà khiêng đi được. Nhiều nhất người ta cũng trả chút bồi thường thôi. Cho nên, tôi nghĩ, bọn họ bồi thường cũng không nhiều lắm. Không bằng bán cho tập đoàn Thủy Đông. Hơn nữa,
bọn họ đưa ra cái giá cũng không thấp, như vậy, chức vụ của chúng ta cũng khiến cho người ta khó xử. Cũng không để văn phòng ở Bắc Kinh là cái đinh của thủ đô được. Diệp Phàm nói, không thấp, 400 triệu, như này mà kêu không thấp sao? Bạch Vạn Thăng hừ nói, theo như người trong nghề đánh giá giá của văn phòng ở Bắc Kinh còn không được 400 triệu đâu. Tôi nghĩ, văn phòng ở Bắc Kinh dù sao cũng phải rời đi. Hơn nữa, mặc dù là Ủy ban Nhân dân quận Đức Sơn cũng không có quy hoạch tổng thể về việc này, địa khu Giang Hoa của chúng ta cũng muốn quy hoạch lại văn phòng ở Bắc Kinh. Có vài đồng chí đang làm việc ở văn phòng ở Bắc Kinh, làm như vậy thì làm gì chứ? Không nói đến việc lãng phí, cũng không thể để cho văn phòng ở Bắc Kinh phát huy tác dụng to lớn hơn. Mà muốn rời địa khu Giang Hoa phải cần tiền, tại sao lại không bán các chất phế liệu để chi tiêu một cách khôn ngoan? Diệp Phàm nói, bang một tiếng, tự nhiên Bạch Vạn Thăng đập bàn trà một cái. Chủ tịch tỉnh Dương nhíu mày xuống, cười nói. Bộ trưởng Bạch, nhẹ một chút, ha ha. Thật ngại quá, có chút kích động, tôi quên mất. Mặt Bạch Vạn Thăng hơi đỏ lên, nói, xoay người nhìn Diệp Phàm chằm chằm, hừ nói. Đồng chí Diệp Phàm, anh có biết không, anh đang phạm phải một sai lầm rồi đấy. Phạm sai lầm, trưởng ban Bạch, tôi sai ở chỗ nào, xin hãy nói rõ. Nếu không, không thể nói linh tinh được đâu. Nói về quan điểm, anh vừa rồi nói về địa vị sao? Diệp Phàm cũng phát hỏa, khẩu khí trở lên sắc bén. Nói linh tinh, Bạch Vạn Thăng tôi đã công tác nhiều năm rồi, tôi hiểu được những lời nào là không nên nói linh tinh. Nhưng những lời này Bạch Vạn Thăng tôi sẽ nói, anh thật sự đã phạm sai lầm. Anh có biết văn phòng ở Bắc Kinh như thế nào không? Lúc đầu người ta tặng cho chúng ta, anh không nói câu nào tự nhiên lại đem bán đi. Chuyện lớn như vậy, anh có báo cáo qua với Ủy ban Nhân dân tỉnh không? Anh quay về địa khu đảng ủy sẽ thông qua sao? Anh thật bá đạo, độc đoán ngang ngược, tự nhiên cá nhân nói như thế nào là làm như thế sao? Anh không coi trọng lãnh đạo, hơn nữa, ngay cả lai lịch của văn phòng ở Bắc Kinh anh cũng chưa làm rõ tự nhiên anh lại đem bán đi, có phải anh to gan lớn mật lắm không? Những lời nói của Bạch Vạn Thăng như lưỡi dao vậy. Chương 3195, hỏi tội. Tôi hiểu, văn phòng ở Bắc Kinh này trước đây là do anh Bạch nhúng tay vào. Nhưng, cũng mấy chục năm rồi, chúng ta cũng cần phải thích ứng với yêu cầu của tình thế chứ. Diệp Phàm nói, anh vẫn còn hiểu văn phòng ở Bắc Kinh là tôi đây làm, nói rõ ra là đồng chí Diệp Phàm anh cũng chỉ hiểu được một cách mơ hồ thôi. Kiểu suy nghĩ này càng không được, đây là cái gì chứ, chính là cố ý lừa gạt lãnh đạo có phải không? Bạch Vạn Thăng hừ nói, chuyện này, anh đã hỏi qua anh Bạch chưa? Văn phòng ở Bắc Kinh chính là do anh Bạch tặng cho địa khu Giang Hoa, không sai, đó là bởi vì anh Bạch có sức hấp dẫn vô biên. Mặc dù nói như vậy, anh Bạch cũng lấy danh nghĩa của địa khu Giang Hoa để lo liệu. Văn phòng ở Bắc Kinh của địa khu Giang Hoa này từ nay về sau thuộc địa khu Giang Hoa, nó cũng không phải là vật sở hữu cá nhân của anh Bạch. Hưởng ứng theo quy hoạch chỉnh thể của Ủy ban Nhân dân quận Đức Sơn, chúng ta không thể bán được. Việc này, đương nhiên, có chút vội vã. Nhưng nếu người nhà anh Bạch lên tiếng, tôi cho rằng, cũng đủ thời gian. Nhưng chuyện gấp phải giải quyết ngay, có thể bán trước rồi đi chào hỏi sau. Tin rằng anh Bạch cũng sẽ thông cảm cho sự khó xử của địa khu Giang Hoa. Diệp Phàm nói, lý luận này của anh là cái gì đấy, về căn bản là anh không coi trọng anh Bạch. Anh Bạch là cái gì chứ, người ta cũng chỉ là nhà cách mạng thế hệ trước, anh chính là cực đoan coi thường người ta. Chẳng lẽ anh đã quên đi anh Bạch sao? Văn phòng đại diện của địa khu Giang Hoa ở Bắc Kinh các anh thì sao, uống nước quên đi người đào giếng, đồng chí Diệp Phàm, không nên làm chuyện vong ơn phụ nghĩa. Bạch Vạn Thăng nói, có chút kích động, môi của lão già này có vẻ run lên. Trưởng ban Bạch, anh nói những lời này càng nói càng thái quá rồi. Văn phòng đại diện của Giang Hoa ở Bắc Kinh cũng là chuyện thuộc cơ quan hành chính địa khu Giang Hoa. Việc này tôi cũng đã gọi điện cho ủy viên đảng ủy. Bọn họ cũng chưa có ý kiến gì. Hơn nữa, về việc này tôi cũng báo cáo với Chủ tịch tỉnh Dương rồi. Chỉ là chưa báo cáo với trưởng ban Bạch thôi, tôi có thể bổ sung thêm, bây giờ báo cáo với trưởng ban Bạch một chút. Diệp Phàm nói, ông già này chống lại quân đội, Bạch Vạn Thăng anh có tư cách gì yêu cầu Diệp Phàm, một bí thư địa khu Giang Hoa báo cáo sự việc này chứ? Đồng chí Diệp Phàm đã báo cáo cho tôi rồi. Lúc đó tôi trả lời chính là tôn trọng quyết định của địa ủy Giang Hoa. Địa ủy Giang Hoa quyết định như thế nào thì làm như thế đi. Dù sao,
tài sản ở văn phòng đại diện cũng thuộc địa khu Giang Hoa. Bọn họ là chủ nhân, có quyền quyết định văn phòng đại diện ở Bắc Kinh. Chủ tịch Tỉnh Dương gật đầu nói. Bạch Vạn Thăng vừa nghe xong, sắc mặt có chút khó coi, hừ nói. Nhưng văn phòng đại diện ở Bắc Kinh là Bạch Lão tôi làm. Việc này không nói cho tôi vẫn được có phải không? Trong việc này đồng chí Diệp Phàm làm có chút không thỏa đáng, nhưng, đồng chí Diệp Phàm cũng nói qua rồi. Lúc ấy là chuyện gấp. Chủ tịch Tỉnh Dương nói xong, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Nhưng, đồng chí Diệp Phàm, anh có thời gian nhất định cũng phải đi đến nói với anh Bạch một chuyến. Đến nhà anh Bạch nói chuyện này, tuy nói văn phòng đại diện ở Bắc Kinh thuộc địa khu Giang Hoa, nhưng, anh Bạch cũng có công quan trọng trong đó. Uống nước không được quên người đào giếng, đến nhà anh Bạch thông báo với người ta một tiếng. Đương nhiên, việc này cũng không thể trách anh được, sự việc rất gấp có phải không? Sau này bổ sung một chút là được, tôi cũng hiểu được tâm tình của đồng chí Diệp Phàm một chút. Việc rời thủ phủ địa khu Giang Hoa cần có tiền. Không có tiền rất khó có thể làm việc được, bán văn phòng đại diện ở Bắc Kinh này được 4 triệu, thực sự phải giải quyết gấp việc địa khu Giang Hoa. Chủ tịch Tỉnh Dương nói cẩn thận những lời này, hai bên đều mềm một chút. Một mặt phê bình một mặt góp ý. Chủ tịch Tỉnh Dương, tôi sẽ đi, tôi nhất định sẽ sắp xếp thời gian đi báo cáo với anh Bạch một chút. Nhân dân Giang Hoa cảm ơn tấm lòng của anh Bạch. Tin rằng, anh Bạch cũng hiểu việc khó xử của địa khu Giang Hoa, tất cả cũng vì thúc đẩy việc rời đi của địa khu Giang Hoa thuận lợi thành công. Nhanh chóng phát triển địa khu Giang Hoa, cố gắng vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân Giang Hoa. Vẻ mặt Diệp Phàm ra vẻ đứng đắn, nói, kỳ thật kích thích Bạch Vạn Thăng. Bởi vì, điều lão già này hận nhất chính là việc rời thành công thủ phủ như thế. Báo cáo, còn có tác dụng gì nữa? Báo cáo thì cũng bán đi rồi. Hơn nữa, chuyện này trên thành phố có đồng chí đoán chừng sẽ có ý tưởng. Đoán chừng Chủ tịch Tỉnh Dương cũng biết rồi, lúc trước văn phòng đại diện ở Bắc Kinh chính là do đồng chí này một tay xây dựng nên. Về cơ bản là tặng không, lần này bán đi rồi. Hơn nữa, đồng chí Diệp Phàm cũng vừa nói qua rồi. Bán đi như thế này cũng có chút vấn đề, có phải là vi phạm lao động không? Mặc dù là phải bán đi, nhưng cũng cần phải treo biển bán đấu giá có phải không? Có một số việc, còn phải làm việc theo trình tự. Bằng không, sẽ làm rối loạn chuẩn mực. Bạch Vạn Thăng lại chỉnh lại chuyện này. Lúc ấy sự việc thật sự rất gấp, hơn nữa, chính phủ khu Đức Sơn hợp tác với tập đoàn Thủy Đông cũng tiến hành theo quy hoạch mà. Nói trắng ra là, tất cả đều là những người hiểu chuyện. Quy hoạch chỉnh thể khu Đức Sơn chính là giao cho tập đoàn Thủy Đông. Hơn nữa, chúng tôi cũng mời công ty đến đánh giá rồi, nói là văn phòng đại diện ở Bắc Kinh của chúng ta nhiều nhất cũng chỉ được 300 triệu thôi. Mà tập đoàn Thủy Đông người ta trả chúng ta 400 triệu rồi. Chúng ta có lý gì không bán chứ? 300 triệu là tiền mặt. Vẫn còn 1 triệu nữa ở chỗ địa khu Giang Hoa chúng ta. Diệp Phàm nói. Ước đoán, thật sự ước đoán sao? Anh nói văn phòng đại diện ở Bắc Kinh chúng ta trị giá mấy trăm triệu là mấy trăm triệu sao? Văn phòng đại diện ở Bắc Kinh nằm ở vành đai 2 của thủ đô, đất ở thủ đô, một tấc vàng đấy. Một mét vuông đất cũng có thể bán đi được cả trăm vạn đấy. Thiếu chút nữa có thể bán được 300-400 vạn mét vuông. Mà đất văn phòng đại diện ở Bắc Kinh có thể hơn 3.000 mét vuông. Bạch Vạn Thăng ném đá giấu tay. Nếu trưởng ban Bạch không tin thì có thể sắp xếp đi điều tra thôi. Điều tra xem Diệp Phàm tôi có làm ăn khuất tất trong đó không, có phải vi phạm thao tác không, có phải nhận của người khác cái gì không. Diệp Phàm tức giận, nói thẳng. Anh không treo biển bán đấu giá là đã vi phạm quy tắc rồi, hơn nữa, trong đó có liên quan đến cái gì tôi cũng không tiện nói ra. Nhưng, nhất định phải điều tra. Vì thế, tôi muốn báo cáo chuyện này với Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy. Bởi vì chuyện liên quan vô cùng lớn, cho nên, tỉnh ủy đang lo lắng. Vậy nên, giao dịch trước đây của anh không có hiệu quả. Tất cả phải chờ tổ điều tra đi điều tra lại một lần nữa rồi mới quyết hướng giải quyết văn phòng đại diện ở Bắc Kinh. Hơn nữa, muốn bán cũng phải tiến hành theo quy trình treo biển bán đấu giá. Cha tôi đã khổ cực vì cuộc sống của người khác mà xây dựng nên văn phòng đại diện ở Bắc Kinh, tôi không hy vọng nhìn thấy nó vỗ béo túi tiền của người khác. Bạch Vạn Thăng hừ lạnh một tiếng, đứng lên nói. Chủ tịch Tỉnh Dương, tôi còn có cuộc họp. Tôi đi trước nhé. Đồng chí Vạn Sinh, việc này Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét cẩn thận. Vẻ mặt Chủ tịch Tỉnh Dương nghiêm túc nhìn Bạch Vạn Thăng bước đi. Anh ý, anh làm việc này lại quá nóng vội rồi.
Chủ tịch Tỉnh Dương kéo Diệp Phàm vào phòng làm việc mắng cho một câu, sau đó nói. Đương nhiên, tôi biết, trong chuyện này, Diệp Phàm anh cũng không có lấy lợi gì. Nhưng, bây giờ có người bắt không tha, nói đến quy trình, anh thật sự có phạm quy một chút. Mà văn phòng cũng là văn phòng đại diện ở Bắc Kinh của địa khu Giang Hoa, cũng có liên quan đến văn phòng đại diện ở Bắc Kinh của địa khu Giang Hoa. Nó là cơ cấu chính phủ, liên quan đến việc xuất hiện của cơ quan chính phủ. Đương nhiên cũng phải theo con đường chính thức rồi. Ở điểm này đồng chí Bạch Vạn Thăng nói đúng rồi. Tôi biết, điểm xuất phát của anh cũng là vì muốn tốt cho nhân dân. Nhưng, việc này, nếu như không có ai nói thì cho qua đi. Đã có người nói ra rồi, anh cũng phải chuẩn bị thật tốt vào. Trưởng ban Bạch làm cái gì vậy, muốn làm mọi thứ hỏng đi không chịu buông tay, ngoài anh Bạch, còn có ai nữa không? Có phải là gây sức ép cho Diệp Phàm tôi không? Diệp Phàm tôi làm sai cái gì chứ? Không phải là tôi đã giải thích rồi sao, việc này là vì kết hợp quy hoạch tổng thể của Ủy ban Nhân dân quận Đức Sơn. Văn phòng đại diện ở Bắc Kinh của chúng ta nhất định phải bán cho tập đoàn Thủy Đông. Hơn nữa, người ta còn trả giá cao, sao lại không bán cho bọn họ chứ? Hơn nữa, treo biển bán đấu giá cũng chỉ là bỏ một quá trình thôi mà, tôi biết như vậy là có chút không ổn, nhưng chuyện đặc biệt cũng phải có lúc xử lý đặc biệt chứ. Nếu như Bộ trưởng Bạch cứ muốn cắn không tha, Ủy ban Nhân dân tỉnh phái tổ điều tra đi điều tra là đúng rồi, xem Diệp Phàm có lợi gì hay không. Con mẹ nó, việc quy hoạch này, kiếm được nhiều tiền như vậy tự nhiên còn bị người ta làm phiền. Không muốn cho người ta làm việc sao? Diệp Phàm nóng nảy, lời nói thô tục. Anh xem anh đi, tính tình lại nóng rồi. Anh làm không đúng người ta phê bình anh vài câu cũng không được, như vậy thì chúng tôi còn làm lãnh đạo cái gì chứ? Sai lầm cũng không đáng sợ, nhận sai là được rồi. Vẻ mặt Chủ tịch Tỉnh Dương nghiêm túc nói, xoay người vỗ vỗ vai Diệp Phàm, nói. Tôi biết anh bị oan. Kỳ thật, chuyện này, trên tỉnh không phải là không tỏ thái độ sao. Việc đồng chí Vạn Sinh là có nhắc đến, hơn nữa, đứng từ góc độ lập trường của ông ấy, văn phòng đại diện ở Bắc Kinh cũng là tâm huyết của cha ông ấy, người ta nói vài câu cũng là chuyện bình thường. Nếu như nói là cấp cho anh một căn phòng, đột nhiên người khác bán đi, hơn nữa. Ngay cả câu chào hỏi cũng không có, trong lòng anh vui hay buồn. Suy bụng ta ra bụng người một chút. Nhưng anh ta cũng không thể ngậm chặt không buông ra được, ngấm ngầm hại người, đây cũng không phải chỉ Diệp Phàm anh xử lý giỏi như thế nào sao. Kiểu chuyện không có mà nói có Diệp Phàm tôi tuyệt đối không nghe. Diệp Phàm hừ nói. Có lợi hay không điều tra sẽ rõ ràng có phải hay không, hơn nữa, trên tỉnh cũng có suy nghĩ của trên tỉnh. Việc này đoán chừng những người trên tỉnh giúp anh Bạch lúc đầu chắc cũng sẽ biết. Đến lúc đó chỉ sợ lại sinh ra chuyện khác thôi, nếu như trên tỉnh không ra mặt, vị đồng chí kia hỏi cũng không được đối xử tốt. Cho nên, việc này, trên tỉnh cũng khó xử. Không điều tra không được, điều tra thì trong lòng đồng chí Diệp Phàm cũng không thoải mái. Tôi biết, việc rời thủ phủ, anh lo lắng. Nhưng, người sống trên cõi đời này tất cả đều bị ức hiếp. Anh phải nghĩ thoáng một chút, yên tâm đi. Điều tra sẽ điều tra, anh chỉ cần làm tốt công tác của anh là được. Về việc này, trên tỉnh cũng sẽ vẫn ủng hộ quyết định của anh cũng đừng có suy nghĩ gánh nặng quá nặng nề, nhẹ nhàng ra trận, làm tốt là được rồi. Chủ tịch Tỉnh Dương an ủi Diệp Phàm. Điều tra đi, dù sao thì cũng không sợ gì cả. Diệp Phàm cười lạnh. Đúng lúc này, bí thư của Chủ tịch Tỉnh Dương đi vào, nói là bí thư Trần bí thư tỉnh ủy gọi điện tới, nói là nghe nói Diệp Phàm lên tỉnh. Bảo Chủ tịch tỉnh và Diệp Phàm cùng tới một chuyến, bí thư Trần muốn nghe chuyện rời thủ phủ địa khu Giang Hoa. Chủ tịch Tỉnh Dương vừa nghe, cùng Diệp Phàm đi thẳng lên tỉnh ủy. Chương 3196, gặp gỡ quý nhân. Không lâu sau tới văn phòng của bí thư Trần Cự Đức. Mặt Trần Thế Đức rõ ràng là gầy đi rất nhiều. Bí thư Trần, anh nên giữ sức khỏe. Chủ tịch Tỉnh Dương vừa ngồi xuống vừa nói. Ba người ngồi vào ghế. Anh Dương. Anh nói chúng ta có cơ hội này không? Bí thư Trần thở dài. Đúng vậy, việc rời thủ phủ địa khu Giang Hoa là một chuyện rất lớn. Bí thư Trần anh ngày nào cũng phải để ý. Việc này gây sức ép cũng rất lớn, có thể hoàn thành sớm ngày nào là bớt lo ngày ấy. Chủ tịch Tỉnh Dương nói. Việc này đồng chí Diệp Phàm, người chủ trì của sự việc này mới phải hao tâm tổn xứ nhiều. Bí thư Trần liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Đúng rồi, đồng chí Diệp Phàm. Trước tiên anh hãy nói cho chúng tôi chuyện tài chính và chuyện về thủ đô, chúng ta nói chuyện về vấn đề này, anh nói về chuyện tài chính đi,
đối với chúng tôi mà nói là một chuyện vô cùng quan trọng, việc này có liên quan đến việc rời thủ phủ. Đương nhiên, ý trên tỉnh anh cũng nên hiểu. Tôi hiểu được, rời thủ phủ địa khu Giang Hoa có liên quan trên tỉnh. Có thể hoàn thành sớm một ngày đương nhiên là tốt rồi. Cho nên, lần này tôi đến thủ đô cũng là vì chuyện này, cũng muốn nhanh hoàn thành. Diệp Phàm vừa mới nói đến đây, Bí thư Trần và Chủ tịch tỉnh Trần đều nở nụ cười ha ha. Đồng chí Diệp Phàm, câu nói này của anh chính là ám chỉ đấy. Anh làm Chủ tịch tỉnh Điền Nam cũng sắp biến thành khỉ mất rồi, như vậy những đồng chí như chúng ta đây chẳng phải thành đại vương sao? Bí thư Trần cười nói. Tôi sẽ là lão hổ, Bí thư Trần là sư tử. Chủ tịch tỉnh Dương nói đùa, xoay người hỏi. Anh hãy nói tỉ mỉ về tình hình tài chính cho chúng tôi đi, việc này có liên quan đến việc rời thủ phủ. Đoán chừng tất cả tập hợp lại cũng có mấy trăm triệu, nhưng, tôi hỏi tư lệnh viên kiến chiến trên thành phố. Anh ta cũng đang kiến thiết ở quân khu, nghe nói cũng có mặt rồi, một khi đã tổng duyệt rồi, quân khu và bộ võ trang cũng không cần chúng ta quan tâm nữa. Nhưng vì tỉnh chúng ta có mấy trăm triệu rồi, tư lệnh viên chiến thật đúng là người có tài. Diệp Phàm cười nói, sử dụng chiến thuật làm nền một chút. Rất tốt. Chủ tịch tỉnh Dương nở nụ cười, xoay người nói. Không thể tin là đồng chí ấy vừa mới đến lại có năng lực như vậy, ha ha. Người không thể nhìn vào tướng mạo. Diệp Phàm cười nói. Còn bên anh thì sao? Chủ tịch tỉnh Dương lại tiếp tục quan tâm một chút. Đoán chừng bên đấy cũng có khoảng 200 triệu. 200 triệu này cũng là một số tiền lớn, đoán chừng không riêng gì bộ tài chính đòi tiền, cũng phải phân tán trong ngành, chỗ này cũng cần một chút, làm sao mà duy trì một chút được, gom góp được khoảng 200 triệu. Nắm chắc như vậy, trong ngành càng khó khăn, cả trên lẫn dưới đều cần thời gian khá dài. Bí thư Trần gật đầu nói. 200 triệu này nắm chắc thành công lớn như vậy, đồng chí Diệp Phàm vất cả rồi, đi thủ đô 10 ngày, đã thu hoạch được nhiều rồi. Chủ tịch tỉnh Dương cười. Xem ra, năng lực của đồng chí Diệp Phàm của chúng ta rất giỏi, sau này phải đi nhiều nơi rồi. Diệp Phàm vừa nghe thấy, trên mặt liền hiện lên một đường màu đen. Chủ tịch tỉnh Dương quá lời rồi, tôi nào có bổn sự như thế chứ, lần này chính là gặp vận may thôi. Diệp Phàm nhanh chóng khiêm tốn, nếu như lãnh đạo có ấn tượng về khả năng chạy, như vậy chẳng phải sau này sẽ rất thảm sao. Thật đúng là không thể làm việc của bang chủ cái bang được. Sau này anh ở thủ đô, tranh thủ kiếm phần trăm của 200 triệu đi. Tiền này không chạy vào trong túi cũng không thực tế cho lắm. Tuy nói hạng mục này cũng không dễ nghe. Nhưng căn cứ theo tình hình thực tế khó khăn cũng phải duy trì là chuyện đương nhiên rồi. Chúng ta không được cảm thấy mất mặt như vậy được, không có gì là mất mặt cả. Bí thư Trần nói, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nắm giữ 200 triệu này. Nhưng, vẫn còn 300 triệu đóng băng. Diệp Phàm đột nhiên cười một cách kỳ lạ. 300 triệu đã đóng băng sao? Chủ tịch tỉnh Dương thở nhẹ ra, Bí thư Trần cũng cảm thấy có ý nghĩa sâu sắc bên ngoài, cười hỏi. Như vậy. Xem ra, đồng chí Diệp Phàm còn che giấu. Nói đi, đồng chí Diệp Phàm che giấu có nhiều không? Việc này không phải là che giấu, bởi vì còn có một chút thủ tục chưa xong, cho nên, còn phải mời Ủy ban Nhân dân tỉnh lo liệu một chút. Diệp Phàm nói, rốt cuộc phải tranh thủ cái gì? Chủ tịch tỉnh Dương không nhịn nổi, hỏi Bộ trưởng Bộ đội đặc chủng Phong Lưu. Nói không chừng cũng là vận may, hai vị lãnh đạo cũng hiểu. Năm đó tôi làm bí thư ủy ban chính trị pháp luật khi còn công tác ở Ngư Đồng tỉnh Việt Đông. Mà lúc bắt được vụ án Ngư Đồng có một chút manh mối. Sau khi lãnh đạo Bộ Công an nghe thấy rất vui mừng, vì muốn nhanh chóng phá án, cho nên, đã cho tôi lên bộ. Bây giờ còn kiêm chức trợ lý bộ trưởng. Đương nhiên, lúc nhỏ tôi cũng đã cùng luyện công với một vị đạo sĩ Vân Du Bốn Phương mấy ngày rồi, không thể tin được đạo sĩ kia vẫn là người đến từ núi Võ Đang. Tuy quyền cước công phu không cao, nhưng cũng có thể đánh được mấy quyền thái cực quyền. Cho nên, lần này đến thủ đô gặp được quý nhân rồi. Quý nhân này đã về hưu, hôm ngồi uống trà nghe ông ấy nói về bọn họ nghỉ hưu có biểu diễn mấy quyền thái cực quyền ở Bắc Viên. Quý nhân sớm biết rằng tôi biết mấy quyền, nên kéo tôi ra. Diệp Phàm nói, cán bộ nghỉ hưu ở Bắc Viên, chính là ở thủ đô sao? Chủ tịch tỉnh Dương lần này mở to mắt ra, anh ta liếc nhìn Bí thư Trần một cái. Hai người giống như trao đổi ánh mắt với nhau vậy. Chẳng lẽ ở nơi khác cũng có trung tâm nghỉ dưỡng cán bộ quân đội Bắc Viên sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Không có, chỉ có một gia đình thôi, không có nơi nào khác.
Chủ tịch Tỉnh Dương gật gật đầu nói. Những đồng chí có thể vào trung tâm Bắc Phiên cấp bậc cũng không thấp. Đồng chí Diệp Phàm, lần này anh gặp cơ hội tốt rồi. Bí thư Trần nói. Nhưng, chẳng lẽ 300 triệu của anh chính là do cán bộ nghỉ hưu đánh Thái Cực Quyền sao đưa ra sao? Hoặc là lúc đánh quyền cao hứng, một đồng chí nào đó đã gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy bảo tôi lên biểu diễn, tôi chỉ có thể biểu diễn vài quyền. Sau đó lại biểu diễn mấy quyền cước, lúc ấy, chính xác là trâu bắt chó đi cày. Sau một hồi cuối cùng cũng đánh xong, vừa mới đứng lại thì phát hiện chủ tịch Đường tự nhiên cũng đứng bên cạnh xem. Lúc ấy tôi có chút luống cuống xấu hổ, không hiểu được là chủ tịch Đường cũng cười ha ha, không thể tin được đệ tử của chúng ta biết Thái Cực Quyền. Lần đánh Thái Cực Quyền này mà nói, cũng không tồi, có phong độ Thái Cực Quyền võ đang. Diệp Phàm nói, đương nhiên là nói dối rồi. Trường đảng, học viên. Đoán chừng chủ tịch Tỉnh Dương không hiểu được chuyện này. Đồng chí Khai Thành, năm đó khi đồng chí Diệp Phàm học tập ở trường đảng là đệ tử được chủ tịch Đường đặc biệt ưu tiên. Việc này những người ở thủ đô chúng tôi lúc ấy cũng nghe qua rồi. Bí thư Trần cười nói. Thật đúng là gặp được quý nhân rồi, đoán chừng anh cuối cùng cũng thuận buồm xuôi gió thôi. Thủ trưởng rất vui mừng, liền cho 300 triệu có phải không? Chủ tịch Tỉnh Dương cười dài nói. Thật đúng là như vậy, quý nhân mà tôi gặp cũng tới góp vui. Đánh với ông ấy vài quyền, kết quả, thủ trưởng rất vui, cho 300 triệu. Thưởng ngay tại chỗ, nhưng, còn phải tặng quốc vụ viện một chút. Bởi vì thủ tục lúc ấy chưa đầy đủ, tỉnh còn đói nghèo, nên bổ sung một chút. Diệp Phàm nói, có mang đến không? Chủ tịch Tỉnh Dương ân cần hỏi han. Đang ở trong túi của tôi. Diệp Phàm nói xong lấy ra, hai vị lãnh đạo nhìn lướt qua lập tức lấy bút ký. Biết hai vị lãnh đạo còn có chuyện phải bàn bạc. Diệp Phàm biết điều nên đi trước. Anh thử nói xem đồng chí Diệp Phàm gặp được quý nhân kia là ai. Chủ tịch Tỉnh Dương cười nói. Chắc chắn không phải là Bộ trưởng Kiều, nếu không, cũng sẽ không xưng danh. Bí thư Trần cười nói. Ha ha ha, hai vị lãnh đạo đều cười. Mặc kệ vị quý nhân này là ai, đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt rồi. Chủ tịch Tỉnh Dương cười nói. Bí thư Trần. Chuyện văn phòng đại diện ở Bắc Kinh anh xem nên xử lý như thế nào. Việc này có phải nên gia hạn không, chờ đồng chí Vạn Thăng bớt giận rồi nói chuyện với anh ấy. Tuy đồng chí Diệp Phàm xử lý có chút chưa ổn thỏa, nhưng, điểm xuất phát của hắn vẫn là tốt mà. Chỉ là thiếu một chút kết cấu. Hơn nữa, nói về việc này chỉ là vấn đề tôn trọng thôi. Bí thư Trần nói, việc này, đoán chừng không phải đồng chí Diệp Phàm không muốn nói với đồng chí Vạn Thăng. Kết nối không tốt thì đồng chí Diệp Phàm không bán được văn phòng đại diện sao? Hắn làm như vậy, tiền trảm hậu tấu chính là như thế. Chủ tịch Tỉnh Dương nói. Ai ya, có lẽ là như thế. Việc rời thủ phủ cần một số tiền lớn, đồng chí Diệp Phàm cũng là bất đắc dĩ mới làm như thế. Kỳ thật, vấn đề chính là đề cập đến vấn đề tôn trọng thôi. Theo phép tắc mà nói. Địa khu Giang Hoa có quyền tự xử lý tài sản văn phòng đại diện ở Bắc Kinh của bọn họ mà không cần báo cáo cái gì với Bạch Gia. Việc này chỉ là vấn đề tình cảm riêng thôi. Cho nên, việc này tốt nhất nên xử lý thỏa đáng một chút là được. Không cần phải làm lớn chuyện làm gì. Bí thư Trần nhíu mày. Tôi biết, mấy ngày nữa sẽ nói chuyện với đồng chí Vạn Thăng, việc này trước tiên cứ kéo dài như thế. Chủ tịch Tỉnh Dương nói. Anh ta tạm thời không muốn nói ra. Bí thư Trần thở dài. Năm ngày, sao lại vẫn chưa có động tĩnh gì? Bạch Vạn Thăng bước đi trong căn phòng thiếu kiên nhẫn. Anh Bạch, em thấy việc này anh không cần lo làm gì. Mỗi ngày nghĩ đến cũng thấy đáng ghét rồi, bán thì bán. Anh hao tâm tổn khí làm gì? Vợ Bạch Vạn Thăng là Lưu Thanh Mai nói có chút đau lòng. Đàn bà các cô, hiểu được cái gì? Lông mi Bạch Vạn Thăng dựng đứng lên, nổi giận. Nổi giận cái gì, muốn ăn thịt người ta à? Em cũng đã sớm khuyên anh rồi, nhưng anh vẫn không nghe. Cha cũng đã đi mây chục năm rồi. Hơn nữa, đều là chuyện cũ rồi. Rời thủ phủ thì rời thôi, đây là quy hoạch của tỉnh người ta. Hơn nữa, rời thủ phủ đối với chúng ta có gì không tốt? Địa khu Giang Hoa không phải thiết kế nguyên bản của thành phố Giang Hoa sao? Người ta lại không mặc kệ, không quan tâm. Lưu Thanh Mai liếc nhìn Bạch Vạn Thăng một cái, nói. Gần đây có tin đồn đối với anh cũng có chút bất lợi. Tin đồn gì? Bạch Vạn Thăng hừ lạnh nói. Nói anh cố tình gây chướng ngại cho quá trình rời thủ phủ, muốn quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh thành bọt nước.
còn nói người này năng lực rất lớn, điều này có phải là ám chỉ anh không? Lưu Thanh Mai nói có chút lo lắng. Anh Bạch, những lời nói này nếu như truyền đến tai lãnh đạo trên tỉnh, ảnh hưởng này cũng không tốt. Hoa Giang nhà chúng ta con trai của Bạch Vạn Thăng, làm việc ở trên tỉnh cũng mấy năm rồi. Có phải là nên tiếp tục rèn luyện không? Hôm qua Hoa Giang còn nói với em, nó muốn trở lại làm việc ở mảnh đất mà ông nội đã từng tranh đấu, để hoàn thành tâm nguyện của ông. Bạch Vạn Thăng kỳ vọng rất nhiều vào thành phố Giang Hoa, ngay cả cậu con trai cũng đặt tên là Hoa Giang. Chương 3197, đám phá gia chi tử này. Đi làm gì, nhìn vẻ mặt Diệp Phàm có phải không? Chu gia, sinh này là tên không chịu thua kém, nói với Giang Hoa một tiếng, đổi chỗ ngồi, Giang Hoa không cần phải đi nữa. Bạch Vạn Thăng càng tức giận. Ông thật sự là ngoan cố, Giang Hoa cũng là ý tốt, ông không phải muốn xây dựng Giang Hoa để người dân Giang Hoa sống tốt sao? Cứ tiếp tục như vậy Giang Hoa chẳng phải là rất tốt sao? Con của ông, đương nhiên cố gắng hết sức làm tốt Giang Hoa. Di rời thủ phủ là rất tốt. Nếu trung tâm vẫn ở thành phố Giang Hoa, Giang Hoa nhấc đầu lên đều là lãnh đạo địa khu, không tốt chỉnh triều trị thủy. Di rời thủ phủ Giang Hoa chỉ cần là do thành phố Giang Hoa phụ trách, nên làm thế nào không phải là do một tay nó sao? Lưu Thanh Mai cũng là một người phụ nữ không đơn giản, không ngờ còn có lý luận như vậy. Không hẳn vậy, bảo con trai chúng ta đi liếm mông Diệp Phàm, Bạch gia chúng ta không thể thế. Muốn xây dựng cũng phải chờ Diệp Phàm cút đi rồi nói sau. Muốn nhà họ Bạch chúng ta phục vụ người như thế, không có cửa đâu. Bạch Vạn Thăng nổi giận, vỗ một cái lên bàn. Ông đó, vẫn ngoan cố. Lưu Thanh Mai tức giận đi lên tầng. Bạch Vạn Thăng nghĩ nghĩ, đập bàn một cái, loanh quanh trong phòng cuối cùng cầm điện thoại lên gọi cười nói. Lão Lưu, ông khỏe không, tôi là Vạn Thăng. Ồ, Vạn Thăng, đã lâu không thấy cậu đến Bắc Kinh. Hai chúng ta ngồi nói chuyện. Lão Lưu Lưu Nguyên Thanh cười ha hả nói. Nếu Diệp Phàm thấy ông ta sẽ kinh hãi, bởi vì người này là người trầm trồ khen ngợi hắn ở trung tâm nghỉ dưỡng cán bộ quân đội Bắc Phiên. Đúng vậy, trước kia tôi đến Bắc Kinh chúng ta vẫn vui vẻ. Bạch Vạn Thăng cười nói. Chỗ đó không tồi, lâu lâu mặc dù già nhưng vẫn có thể làm cho tôi rời nhà. Trước kia Lão Bạch còn ở Bắc Kinh chúng ta thường xuyên đến chỗ đó ngồi chơi, ôi, nếu Lão Bạch còn ở đây thì thật tốt. Lão Lưu thở dài. Đúng vậy. Chỗ đó đúng là không tồi, từng là nơi dừng chân của quân giải phóng, mỗi lần cùng Lão Lưu chơi cờ có thể nhận một lần lễ rửa tội của cách mạng. Nhưng hiện giờ không được. Bạch Vạn Thăng nói. Không được, sao lại không được, cậu nói thế có phải chê lão già ngay cả quân cờ không thể động? Lưu Lão cười mắng quân cờ có hai ý nghĩa rồi. Không phải nói như vậy, Vạn Thăng tôi mãi mãi đều là một quân cờ nhỏ trong tay Lão Lưu ngài. Bạch Vạn Thăng nịnh. Khá lắm, thằng nhóc. Hiện giờ miệng càng lúc càng ngọt hơn. Tôi chính là không dám bắt cậu làm quân cờ nhỏ. Cậu dù gì cũng là thường vụ tỉnh ủy Điền Nam, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Hiện giờ đã sắp thành đại pháo rồi. Đừng bắn lão già như tôi là được. Lão Lưu cười nói. Không phải tôi nói ý này, tôi nói về sau đến Bắc Kinh chơi cờ không có chỗ ngồi. Bạch Vạn Thăng trở lại chuyện chính. Đệm lâu như vậy cũng nên tung đề tài chính. Có ý gì? Khu thường trú của địa khu Giang Hoa các cậu không tốt sao? Một địa bàn lớn như vậy, hơn nữa, vừa chơi cờ vừa có thể ôn lại kỷ niệm xưa, một chỗ ngồi thật tốt. Cũng muốn theo phong trào, đến quán trà chơi cờ nhưng chỗ ngồi đó không thú vị. Không bằng chỗ ngồi đó của chúng ta. Lão Lưu hừ nói. Không phải không tốt mà là bán đi rồi còn nói như thế nào nữa. Bạch Vạn Thăng nói. Bán đi, ai dám đem bán đi? Bạch Vạn Thăng nghe rõ tiếng quát từ đầu kia điện thoại, hình như Lão Lưu còn đập bàn. Đúng vậy, thật sự là được bán đi, địa khu Giang Hoa đã đem khu đó bán đi cho một đơn vị xây dựng khu vui chơi. Sau này chỗ ngồi đó suốt ngày ồn ý, không có cách nào im lặng. Bạch Vạn Thăng nói, việc phá gia chi tử này, một chỗ tốt như vậy không ngờ bán đi. Ở Bắc Kinh bây giờ, chỗ như vậy rất khó tìm. Không nên, không nên, tôi phải nói đồng chí Trần Đại Đức của Điền Nam các anh. Đây là chuyện gì, đang êm đẹp sao lại bán đi? Lão Lưu tức giận. Không phải đồng chí Trần Đức Đại bán, mà việc di rời trung tâm cần tiền. Thật ra, đây đều là hao tài tốn của có phải không? Thủ phủ ở thành phố Giang Hoa là được rồi, còn phải di rời làm gì? Năm đó Lão Lưu ngài và cha tôi xuống đây xây dựng, tạo nên một Giang Hoa xinh đẹp.
cha tôi vẫn mong muốn xây dựng Giang Hoa thành một thành phố lớn. Nhưng hiện giờ trung tâm đã mang đi, thành phố Giang Hoa bị hạ xuống làm thị xã. Sau này địa khu Giang Hoa sẽ ít quan tâm đến Giang Hoa. Tất cả những thứ tốt đẹp này đều thành bọt nước. Bạch Vạn Thăng đau lòng. Không phải ý của Lão Trần vậy là ý của ai? Lão Trần cũng biết, tôi đối với khu thường trú của địa khu Giang Hoa rất có cảm tình. Năm trước đến Bắc Kinh hai chúng ta còn ngồi uống trà ở đó. Lão Lưu lạnh lùng hừ nói. Việc này là ý của cá nhân Diệp Phàm ở địa khu Giang Hoa. Người này thời gian trước đến Bắc Kinh chạy tiền. Nhưng tiền không tốt chạy, các cánh cửa ở Bắc Kinh đều đóng. Diệp Phàm tuy nói ở địa khu Giang Hoa một tay nhưng ở Bắc Kinh có thể có mấy năng lượng. Kết quả tất nhiên là không chạy được cái gì. Trở về không tốt báo cáo kết quả công tác, nên đã ở lại Bắc Kinh hơn 10 ngày. Một đồng không thu được đương nhiên ngượng. Cuối cùng, tất nhiên đem văn phòng tại Bắc Kinh của địa khu Giang Hoa ra để lo liệu việc này. Người khác còn chưa trở lại đã trực tiếp đem khu thường trú của địa khu Giang Hoa bán đi. Nghe nói cũng không thông báo bán đấu giá, trực tiếp bán cho người ta để xây dựng khu vui chơi. Nơi này giá trị đến 400 triệu. Trong đó có cái gì, còn chưa điều tra nên tôi không tiện nói sau lưng. Bạch Vạn Thăng nói. Việc này cậu nói thật, không báo cáo tỉnh. Lão Lưu hỏi. Có, tỉnh nói là cử tổ điều tra, nhưng hiện giờ đều đã qua 5-6 ngày, không có chút động tĩnh gì. Tôi thấy có lẽ là muốn giải quyết lạnh việc này. Lão Lưu ngài cũng biết. Vị trí của tôi ở tỉnh cũng không khá để có thể đề nghị kịch liệt cái gì. Đến lúc đó chỉ sợ đem việc này liên lụy đến gì rời trung tâm thì cấp trên sẽ yêu cầu chịu trách nhiệm, người khác sẽ bàn tán lung tung. Việc này không phải tin đồn. Có người không thoải mái muốn gây sự. Bạch Vạn Thăng nói. Gây sự, hắn dám, bảo hắn đem đầu đến đây, Lão Lưu tôi sẽ đánh hắn. Giọng của Lão Lưu cũng là người hào sảng. Nhưng, hào sảng thì hào sảng. Nhưng Lão Lưu là người làm việc lâu năm, kinh nghiệm phong phú, nghĩ nghĩ rồi nói. Từ thái độ của tỉnh các cậu có thể thấy, bọn họ không muốn cử tổ điều tra. Mấy ngày nay có lẽ đã chờ đợi, xem có động tĩnh gì khác không. Nếu có động tĩnh họ đành phải giả vờ cử tổ điều tra. Có lẽ thực chất là không có nhiều tác dụng lắm. Dù sao, đã muốn bán đi từ lâu rồi. Nhưng, bọn hắn không có lý do. Tuy nói bọn họ đều cần tiền, nhưng cũng không thể qua loa như thế. Đúng rồi, cậu nói Diệp Phàm là người bán có phải không? Đúng vậy, Diệp Phàm chẳng những là bí thư địa khu Giang Hoa nhưng lại kiêm chức trợ lý chủ tịch tỉnh Điền Nam. Bạch Vạn Thăng, chính là chủ tịch tập đoàn Hoành Không Diệp Phàm. Lão Lưu hỏi. Đúng vậy, hắn còn kiêm chức bí thư đảng ủy của tập đoàn Hoành Không. Trên đầu hắn mũ không ít. Bạch Vạn Thăng nói. Người này ở tỉnh Thiên Vân cũng gây sức ép rất lớn. Huyện Hoành Cương của thành phố Hạng Nam cũng đang di rời muốn di rời đến thị trấn Hoành Không. Nhưng, nghe nói bên kia phản đối cũng không ít. Nhưng, Diệp Phàm người này rất bá đạo, một lòng muốn mở rộng phạm vi quyền lực. Di rời thủ phủ Giang Hoa đi, đem huyện Hoành Cương di rời qua. Cứ như vậy thủ phủ Giang Hoa và Hoành Cương chỉ là một, tất cả đều nằm trong tầm mắt của Diệp Phàm. Người này, quyền lực rất cao, một chủ tịch tập đoàn, không ngờ nhúng ta vào chuyện của chính quyền. Hắn như vậy chính là công ty quản lý chính quyền. Nổi tiếng rồi, tôi nghi ngờ hắn có phải muốn ở Điền Nam và Thiên Vân tạo ra một tỉnh Hoành Không không? Thực sự quyết định này cũng xứng được gọi là quyết định lớn ha ha, Vạn Thăng, nhiều năm như vậy, cậu vẫn không thể quên di nguyện của Lão Bạch. Lão Lưu giọng dịu đi không ít, nhưng thật ra trong lòng thầm mắng Bạch Vạn Thăng. Di nguyện của cha tôi nào dám quên, đây là đạo hiếu cơ bản nhất của người làm con. Bạch Vạn Thăng nói. Thật ra, có một số việc là do hoàn cảnh và thời đại khác nhau. Hiện giờ thành phố Giang Hoa đã phát triển không tồi. Thật ra cậu đã hoàn thành nguyện vọng của Lão Bạch rồi. Chỉ là người sống không thể thoát khỏi nguyện vọng này. Xuất phát điểm của cậu là tốt, muốn cho thành phố Giang Hoa càng giàu có hơn, nhưng, cậu có nghĩ không? Đó là chuyện không có chừng mực, một núi này cao sẽ có núi khác cao hơn. Hơn nữa, thành phố Giang Hoa chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh địa lý. Cũng không thể phát triển vượt qua vùng duyên hải. Có một số việc, vẫn rối rắm thì không được tốt. Vạn Thăng, mấy năm nay, tôi thấy cậu cũng mệt mỏi, có phải là nên nghỉ ngơi một chút? Lời nói của Lão Lưu rất thấm thía. Tôi sẽ thận trọng suy nghĩ lời nói của Lão Lưu ngài, vừa rồi chúng ta nói chuyện văn phòng ở Bắc Kinh có phải không? Bạch Vạn Thăng nghĩ muốn thoát ra, quay lại đề tài. Việc này thật ra chính là một việc, căm tức đối với việc bán văn phòng đi.
là cậu căm tức một người, không phải là văn phòng. Vạn Thăng cậu thấy có đúng không? Lão Lưu nói. Lão Lưu chỉ Diệp Phàm. Bạch Vạn Thăng hừ nói. Di rời thủ phủ thực tế là Diệp Phàm chủ trì, mục đích là mượn thế của tập đoàn Hoành Không. Mà chủ tịch tập đoàn Hoành Không lại là Diệp Phàm, nhiều chuyện như vậy góp lại, tất nhiên là sáng tỏ. Việc này, Vạn Thăng, Diệp Phàm không nói với chúng ta một tiếng liền bán đi, điểm này phải phê bình. Nhưng, việc đã đến nước này, tôi thấy đã rồi. Chỉ còn điều kiện thôi, có thể nói là đem bán 4 triệu cho thành phố Giang Hoa 200 triệu để xây dựng. So với ngăn cản cũng có ý nghĩa hơn có phải không? Nếu không, cứ cãi cọ chuyện này, thành phố Giang Hoa thật sự không có lợi. Đây cũng đi ngược lại nguyện vọng của Lão Bạch, huống chi, thái độ của tỉnh các cậu hình như đã rõ ràng, chính là muốn giải quyết lạnh chuyện này. Lão Lưu nói. Lão Lưu, vừa rồi nghe nói chuyện này xong ông rất tức giận, sao lại thế này, hay là tình cảm xưa của chúng ta đã xong? Bạch Vạn Thăng cả gan hỏi, nhưng chỉ dám nói nửa câu. Chương 3198, Kiều. Không phải tôi đã nói, nên phê bình nhất định phải phê bình. Nhưng, việc này nếu đã xảy ra, mặc dù chúng ta làm thế nào cũng có nghĩa gì, huống gì hai lãnh đạo đầu sỏ tỉnh cậu đều không lên tiếng. Vạn Thăng, cậu chính là đang làm việc ở tỉnh Điền Nam. Suy nghĩ của hai vị đó cậu có nghĩ đến không? Có một số việc, nếu khiến cho hai vị đầu sỏ không hài lòng cũng rất bất lợi. Thật ra, về chuyện di rời thủ phủ địa khu Giang Hoa tôi cũng nghe nói qua. Cho nên, gần đây cũng quan tâm, dù sao đó là địa phương mà Lão Bạch từng chiến đấu. Tôi biết trong lòng cậu không thoải mái, thật ra, đây là đại cục. Hơn nữa, tôi cảm thấy bàn qua lại cũng không có gì tốt. Cậu đó, bình thường đều nói đại cục, đến phiên mình liền luẩn quẩn trong lòng có phải không? Mặc dù là có gì oan ức, từ từ giải quyết đi. Cậu là một lãnh đạo của tỉnh Điền Nam, phải phục tùng quyết định của tỉnh ủy. Lão Lưu lại nói rất sâu xa. Bạch Vạn Thăng cảm giác được cái gì đó, rốt cuộc là cái gì làm cho Lão Lưu thay đổi. Chẳng lẽ là Diệp Phàm? Làm sao có thể, trước mặt Lão Lưu, Diệp Phàm chỉ là một cành cây nhỏ. Lão Lưu, việc này, tôi có chút không thông, tôi cuối cùng cảm giác có chút kỳ quái hình như Diệp Phàm rất được cưng chiều. Đồng chí Ninh Chí Hòa tỉnh Thiên Vân cưng chiều hắn, mà Bí Thư Trần và Chủ tịch Dương của tỉnh Điền Nam hình như cũng rất quan tâm đến hắn. Chẳng lẽ người này nhân phẩm thật sự làm cho người ta khen ngợi sao? Tôi thật sự là không thể nhìn ra cái gì. Bạch Vạn Thăng khá nghi ngờ. Ha ha, cậu có bực mình, tôi nghĩ, bọn họ phát hiện sở trường của Diệp Phàm. Đồng chí Diệp Phàm chắc chắn có chỗ tốt. Tôi nói cho cậu một việc, mấy ngày hôm trước lão già này đến Bắc Phiên Kiều hưu sở, nói là cùng nhau luận bàn thái cực quyền. Lão Lưu đem chuyện hôm đó nói ra. Diệp Phàm là huấn luyện viên của các ông. Bạch Vạn Thăng cảm giác giống như bị người khác đâm một đao vậy, miệng nói, trên mặt còn thật sự khó tin làm sao có thể. Đúng vậy, việc này là chủ tịch tự mình lựa chọn. Thái cực quyền của Diệp Phàm thật sự xứng đáng, nghe nói vẫn là thái cực quyền chính tông Vũ Đương. Mấy lão già chúng tôi học thật sự hăng hái. Ngày hôm sau muốn học Trung Bình Tấn, Diệp Phàm nói phải mấy ngày nữa để hắn sửa sang lại một chút, đem thái cực quyền sửa một chút truyền cho chúng tôi. Ha ha, đám lão đệ tử chúng tôi một đám tinh thần phấn chấn 10 phần. Rất nhiều lão đồng chí đều để lại số điện thoại cho Diệp Phàm. Hôm nay lão Tống bên kia cứ luôn luôn hỏi, trao đổi cảm tưởng với tôi. Lão Lưu cười nói. Nhìn đoán không ra, không ngờ hắn có thể đánh thái cực quyền. Ngài nghỉ ngơi cho tốt. Bạch Vạn Thăng nhịn xuống, trong lòng phẫn nộ đang muốn cúp điện thoại. Từ đã Vạn Thăng, tôi muốn nói với cậu mục đích là cái gì? Không phải Lưu Nguyên Thanh tôi sợ phiền phức, Diệp Phàm mặc dù là huấn luyện viên của chủ tịch. Nhưng, chỉ cần việc hắn làm sai, tôi vẫn phải phê bình hắn. Nhưng, chuyện này tôi đã muốn nói với cậu từ trước. Khi nào cậu đến Bắc Kinh chúng ta cùng tâm sự, khúc mắc của cậu nhất định phải cởi bỏ, lui từng bước trời cao biển rộng. Hơn nữa, đây không phải là vấn đề lui, mà là vấn đề quan điểm thôi. Lưu Lão nói, tôi nhất định sắp xếp đến Bắc Kinh để nghe Lão Lưu dạy bảo. Bạch Vạn Thăng nói, giọng cung kính. Không phải là nghe, chúng ta trao đổi một chút suy nghĩ thôi. Lão Lưu nói, buổi sáng hôm sau, đồng chí Khai Thành, mấy ngày này có nói chuyện với đồng chí Vạn Thăng không? Bí thư Trần gọi điện thoại đến. Còn chưa kịp, nhiều việc quá, tôi cũng muốn xem tình hình một chút, nhưng,
hình như Vạn Thăng cũng không nhắc lại việc này. Ngày hôm qua gặp anh ta còn nói là sau khi thủ phủ địa khu Giang Hoa di rời xong thì thành phố Giang Hoa cũng không thể từ bỏ. Vẫn hy vọng có thể duy trì như bây giờ. Chủ tịch Dương nói, lời này căn bản không cần hỏi, thủ phủ địa khu di rời không phải là ném thành phố Giang Hoa xuống. Nên cấp vẫn cấp, hơn nữa, còn phải tạo ra một thành phố Giang Hoa trọng điểm. Diệp Phàm cũng nói với tôi như vậy, nói là về sau trung tâm mới lấy du lịch làm thế mạnh phát triển. Mà thành phố Giang Hoa sẽ là nơi cho các ngành công nghiệp bảo vệ môi trường. Một khi việc di rời thủ phủ thuận lợi tiến hành, sau này sẽ xây dựng đường cao tốc nối thủ phủ mới và Giang Hoa. Cứ như vậy, hai địa phương chỉ cần 20 phút đường xe là có thể đến. Nếu thành phố có thể phát triển, hoàn toàn có thể song hành. Chủ tịch Dương nói, suy nghĩ của đồng chí Diệp Phàm tốt lắm, anh dặn dò một chút, yêu cầu hắn thể hiện đặc điểm này trong quy hoạch hiện tại. Bí thư Trần nói, sau đó nói tiếp. Vừa rồi đồng chí Lưu Nguyên Thanh ở Bắc Kinh gọi điện thoại đến. Nói là đang muốn đến văn phòng tại Bắc Kinh của địa khu Giang Hoa dạo một vòng phát hiện khu này đã bị hủy, hình như đang muốn xây dựng công trình lớn. Mà tôi cũng đã thông báo với Lão Lưu một chút, Lão Lưu nghe xong cũng không nói gì, chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ. Văn phòng này chính là lúc trước ông ấy vào Lão Bạch cấp cho địa khu Giang Hoa. Mà thành phố Giang Hoa là nơi mà Lão Bạch đã từng chiến đấu nhiều năm. Cho nên, hy vọng có thể đem 400 triệu bán đấu giá được cấp cho thành phố Giang Hoa 200 triệu để xây dựng công trình công cộng. Việc này tôi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý rồi. Ôi, Lão Lưu yêu cầu là hợp lý. Hơn nữa, để lại 200 triệu, nghe Diệp Phàm báo cáo nói là 400 triệu này tập đoàn Thủy Đông chỉ đưa 300 triệu tiền mặt, còn 100 triệu là nắm giữ cổ phần công ty trò chơi của tập đoàn Thủy Đông. Nếu thành phố Giang Hoa lấy đi 200 triệu, vậy chỉ còn 100 triệu dùng cho di rời trung tâm. Như vậy, Diệp Phàm bận việc nửa ngày có phải là trong lòng không thoải mái không? Chủ tịch Dương nói, thật ra việc này có thể biến báo thôi, cho thành phố Giang Hoa 100 triệu cổ phần trong công ty trò chơi kia là được. Tập đoàn Thủy Đông gần đây nghiệp vụ rất khá, cổ phiếu đưa ra thị trường luôn tăng trưởng. Nắm giữ cổ phần trong công ty trò chơi của họ 2 năm sau có lẽ thu được lợi. Giữ. Thành phố Giang Hoa muốn lợi ích trước mắt vẫn là muốn giữ. Họ đã lựa chọn đúng. Bí thư Trần nói. Ôi, việc này có lẽ còn phải nói với Diệp Phàm. Chủ tịch Dương nói. Buổi tối, Diệp Phàm cũng về đến địa khu Giang Hoa chủ trì công tác, nghe Chu Gia Sinh báo cáo công tác di rời trung tâm. Trong một ngày đã tranh thủ đến huyện Lăng Hà kiểm tra một vòng, tìm hiểu tình hình thực tế. Suốt buổi tối cùng tổ công tác di rời giải quyết một số việc khó giải quyết. Vừa rồi nghe các anh báo cáo, thấy vấn đề lớn nhất chính là vấn đề cãi cọ. Vì cái gì cãi cọ còn không phải vì chuyện phá bỏ, bồi thường vấn đề di rời đi nơi khác sao? Vấn đề này chúng ta nhất định phải làm việc theo quy định, đặt lợi ích của nhân dân ở vị trí trung tâm. Không phải chúng ta bố thí cho họ, mà bọn họ có quyền lợi. Chúng ta cũng không phải là tổ cứu thế, đây là nhà nước bồi thường cho họ. Có một số đồng chí cho rằng đây là bọn họ làm khó dễ. Đây thật sự không thể thực hiện, không có quần chúng không tạo nên một đất nước. Một số đồng chí đang làm việc lơ là qua quýt, nếu xảy ra sự kiện tập thể thì phiền toái. Diệp Phàm nói xong nhìn mọi người một cái nói tiếp. Đương nhiên, đối với một số quần chúng càn quấy chúng ta phải đối xử khác, nhất định phải nói họ bị cưỡng chế vì lý do gì. Trong công tác giải phóng mặt bằng di rời đi nơi khác ngàn vạn liên quan, phiền toái đương nhiên không ít. Mỗi việc chúng ta đều phải làm thật sự. Cố gắng làm cho quần chúng vừa lòng mới được. Trợ lý Diệp, hiện giờ vấn đề khó giải quyết chính là xây dựng một cây cầu nối Hoành Không và Lăng Hà. Lúc này Chu Gia Sinh nhíu mày nói. Ôi, lúc trước vừa nói muốn xây cầu tôi cũng biết việc này khó giải quyết. Thứ nhất, đây là cây cầu kéo dài qua hai tỉnh, thứ hai nước sông thông thiên phức tạp, nước rất sâu. Xây dựng phải khoản kinh phí lớn. Thứ ba, phải chọn được địa điểm, mà phiền toái nhất có lẽ chính là vấn đề tài chính. Diệp Phàm gật đầu nói. Đúng vậy, sông thông thiên quá rộng, trụ cầu cũng cần có 300 mét độ rộng. Chiều rộng lại 500-600 mét, mà nước lớn cũng là một vấn đề. Theo chuyên gia khảo sát ban đầu, sông từ Hoành Không đến Lăng Hà rộng gần 400 mét, sâu đạt đến hơn 20 mét. Cứ như vậy, theo thống kê bước đầu cầu qua sông thông thiên không có 2 triệu không xây dựng được. Chu Gia Sinh nói. Đúng rồi, cầu lớn độ rộng không thể nhỏ. Chúng ta không thể nhìn chỉ hiện tại, kinh tế tăng trưởng,
tập đoàn Hoành Không quật khởi. Sau này tập đoàn Hoành Không có lẽ sẽ vận chuyển hàng hóa qua cầu này nhiều hơn. Qua tỉnh Điền Nam đến các nước khác. Một khi có đường tốc độ cao, đây là một con đường mở cửa. Diệp Phàm nói, mặt cầu hiện tại dự tính chính là hai làn đường xe chạy, hơn nữa, đường cho người đi bộ rộng hơn 2 mét. Nếu quy hoạch thành 8 làn xe chạy thì độ rộng phải tăng lên, mà kinh phí xây dựng cũng tăng lên. Đây đối với địa khu Giang Hoa và huyện Hoành Không mà nói là áp lực không nhỏ. Một cây cầu đã lấy của chúng ta mấy trăm triệu, tiền không dễ. Chu Gia Sinh thở dài, trao mầu nói. Hùn vốn thu phí, áp dụng cách vay tư nhân, nếu toàn bộ do hai địa khu đầu tư căn bản không thể làm. Diệp Phàm nói. Không chắc có người muốn đầu tư. Phó Bí thư Địa ủy Mâu Đồng Xuân nói. Đúng vậy, theo lưu lượng xe cộ của chúng ta hiện giờ mà nói, từ Thiên Vân đến Điền Nam cũng không nhiều. Trước mắt chỉ là một ít xe du lịch, số lượng hạn chế. Vì đường đến Điền Nam cũng không chỉ qua chỗ chúng ta. Mà vận chuyển hàng hóa cũng không nhiều. Bởi vì gần đây chưa hình thành vùng hậu cần, chỉ dựa vào phà có thể giải quyết vấn đề này. Mà đầu tư phải trên 200 triệu. Chỉ dựa vào thu phí qua cầu cũng không biết đến lúc nào mới thu hồi được vốn. Nếu không xây dựng cầu chỉ dựa vào phà thì cũng không phải là kế lâu dài. Việc này sẽ hạn chế phát triển của kinh tế hai địa khu. Chu Gia Sinh nói. Chương 3199, bí thư mới nhậm chức đến rồi. Quan trọng chính là lưu lượng xe cộ quá ít. Căn bản không ai hứng thú với việc đầu tư cầu qua sống thông thiên. Thương nhân lấy doanh thu là việc chính. Đã không có lợi nhuận ai đồng ý đến nữa. Hơn nữa 200-300 triệu, thu phí qua cầu có đủ lãi suất đi vay để đầu tư hay không còn khó nói. Phó Chủ tịch Thường trực Địa khu Võ Đông Sơn nói. Chúng ta có thể thay đổi những suy nghĩ này không? Cầu qua sông Thông Thiên xây xong không chỉ là thu phí xe qua cầu mà có thể kiếm tiền bằng cách khác. Diệp Phàm hỏi. Cầu, trừ thu phí qua cầu còn có cách gì để thu nhập? Hình như cả nước đều vậy, chưa từng nghe nói cầu còn có thể sinh ra lợi nhuận khác. Chu Gia Sinh nói, tháp truyền hình Minh Châu của thành phố Phổ Hải chẳng lẽ chỉ là tháp truyền hình sao? Diệp Phàm nói, đúng rồi, tháp truyền hình Minh Châu hàng năm thu hút không ít du khách. Chỉ riêng thu phí vào cửa cũng là một khoản lợi nhuận không nhỏ. Nhưng, tháp truyền hình Minh Châu người ta có sức hút độc đáo. Hơn nữa, thiết kế độc đáo, làm cho người ta muốn tham quan. Cây cầu của chúng ta có thể sao? Võ Đông Sơn nói. Tất cả mọi người có thể cùng suy nghĩ đó thôi, ba thợ giày thói cũng có thể so với Gia Cát Lượng có phải không? Tháp truyền hình của người ta có thể xây dựng độc đáo, mà khu du lịch núi Thiên Thông một khi hoàn thiện, bao quát toàn bộ huyện Lăng Hà và Hoành Không của hai địa khu. Mà hai khu vực này được ràng buộc bởi một cây cầu lớn, đó là một cảnh trong đó. Cho nên, cầu nhất định phải thiết kế độc đáo. Không chỉ riêng là một cây cầu mà là một điểm du lịch mới. Ví dụ như hành lang cầu ở huyện Thọ Chữ của nước ta, hoàn toàn xây dựng bằng gỗ. Mà cha ông chúng ta lúc đó không có thép, đã dùng gỗ để xây dựng nên một hành lang ngắm cảnh bằng cầu, đây là một sáng kiến vĩ đại. Nên cầu thông thiên chúng ta phải thiết kế công phu một chút. Diệp Phàm nói, trợ lý Diệp nói rất hay, tôi sẽ cùng tổ chuyên gia trao đổi việc này. Thật ra, tỉnh chúng ta khá nhiều dân tộc thiểu số. Hiện tại mọi người thích xem phong cách của người dân tộc thiểu số. Mà người dân tộc thiểu số cũng có nhiều cây cầu theo phong cách của mình. Có thể tham khảo phong cách của họ để tạo ra một cây cầu hiện đại mang phong cách của dân tộc. Đương nhiên, chi phí đầu tư phải tăng lên một ít, nhưng, đầu tư có thể thu lại bằng cách bán vé tham quan. Có lẽ, phác thảo thiết kế đã được đưa ra. Võ Đông Sơn gật đầu nói sau đó nói. Nhưng, còn có một vấn đề lớn, chính là vấn đề tìm kiếm nhà đầu tư. Vấn đề này là khó khăn của khu Lăng Hà và huyện Hoành Không. Tuy nói có thể áp dụng phương thức mời nhà đầu tư tư nhân nhưng chính quyền cũng phải chiếm một chút tỷ lệ đầu tư. Nói thí dụ như 200 triệu, chính quyền chúng ta chiếm 100 triệu hoặc nhiều hơn một chút. Như vậy sẽ dễ cho quản lý hơn. Nếu để tư nhân chiếm cổ phần khống chế, chỉ sợ sau này quản lý cầu không tốt. Các anh trao đổi xem tỷ lệ góp vốn thế nào. Diệp Phàm hỏi. Huyện Hoành Không bên kia đầu tư một nửa. Võ Đông Sơn nói. Kia cũng phải 500-600 nghìn, khu Lăng Hà có quan niệm khác về đầu tư bỏ vốn sao? Diệp Phàm hỏi. Bên Lăng Hà này cho rằng khu du lịch Thiên Thông lấy núi Thiên Thông làm cơ sở mà huyện Hoành Không chiếm diện tích tỷ lệ lớn, nói trắng ra, trung tâm mới của chúng ta chỉ là phụ. Võ Đông Sơn nói.
Cho nên, các anh cho rằng phụ và chính bỏ vốn đầu tư không giống nhau có phải không? Là tam thất khai hay là tứ lục khai, ngũ ngũ khai các anh thấy bất bình có phải không? Diệp Phàm cười nói. Ôi, các đồng chí có cùng suy nghĩ này, cho rằng phải là tam thất khai. Huyện Hoành 07 chúng ta ba so ra thì hợp lý hơn. Nếu không chúng ta là phụ phải bỏ ra 5 phần, có vẻ không ổn. Võ Đông Sơn nói. Vô nghĩ, tỉnh Điền Nam cùng tỉnh Thiên Vân là cấp trên của sông Thông Thiên. Đương nhiên, ở phương Bắc kéo dài đến đây. Ngay cả núi Thiên Thông cũng có nhiều khu vực xung quanh đều là thuộc tỉnh Điền Nam. Ngay cả các nhà xưởng và khu nhà ở của công nhân tập đoàn Hoành Không cũng có 4 phần thuộc tỉnh Điền Nam. Từ đó mà nói, Điền Nam đã kéo dài qua sông, nếu nói về đường bộ thì sông Thông Thiên đa phần thuộc tỉnh Điền Nam. Đây chẳng phải là nói huyện Hoành Không ba các anh bảy sao. Tôi nghĩ, huyện Hoành Không bên kia có phải cũng đưa ra suy nghĩ này không? Diệp Phàm hừ nói. Đúng vậy, trợ lý Diệp nói huyện Hoành Không cũng có nhắc tới. Nhưng chúng tôi nói, việc này cũng không có thể hiện như vậy. Chu Gia Sinh nói. Đó cũng không phải là hai bên mỗi người một nửa sao. Cho nên, nếu lấy sông Thông Thiên là giới tuyết, thì khu Lăng Hà sắp chiếm 7 phần rồi. Các anh có tính toán của các anh, bọn họ có tính toán của bọn họ. Cho nên, tôi thấy việc này không thể quá mức so đo. Nếu không, cứ tiếp tục cãi cọ đi xuống, cầu qua sông Thông Thiên sẽ không cần phải khởi công. Nếu giới tuyết là cách, thì tỷ lệ bỏ vốn là hợp lý có phải không? Huống chi sau này phải triển, không ai dám nói là do ai đúng không? Không chắc đến lúc đó Thiên Vân còn muốn mượn đường của Điền Nam chúng ta. Diệp Phàm nói, làm cho các đồng chí Điền Nam cảm giác người này có thiên hướng bênh vực tập đoàn Hoành Không. Chẳng qua, các đồng chí ngồi đây cũng không dám nói ra. Thật ra, đây đối với Diệp Phàm mà nói cũng là thực tế. Dù hiện giờ Diệp Phàm kiêm chức bí thư đảng ủy địa khu Giang Hoa. Nhưng Diệp Phàm đến giờ vẫn cho rằng, địa khu Giang Hoa đều là vì tập đoàn Hoành Không mà đến. Phối hợp công tác cũng là vì tập đoàn Hoành Không, mà trận địa chính của hắn chính là tập đoàn Hoành Không. Diệp Phàm đã quyết định rồi, mọi người còn có thể nói cái gì? Ngày 20 tháng 12 cũng là lúc đồng chí Lam Tồn Quân buồn bực, bởi vì bí thư thành ủy Hạng Nam mới nhậm chức đồng chí Dương Thăng đã được trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Thiên Vân tự mình đến thành phố Hạng Nam, có thể thấy một thân phân lượng. Cũng có thể thấy được sự coi trọng đối với bí thư Ninh đối với trưởng ban tổ chức. Mà cái Thiệu Trung và Diệp Phàm đều nhận được giấy mời. Theo thường lệ, Lam Tồn Quân dẫn theo các lãnh đạo ủy ban và thành ủy Hạng Nam đi đón. Diệp Phàm và Che Thiệu Trung cũng đến thành phố Hạng Nam. Lãnh đạo lớn đến thành phố Vân Hà hôm nay đặc biệt náo nhiệt, ngã tứ đường phố đều không có một hạt bụi. Nghe nói đêm qua bí thư đảng ủy Đông Lâm Cách, chủ tịch thành phố Vương Đại Mãn dẫn nhân viên công tác cùng các nhân viên, các công nhân thuê, tổng cộng 5-600 người suốt đêm hăng hái mới sạch sẽ như vậy. Cho nên, hôm nay Đông Lâm và Vương Đại Mãn tuy nói rất mệt mỏi nhưng khó có thể che giấu sự kích động. Làm lãnh đạo một thị trấn, có thể gặp một lãnh đạo cấp cao rất khó. Nếu lãnh đạo thấy đường phố sạch sẽ như vậy, chính là phúc phần của mình. Đoàn người của trưởng ban chưa đến, hai vị đầu sỏ của Vân Hà đã cùng cái Thiệu Trung và Lam Tồn Quân có mặt. Đương nhiên, hai vị cũng không dám lơ là ông chủ của tập đoàn Hoành Không Diệp Phàm, trong mắt họ Diệp Phàm chính là thần tài. Một ông chủ tùy tiện sờ trên người cũng có thể có tiền vàng. Huống chi, Diệp Phàm còn kiêm chức phó bí thư tỉnh ủy Thiên Vân, trong mắt hai vị lãnh đạo thị trấn cũng là nhân vật lãnh đạo lớn. Anh có nghe đồng chí Dương Chí Thăng nói về tiền đối với việc di rời huyện Hoành Cương chưa? Diệp Phàm hỏi. Cũng nghe nói qua một chút, hình như là hơi có chút phê bình đối với việc chuyển huyện Hoành Cương đến thị trấn Hoành Không và dưới sự quản lý của tập đoàn Hoành Không. Ha ha, cậu có lẽ rất giống. Cái Thiệu Trung nói, nhìn Diệp Phàm một cái, có chút châm chọc. Con người, nếu cũng chưa có đối thủ thì quá yên bình, có đối thủ là chuyện tốt có phải không? Ha ha, suy nghĩ của tôi cùng anh trai cũng không khác mấy. Cao thủ tịch mịch thôi. Diệp Phàm không tỏ vẻ nhưng thật ra có chút bội phục cái Thiệu Trung. Cậu em, cậu thật sự không đơn giản. Càng không đơn giản càng có người muốn làm có phải không? Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh. Đương nhiên. Đối thủ càng mạnh lại càng thú vị. Nhưng theo bạn tôi ở Bắc Kinh nói, đồng chí này hình như có thân thích với lãnh đạo tỉnh. Cái Thiệu Trung nói những lời này xong, Diệp Phàm bừng tỉnh, cười nói. Khó trách. Khó trách cái gì, cậu sợ gì, đây hình như không phải là phong cách của cậu. Muốn làm, cậu ngay cả tôi cũng dám đánh, có chuyện gì cậu không dám làm.
Cái Thiệu Trung nhắc lại vết sẹo không ngờ cười tủm tỉm, trong đó không ngờ còn giống như may mắn. Anh chê cười tôi có phải không? Diệp Phàm cũng cười tủm tỉm. Ha ha, tôi muốn thấy cậu can đảm hơn, nếu không tôi còn thật không đáng giá. Cái Thiệu Trung cười nói. Ha ha, can đảm của tôi giấu trong sâu, anh muốn thấy có chút khó khăn. Diệp Phàm cười thần bí. Ha ha ha. Hai người đều cười, nhìn Lam Tồn Quân không hiểu gì. Hai vị lãnh đạo, cười gì vui vậy? Lam Tồn Quân quay lại hỏi. Các cậu có bí thư mới nhậm chức chúng tôi đương nhiên vui vẻ. Diệp Phàm cười nói. Thì ra thế. Lam Tồn Quân như có chút suy nghĩ, có lẽ là đoán ra việc gì rồi. 11 giờ, xe của trưởng ban cắt cuối cùng cũng tới. Dương Chí Thăng mặc âu phục màu đen, mặt gầy nhưng khung xương không nhỏ, không giống như người gầy dáng cây trúc. Khi Diệp Phàm bắt tay, Dương Chí Thăng không ngờ dừng lại một lúc khá lâu, cười nói. Đã nghe danh bí thư Diệp từ trước hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3200, yến tiệc cháu gái nhận ông. Ha ha, đúng là cậu đang che giấu thật, muốn nói tới thần tiên thì cậu mới đúng là thần tiên thật. Tôi cùng lắm cũng chỉ là tiểu thần thôi. Diệp Phàm cười nói. Bí thư Diệp quá khiêm tốn rồi. Dương Chí Thăng cười nói. Anh ấy đúng thật rất khiêm tốn. Cái Thiệu Trung đứng bên cạnh chêm vào. Sau đó đoàn xe hướng thẳng về phía phòng họp hình thang của thành phố Hạng Nam. Các cấp các ngành, các cơ quan chuyên môn của thành phố Hạng Nam đều đã tụ tập trong phòng họp. Diệp Phàm và Cái Thiệu Trung ngồi trên ghế chủ tịch, hai người họ đương nhiên cũng không hề khách khí. Dù sao cũng là cấp thứ trưởng đấy, chỉ có điều chức thứ trưởng như Diệp Phàm đây có chút danh không chính ngôn không thuận. Đến lượt Dương Chí Thăng phát biểu. Các đồng chí, xin cảm ơn. Là bí thư thành ủy của thành phố Hạng Nam, tôi cảm thấy trách nhiệm trên vai mình thật to lớn. Thành phố Hạng Nam của chúng ta cũng không phải đứng hàng đầu trong toàn tỉnh, không sánh được với các tỉnh thành quang vinh khác, so với thành phố Dương Vân, thành phố Liễu Tân chúng ta còn kém xa. Hiện giờ, huyện Hoàng Cương đã tách khỏi khu vực thành phố Hạng Nam rồi, trực thuộc quản lý của thành phố chúng ta đã thu hẹp lại rồi, nguồn tài nguyên đương nhiên cũng giảm bớt. Dựa trên những gì hiện có, chúng ta phải đứng vững vàng và nhìn về tương lai phía trước. Dương Chí Thăng nói. Trong tiếng vỗ tay đang vang lên, Cái Thiệu Trung nói nhỏ. Đồng chí Dương lời anh nói là có vấn đề đó nha. Có lời nào oán thán sao, huyện Hoàng Cương tách ra rồi, ha ha. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Anh bảo đồng chí Dương làm sao mà đòi lại huyện Hoàng Cương được đây. Cái Thiệu Trung cười nói. Cái này... Cách thì rất khó nói. Ai mà biết được trong lòng anh ấy đang nghĩ cách gì, tôi chỉ biết chờ đợi thôi. Cũng không thể không động tay động chân với người khác, trước đây chúng ta có lớn tiếng kêu anh không được như vậy, nhưng mà người ta cũng không có động tay. Diệp Phàm nói. Đúng đấy, nhưng mà tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã gõ thước tay rồi thì tôi nghĩ đồng chí Dương Chí Thăng có muốn trở mình cũng khó đấy. Nói thẳng ra thì cậu ấy cũng không nên không biết đường suy nghĩ như vậy. Chẳng qua. Dù có biết đánh bóng bàn hay không thì cậu ấy cũng chỉ cần làm mấy động tác nhỏ thôi, như vậy cũng là có cách rồi. Thứ đồ này tuy là không có ảnh hưởng lớn tới toàn cục, căn bản không có tổn hại gì cho Hoành không, nhưng lại khiến người ta đau đầu, đúng không? Cái Thiệu Trung nói, người ta là đầu sỏ của thành phố Hạng Nam mà, chúng ta có cách gì thì dùng nó mà ứng phó là được. Nhưng mà có anh Cái Thiệu Trung ở đây, chúng ta bắt tay thì có gì lo lắng? Diệp Phàm cười tủm tỉm. Đừng có đùa nữa, đó là chuyện của anh. Tuy tôi là quản lý của tập đoàn Hoành không nhưng đó chỉ là treo đầu dê thôi. Mọi người lại coi anh mới thật sự là ông chủ của tập đoàn Hoành không. Tôi ở trên tỉnh lo việc của tôi thôi. Cái Thiệu Trung vẻ mặt hớn hở, cười trên sự đau khổ của người khác. Làm anh như vậy đó, lẽ nào anh thật muốn đâm một đao sau lưng anh em của mình sao? Diệp Phàm trêu chọc. Cái Thiệu Trung không đáp, chỉ cười gượng. Nháy mắt cái đã qua mấy ngày rồi. Đồng chí Dương Chí Thăng tới thành phố Hạng Nam mấy ngày rồi mà khá là an phận. Theo Lam Tồn Quân chạy khắp nơi, nói là tới các huyện trực thuộc để xem xét tình hình. Hôm đó là ngày 24, Dương Chí Thăng cùng mấy nhân viên tới thị trấn Hoành Không. Dương Chí Thăng không tới tập đoàn Hoành Không mà đi thẳng tới trạm biến thế Hoành Không, dường như là đi thị sát tình hình. Anh ta tới trạm biến thế Hoành Không làm gì? Bao Nghị có chút buồn bực. Liệu có phải là muốn làm gì đó ở trạm biến thế không? Diệp Phàm hừ nói, cũng có thể có khả năng này,
trạm biến thế Hoành không thuộc quản lý của thành phố Hạng Nam chứ không phải huyện Hoàng Cương. Nếu như thuộc tiếp quản của huyện Hoàng Cương thì tập đoàn Hoành không chúng ta đã danh chính ngôn thuận mà đưa trạm biến thế này vào trong quy hoạch của tập đoàn Hoành không rồi. Nhưng mà trạm biến thế này thuộc thành phố, nếu muốn làm một con thiêu thân thì sẽ phiền phức đấy. Ngũ Vân Lượng nói, hiện tại mọi người đều gọi những người làm điện là, điện lão hổ, nếu như cắt điện thì chúng ta sẽ gặp phiền phức đó. Không có điện, toàn bộ nhà máy của chúng ta sẽ như bị câm vậy. Không nói là ngừng hoạt động trong bao lâu, chỉ cần ngưng có một ngày thôi cũng là không thể. Bao Nghị nói, những việc kiểu này trước đây anh cái đã gặp phải rồi. Ngũ Vân Lượng nói, phải sớm có sự chuẩn bị, nhất thời mà mất điện, chúng ta phải có biện pháp ứng phó kịp thời. Diệp Phàm nói, mặt có chút u ám. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm liền quay trở lại Yến Kinh. Bởi hôm nay là ngày con gái Diệp Thanh Liên nhận ông. Vốn dĩ hai bên phải phân chia nhau mời khách, nhưng sau đó Diệp Phàm đã thương lượng với Triệu Lão Gia, quyết định hai bên cùng nhau tổ chức một chỗ. Khách mời tới cũng không nhiều, cơ bản là cũng không muốn khoa trương. Dù sao đây cũng là kinh thành, khắp nơi đều nhìn vào. Kỳ thật, nếu có muốn tránh cũng không tránh được. Chuyện này, xem ra khách được mời đến đều đã được cân nhắc. Đương nhiên, thủ đô lớn như vậy, cũng không thể nào mà ai cũng biết được, chỉ giới hạn trong phạm vi số người nhất định thôi. Những vị khách được mời tới lần này đều là những người không thể không mời. Quán rượu Kim Đô hôm nay răng đèn kết hoa từ sớm, khiến mọi người có cảm giác hôm nay không biết có phải là đón năm mới không. Rất nhiều vị khách tới dùng cơm đều cảm thấy kỳ lạ, đều lắng nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì. Liệu có phải là nhà ông chủ quán làm lễ mừng thọ, hay là có chuyện vui gì? Ông chủ quán rượu là Cổ Cháo Đức từ sáng sớm đã rất bận rộn. Chuẩn bị suốt từ 5 ngày nay rồi, hôm đó là ngày 25, chủ tịch tập đoàn Cổ Thị là Cổ Thiên Tắc cũng tới Kinh Đô từ sáng sớm, tự mình kiểm tra hiện trường. Lại còn triệu tập tất cả quản lý, nhân viên lại ở đại sảnh để dặn dò giao việc bất cứ ai mà làm cho vị khách của Diệp gia hôm nay tới đây cảm thấy không hài lòng, lập tức sẽ bị đuổi việc. Diệp Phàm mặc bộ y phục của dân tộc, chỉ không đội mũ thôi. Kiều Viên Viên thì mặc trang phục của dân tộc Trăng Hoa, đương nhiên đó là bộ sườn xám xẻ thấp theo kiểu hiện đại rồi. Hai người đứng ở cửa thật đúng là một đôi trai tài gái sắc. Tướng mạo của Diệp Phàm tuy là không được tuấn tú nhưng khí chất của một cao thủ tiên thiên rất thu hút được nhiều ánh mắt. Khí chất này người bình thường không thể luyện thành. Mà dáng, khuôn mặt người của Kiều Đại Tiểu Thư thì khỏi cần phải nói, cũng không thể không say đắm bởi ánh mắt nghênh đón ấy. Người Triệu gia cử tới chính là một nhân vật có cấp bậc rất quan trọng, Triệu Sương Sơn và Triệu Quát cùng với Diệp Phàm đứng ở cửa tiếp khách. Đoán chừng, nếu cử Triệu Tứ tới đón khách thì có vẻ không ổn lắm. Bởi phân theo thứ bậc thì Triệu Tứ thấp hơn Diệp Phàm một bậc. Mà Diệp Phàm lại đồng trang lứa với Triệu Sương Sơn và Triệu Quát. Các đồng chí Đường Thành Phí, Nhất Độ, Vương Nhân Bàng, Vương Long Đông, Bao Nghị đều gác công việc lại mà tới đây. Ở đâu cần bọn họ thì họ sẽ có mặt. Đôi khi khách tới đây gặp chút chuyện về việc gửi xe, bọn họ cũng đứng ra chỉ huy nhân viên bảo vệ của quán Kim Đô cùng nhau dàn xếp ổn thỏa. Những vị khách tới đây đều là những người có địa vị cao, đặc biệt là khách mà Triệu gia mời tới, về cơ bản theo ý của Triệu Bảo Cương thì đều là những người cùng độ tuổi với ông ấy. Vì Triệu Bảo Cương muốn nhận cháu gái nên khách khứa của họ đều là những bậc tiền bối như Ngư Quốc Trương, Tống Lão, Lưu Nguyên Thanh. Có điều, những người này không phải chỉ đơn thuần là đến ăn. Đương nhiên mỗi người đều đã ngửi thấy, mùi vị, gì đấy. Bởi vậy mà tất cả đều không ngần ngại, mỗi người đều mang theo người nhà, chủ yếu là vợ, hay con cái. Đây chính là cơ hội tốt, tự mình rút lui khỏi ông ấy là không có gì. Phải cho con cháu tới tiếp xúc với những nhân vật quan trọng. Phía bên Diệp Phàm cũng có vài đồng chí có đại vị cao tới dự, đối ngược với đám con cháu, thì những nhân vật bên phía Diệp Phàm còn quan trọng hơn. Bởi Diệp Phàm trẻ tuổi. Những người mà hắn tiếp đón đều là những người của thời đại này. So với đám con cháu của những tiền nhân kia ngược lại là phù nhất. Cha của Cổ Phi Phi là cổ đồng hôm nay được nở mày nở mặt, cũng có cơ hội đứng đón khách cùng đám người Diệp Phàm. Tuy nói là cổ đồng không biết mấy người trong số những vị khách tới đây, nhưng ông không hề lạnh nhạt, thờ ơ. Có trời mới biết lai lịch của những người tới đây. Mặc dù có vẻ đáng thương nhưng hôm nay cổ đồng cảm thấy hôm nay rất đáng giá. Ha ha ha. Lão đệ, chúc mừng cậu nhé. Đi gần tới cửa quán Kim Đô, Thiết Chiêm Hùng niềm nở cười từ xa. Nhưng mà khi quay người lại thì đã thấy Triệu Sương Sơn cùng Triệu Quát, hai người họ đã đứng bên cạnh,
Lão Thiết vội bước lại gần ôm lấy Diệp Phàm, sau đó chào hỏi hai người họ rất nhiệt tình. Trận quân, Lô Vĩ tới từ Thủy Châu, còn có đám người Hải Thiên nữa, bọn họ cùng đi đến. Bọn họ chào hỏi Diệp Phàm xong, hắn giới thiệu với họ về Triệu Sương Sơn, đám người đều sửng sốt, vội chào hỏi. Bởi vì sợ cản trở tới những người phía sau nên họ chỉ dám lên tiếng chào hỏi, còn sau đó khi lên lầu sẽ ân cần chào hỏi sau. Chúc mừng nhé, Tiểu Diệp. Tề Chấn Đào đứng từ xa đã nghe thấy tiếng, đứng bên cạnh là Tề Thiên. Tề Chấn Đào đương nhiên là biết Triệu Sương Sơn, Triệu Quát. Trước đây họ đã từng cùng nhau uống rượu khi ở Thủy Châu. Nhưng mà, Tề Lão dù sao cũng là chủ tịch tỉnh, cũng rất có khí thế của một tướng soái. Nhưng khi chào hỏi hai người Triệu Sương Sơn thì vẻ mặt lại rất bình thường. Lam Bình Phong và Lam Tồn Quân cùng nhau tới, lúc nhìn thấy hai anh em nhà họ Triệu thì ngây người một lúc. Sau đó, nhìn sang đứa con. Bởi họ không nghĩ rằng hai anh em nhà này lại đứng đón khách. Đứng đón khách cũng phải là người có cấp bậc cao. Người nhà Phí gia cử tới là Phí Thanh Sơn và Phí Nhất Hoàn, có thể thấy được sự đãi ngộ của Phí gia với Diệp Phàm. Một người có võ thuật truyền thống của Trung Quốc, một người làm quan trường, hai người cùng nhau tới, đây chính là đại diện cho một Phí gia cường mạnh. Phía Kiều gia thì có Kiều Viễn dẫn đầu, Kiều Hành Sơn dẫn theo Kiều Thế Hào tới rồi. Toàn bộ những người có địa vị của Kiều gia đều đã tới, đây chính là nhạc phụ Tân bốc đứa cháu ngoại lên. Đồng chí Cung Khai Hà tới rồi, người này thật ra là danh không chính ngôn không thuận, nhưng lại là người rất bận rộn nhưng không mấy người biết tới y. Cố vấn chủ tịch là Vương Trạch cũng tới rồi. Cũng rất bận rộn nên không nhiều người biết tới người này. Phượng Lão mang theo Phượng Khuynh Thành và con cháu Phượng gia tới rồi, đây cũng là một thế lực rất lớn. Có thể thấy ngay được thái độ của Phượng gia với Diệp Phàm. Chủ nhiệm Điền Giang đi cùng người nhà cũng tới rồi. Đây là lão lãnh đạo mà. Chủ tịch thành phố kiêm cục trưởng cục công an Ngô Chính Phong, hôm nay y không được phân làm khách mời mà làm công tác an ninh. Kỳ thật, Ngô Chính Phong bên ngoài chỉ là người chủ trì của đội cảnh vệ. Chủ yếu người đứng sau sắp xếp mọi chuyện là Vương Nhân Bàng. Đường Lâm tới rồi, đương nhiên y đại diện cho Đường gia rồi. Hơn nữa y còn mang tới thiệp chúc mừng của chủ tịch Đường nữa. Tuy chỉ đơn giản là tấm thiệp viết lời chúc mừng của Đường Hạo Đông, trên đó cũng chỉ là những nét bút rồng bay phượng múa. Nhưng trọng lượng của nó so với các đồng chí ngày hôm nay cũng cao hơn. Trọng lượng của nó đương nhiên là khiến người ta kinh hãi rồi, hơn nữa, Đường Lâm đã nịnh nọt Diệp Phàm ngoài cổng. Triệu gia đều nhìn thấy. Sư thúc, Thiên Lâm thay mặt phái võ đang xin được chúc mừng anh. Một người trẻ tuổi mặc áo màu xanh bước tới. Chương 3201, hình như không quen biết người này. Diệp Phàm vừa nghe, ngay sau đó trợn tròn mắt, nhìn lại, giống như không biết người này. Nhưng, xoay người suy nghĩ cẩn thận, liền cười nói. Trưởng môn Trương có thể tới đây, thật là quý hóa quá. Bởi vì... Nghe nói trưởng môn phái võ đang chính là Trương Thiên Lâm. Sư thúc, lúc sư phụ đi có dặn, bảo tôi mang một đôi đồng nam ngọc nữ đưa cho sư thúc. Sư thúc hãy mở ra xem có hợp hay không. Trương Thiên Lâm nói xong, người trung niên đứng bên cạnh, lập tức hai tay cung kính mở chiếc hòm cũ kỹ ra. Sau đó Diệp Phàm nhẹ nhàng mở ra xem, thấy bên trong có hai bình ngọc tử mang ý nghĩa hưng thịnh của nhà nông. Hình như là viên thuốc có phải không? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, là viên thuốc. Nó ở núi Võ Đang chúng ta được gọi là Tẩy Tủy Thập Thần Hoàn, đây chính là kết quả 10 năm hái thuốc của vị tổ sư ra cuối cùng là Tam Phong, sau đó lại dùng nội khí 10 năm mới chế ra đấy. Năm đó tổ sư ra Tam Phong cũng chế được ra 20 viên, đến bây giờ còn lại 5 viên. Loại thuốc này sau khi ăn vào chủ yếu là tiến hành tẩy tủy cơ thể. Cũng giống như máy làm sạch giúp con người đẩy hết tất cả chất độc trong cơ thể ra ngoài. Sau khi rửa sạch hết những độc tố này khiến cho xương da cơ của cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn. Có hiệu quả cao đối với xương của cơ thể. Đương nhiên, khi dùng loại thuốc này phải có cao thủ ở bên cạnh giúp đỡ chải vuốt cho mới được. Đặc biệt nếu có trẻ em giúp thì càng tốt, tin rằng có sư thúc ở bên cạnh sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trương đạo trưởng nói, đương nhiên phải khoa trương một chút về loại thuốc cao quý nhà mình rồi. Thuốc này rất quý, các anh cứ cầm về đi, các đệ tử cần nó hơn. Diệp Phàm nhanh chóng nói. Sư thúc, đây là việc trước khi sư phụ đi dặn như thế. Thiên Lâm không dám làm trái mệnh lệnh. Vẻ mặt Trương Thiên Lâm rất nghiêm túc. Vậy được rồi, tôi nhận. Diệp Phàm nói, trong lòng suy nghĩ lúc nào giúp đỡ võ đang một chút cũng coi như là một người có nhân tình với bọn họ. Hắn quyết định trước tiên kiểm tra tình hình võ công của Trương Thiên Lâm một chút,
Cảm ơn Trương trưởng môn nhiều. Diệp Phàm giơ tay ra. Trương Thiên Lâm cho rằng Diệp Phàm muốn bắt tay, cũng đưa tay ra. Thực lực của Diệp Phàm hiện giờ cũng là cấp tiên thiên rồi, nội khí nhanh chóng đã di chuyển được một vòng trong cơ thể của Trương Thiên Lâm rồi. Tiếp tục kiểm tra, Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Trương Thiên Lâm là trưởng môn của võ đăng, nhưng thân thủ lại chỉ có cấp 8 thôi. Kiểu thân thủ này, Diệp Phàm nhận ra thu nhận các đệ tử gần đây đều bắt đầu từ cấp 8, công lực của vị này thấp như vậy mà cũng có thể làm chức trưởng môn của võ đăng sao. Thiên Lâm, đợi đệ tử ăn cơm xong chúng ta nói chuyện nhé. Diệp Phàm đổi giọng, không gọi tên trưởng môn. Trương Thiên Lâm vừa nghe, hơi sửng sốt rồi nhanh chóng gật đầu. Theo như lời sư phụ Trương Vô Trần nói, Diệp Phàm có thực lực cấp bán tiên thiên, hơn nữa, chất lượng nội khí đạt tới cảnh giới tiên thiên rồi. Hơn nữa, Diệp Phàm tất nhiên vẫn là đệ tử thân cận của Bức Vương rồi, đoán chừng chính là muốn giáo huấn mình một chút. Tất nhiên Trương Thiên Lâm không từ chối chuyện tốt này. Tuy nói là không muốn gây ra tiếng động quá lớn, chính chủ cũng không mời nhiều. Nhưng, mang thêm phu nhân và con của bọn họ, tụ tập ở dưới một mái nhà thì tất nhiên sẽ ngồi đầy mười mấy cái bàn tròn lớn rồi. Ở chính giữa có 20 nhân vật quan trọng ngồi, là bố mẹ của Diệp Phàm và Triệu Bảo Cương, Phí Nhất Hoàn và Kiều Viễn Sơn. Sau khi bày mấy món lên, có một con lợn nặng gần 100 kg đặt ở trong một cái ngăn bàn do hai vị Đường Thành và Trương Ẩn Hào bê lên. Hai người này thật sự giống như hai người khác nhau vậy, vẻ mặt cung kính không nói, tự nhiên còn biến thành nhân viên phục vụ nữa. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên, không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Bởi vì con của Diệp Phàm còn quá nhỏ, mới có mấy tháng. Kiều Viên Viên tận tâm tận lực mới bảo được Diệp Thanh Liên gọi hai chữ ông nội. Cho nên, dường như những việc như mời trà, ôm đứa con gái, vân vân đều là do Diệp Phàm làm. Ông nội, không thể tin được là Triệu lão lại vô cùng vui sướng khi con gái của Diệp Phàm cung kính dâng trà. Diệp Thanh Liên ở trong lòng của Diệp Phàm, đột nhiên duỗi thẳng chân ra, tự nhiên gọi lên, hơn nữa càng gọi càng to, cứ liên tục gọi 7-8 lần như thế. Như vậy thì ông Triệu vẫn cứ cười ha ha, cười đến nỗi thiếu chút nữa rớt cả cằm. Tiếng vỗ tay tiếng đập bàn cũng vang lên. Tiếp tục gọi đi, gọi lại đi. Đám người vương nhân bàng ồn ào nói. Tốt tốt, đừng để cháu gái bảo bối của ta gọi nữa. Phải giữ lại, sau này còn gọi nhiều. Triệu Bảo Cương cười ha ha, hai tay chắp vào nhau, nói. Nào nào, đưa bảo bối cho ta nào. Ông Triệu lấy một phong bao đỏ ra. Sau đó, mấy anh Triệu Sương Sơn và Triệu Quát cũng lấy lì xì ra. Đương nhiên, còn có Triệu Tứ đời thứ ba gia đình của Triệu gia, đời thứ tư cũng có người sinh con. Đồng chí Triệu, ông có thể lì xì cho chúng tôi một cái được không? Lúc này ông Phượng cười ha ha móc lì xì thứ hai ra, người nhà Phượng gia cũng lấy phong bì ra. Phí Nhất Hoàn cũng cho, Đường Lâm cũng cho, tất cả mọi người đều cho. Sau đó trước mặt Diệp Thanh Liên đã có một đống tiền lớn. Những phong bao màu đỏ này khiến nó rất vui, nhưng lại làm khổ Diệp Phàm. Cứ như vậy đứa con gái nhỏ này cứ quỳ ở đó nhận tiền lì xì gần nửa giờ, đương nhiên, tất cả mọi người đều có ý, cũng đoán được tiền trong túi lì xì này, ảnh hưởng của bao lì xì này là không tốt, chẳng phải biến Diệp Phàm thành người nhận hối lộ sao. Nghi thức nhận tiền lì xì tạm thời dừng lại một lúc. Diệp Phàm vừa giơ tay, Sa Thiên đứng bên cạnh lập tức quỳ xuống cầm một chiếc đĩa bạc, bên trên có phủ một tấm vải đỏ. Sau đó mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa bạc đấy, không hiểu được bên trong có cái gì. Thanh Liên, đưa cho ông nội. Diệp Phàm cười nói, Sa Thiên nhẹ nhàng lật tấm vải đỏ trên chiếc đĩa ra. Đặt bình ngọc bích lên bàn, bình ngọc bích này cũng bình thường, cũng không phải là sản phẩm cao quý loại dương chi bạch bảo. Nhưng, ánh mắt Triệu Bảo Cương đột nhiên trợn trừng lên, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Chính là loại thuốc này sao? Ha ha. Đây là chút lòng thành của tiểu nữ, xin Triệu lão gia nhận cho. Diệp Phàm cười, không trả lời. Cũng không có nhiều lắm, chỉ có 6 viên. Lại nói hôm nay là ngày vui, 12 viên cũng muốn. Không thể tin được tự nhiên ông Triệu lại nói ra những lời này. Ban đầu Diệp Phàm cười ha ha nhưng nhất thời mặt cũng đơ ra, không nhìn thấy vệt đen. Việc này, Diệp Phàm đang muốn giải thích một chút, không thể tin ông Triệu lại khoát tay ngăn lại, cười tủm tỉm nói. Tôi tin đồng chí Diệp Phàm, sau này bổ sung thêm một nửa là được rồi. Nhất định. Diệp Phàm gật đầu nói, hắn khá là buồn bực, nhất thời không tìm được dược liệu,
Diệp Phàm đành phải nén đau khổ lấy những thứ phế phẩm Ô Vân Lạc của Lô Định Tông chế thành thuốc sinh mệnh tiềm lực hoàn. Hiệu quả chắc chắn là tốt thật. Ô Vân Lạc tuy nói là phế phẩm, nhưng trong đó vẫn còn có giá trị dinh dưỡng hơn 100 tuổi của núi rừng. Chẳng qua khi ở sa mạc đã đưa cho Vương Nhân Bàng và Trương Ẩn Hào một mảng lớn rồi, mới còn khoảng đấy. Không thể tin được là Triệu lão lại có thể biết lợi ích tiềm ẩn của thuốc này tốt với cơ thể như vậy, tự nhiên trước bao nhiêu người lại nói ra nguyên liệu chế thuốc này. Đương nhiên, cũng có chút vui đùa, nhưng Diệp Phàm cũng hiểu được, viên thuốc đối với gia tộc họ Triệu rất lớn này mà nói vẫn thiếu một chút. Đoán chừng chỉ có Triệu Sương Sơn và Triệu Quát mỗi người được một viên. Quả thực Diệp Phàm không chắc là Ô Vân Lạc có thể lấy để điều chế ra thuốc chữa khỏi bệnh. Việc này còn có một tác dụng to lớn. Bởi vì, Diệp Phàm muốn Sa Thiên đẩy nhanh tốc độ lên đến cảnh giới bán tiên thiên. Sa Thiên là trợ thủ đắc lực nhất, bản lĩnh của anh ta càng cao đối với hắn mà nói đương nhiên sự trợ giúp sẽ càng cao hơn. Quý trọng những vị khách đến, Triệu lão nhận Diệp Thanh Liên con gái của Diệp Phàm làm cháu gái. Chắc chắn là cũng có nhiều tình cảm, mọi người có muốn nghe cảm tưởng của Triệu lão không? Ai muốn nghe xin mời vỗ tay nhiệt liệt nào? Sau nghi thức bái nhận, giọng người chủ trì rít lên nói. Ngay sau đó, mọi người vỗ tay, tiếng vỗ tay như thủy triều, Triệu Bảo Cương đứng lên, cười ha ha nói. Cảm tưởng chắc chắn phải có rồi, tôi sẽ nói một chút. Xoay người đi đến trước chỗ microphone, ông già này còn khoe khoang, liếc mắt toàn bộ hội trường một cái, cười nói. Chỉ có hai chữ, hợp nhau. Không thể tin được ông Triệu lại có thể nói ra được hai chữ này, sau đó nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Nhưng, trọng lượng của hai chữ này cũng khá nặng, hơn nữa, tình cảm rất sâu nặng. Không khí của tiệc rượu vẫn bắt đầu, mọi người uống rượu được một nửa thì bắt đầu đi mời nhau uống rượu, kỳ thật, mời rượu này cũng cần chú ý. Chú ý chính là trong lời nói, cầm một ly rượu đỏ lên đi khắp nơi. Đơn giản là không muốn nhận vài bằng hữu. Người ngồi ở bàn chính thường thường có người lạ đến mời rượu, tuy nói là đi mời rượu nhưng có thể lưu lại một chút ấn tượng trong lòng nhân vật lớn, nhưng, ít nhất cũng có hy vọng. Lúc về có thể khoe khoang một chút tiền vốn người người mời rượu, tôi cũng đi mời rượu bí thư Phí, tướng quân Triệu, bộ trưởng Kiều. Mà các trưởng lão cũng mang cháu đến đang náo nhiệt bên cạnh bàn rượu, may mắn Diệp Phàm nội khí rất thâm hậu, bằng không, vinh quang sớm đã mất rồi. Đương nhiên, đối với Diệp Phàm mà nói cũng là một cơ hội tốt. Trong cái vòng luẩn quẩn của Triệu Bảo Cương toàn là người già. Mà con cháu của bọn họ cũng là những người tinh anh của nước Cộng Hòa. Trao đổi danh thiếp cho nhau, sau này có thể sử dụng nếu có cơ hội. Đương nhiên, khách Triệu lão mời cũng không nhiều, chỉ có vài người. Chính là, thêm người cũng chỉ thêm có mấy cái bàn. Thật ra khách bên Diệp Phàm mời mới nhiều, bởi vì bằng hữu của Diệp Phàm nhiều. Trưởng môn Trương, dưỡng sinh thái cực quyền của võ đang vô cùng nổi tiếng. Anh có thể nói một chút về dưỡng sinh thái cực quyền được không? Bạn của tôi cũng già hết rồi, nếu có thể dưỡng sinh thì tốt rồi. Triệu Bảo Cương liếc mắt nhìn Trương Thiên Lâm một cái, cười hỏi. Đối với người thần bí mà trưởng môn võ đang phái đến, tất cả mọi người đang ngồi đây đều có cảm giác rất thần bí, sớm đã trở thành đại sư rồi, tự nhiên có chú ý. Hơn nữa, cũng ngồi ở trên bàn tròn to. Ha ha, dưỡng sinh thái cực quyền là thái cực âm dương hòa hợp trong một quỹ đạo. Chính là tư tưởng người thần hợp nhất. Trong quá trình dưỡng sinh, không thể làm trái quy luật tự nhiên được. Đồng thời cũng cần coi trọng và thỏa hiệp có tính thống nhất trong xã hội. Chính là nội kình của chúng ta có chủ trương như sau. Trên biết thiên văn, dưới rành địa lý, trung biết nhân sự, có thể lâu dài. Mà âm dương trong quỹ đạo chính là chỉ cơ thể. Trương Thiên Lâm sờ cằm một chút, đại sư thể hiện phong thái, người này bắt đầu khoe khoang. Chương 3202, khó có thể mở miệng. Hơn nữa, vừa nói, cũng có giải thích về bài khóa thỉnh thoảng bị sốc nội khí. Không biết các đồng chí cao thủ tự nhiên có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nhất thời khiến người ta khiếp sợ. Nhưng trong mắt Triệu Bảo Cương và Cung Khai Hà không coi là cái gì. Đương nhiên, có thể đứng trước những nhân vật quan trọng của nước Cộng Hòa nói chuyện cũng rất vinh dự rồi. Huấn luyện viên Diệp, khi nào anh tiếp tục làm công tác tập luyện đây? Lúc này, một lão già có nốt ruồi màu đen trước đây cùng những người nghỉ hưu ở Bắc Phiên chứng kiến hỏi nhỏ Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng biết, người này tên là Lưu Nguyên Thanh, là một trong những người có công lớn trong việc khai quốc. Lão Lưu, việc này đoán chừng cần một thời gian ngắn nữa, khoảng thời gian này tôi bận quá. Hơn nữa, chủ yếu là chưa sửa hoàn chỉnh thái cực quyền được.
Một khi đã sửa hoàn chỉnh rồi, tôi sẽ dành thời gian đến Bắc Viên. Diệp Phàm nói. Những lão già chúng tôi đều ngóng chờ. Huấn luyện viên Diệp Phàm, ngày đó anh thể hiện thái cực quyền. Đơn giản là làm điên đảo nhận thức của chúng tôi rồi. Không thể tin được trên đời này còn có thứ vũ khí chiến đấu lăng tiêu thần kỳ như thế. Lão Lưu nói. Trên đời này tuy nói máy bay thời nay là nhỏ nhất rồi, nhưng, nó vẫn rất lớn. Có rất nhiều chuyện nhiều nơi mà chúng ta chưa biết đang đợi chúng ta đi khám phá. Võ thuật Trung Quốc của Trung Hoa chúng ta mà nói là một thứ gì đó rất thần kỳ. Tôi đây có am hiểu một chút về ảo thuật cũng không là gì, còn nhiều người lợi hại hơn tôi rất nhiều. Diệp Phàm nói. Vũ trụ thần bí, trên đời này còn rất nhiều thứ thần bí. Lão Lưu gật gật đầu, xoay người nói. Bây giờ anh quản lý việc rời hai thành phố, nhiệm vụ này rất quan trọng, thời gian rảnh cũng ít. Thế nào, gần đây việc rời thành phố có thuận lợi không? Vẫn tốt, vẫn không ngừng làm những việc nhỏ, đây đâu phải chuyện không có cách giải quyết. Nếu làm việc sẽ có phiền toái, nhưng, tôi chưa bao giờ sợ phiền toái. Diệp Phàm cười nói. Nghe nói sau khi rời địa khu Giang Hoa đi, cũng không có giảm bớt đầu tư vào thành phố Giang Hoa. Mà thành phố Giang Hoa sẽ trở thành thành phố trụ cột, lấy sản xuất công nghiệp làm cơ bản. Đúng vậy, khu này đã có quyết định rồi. Chỉ cần có thời gian sẽ rời khu này. Cho nên, bên kia phải hoãn một chút. Một khi tiến hành công việc rời thành phố được một nửa, chúng ta sẽ kiến thiết và phát triển thành phố Giang Hoa theo quy hoạch mới. Diệp Phàm gật đầu nói, cảm thấy có chút lì quái. Lão Lưu quan tâm như thế này chắc là có chuyện rồi. Tám trụ cột của anh ta không thể đánh đổ được địa khu Giang Hoa này. Hai. Không thể tin được lão Lưu tự nhiên lại thở dài, thật lâu sau mới nói. Xây dựng Giang Hoa càng đẹp càng giàu có. Đây là đáp ứng tâm nguyện của đồng chí người bạn Bạch Ứng Đông đã mất của tôi. Diệp Phàm liền sửng sốt, trong lòng nói như thế này. Chúng ta sẽ không buông Giang Hoa, sẽ làm cho nó trở nên đẹp hơn. Cuộc sống của nhân dân sẽ hạnh phúc hơn. Bởi vì, thành phố Giang Hoa cũng là thành phố Giang Hoa của địa khu Giang Hoa. Thái độ của Diệp Phàm kiên định. Vậy là tốt rồi, trước kia Vạn Thăng cũng có chút nghĩ không thông việc này. Nhưng, điểm xuất phát của anh ta là tốt, chính là có chút không giống nhau trong việc áp dụng phương thức. Tin rằng anh có thể hiểu được lòng người của thế hệ đi trước. Lão Lưu nói, Bộ trưởng Bạch đã rất cố gắng vì Giang Hoa. Diệp Phàm nói, đồng chí Diệp Phàm, tôi ở đây nói với anh mấy câu từ tận đáy lòng. Đột nhiên Lão Lưu trở nên nghiêm túc. Lão Lưu ngài nói đi. Diệp Phàm có vẻ hơi cung kính. Tôi muốn giúp tâm nguyện của người bạn già hoàn thành, cho nên, tôi muốn đòi anh một chút nhân tình. Lão Lưu nói. Lão Lưu cứ chỉ thị. Diệp Phàm gật đầu nói. Đồng chí Bạch Hoa Giang hiện đang công tác ở tỉnh ủy. Anh ta chính là cháu của bạn già của tôi. Nếu để anh ta lên nhậm chức ở Giang Hoa, tôi tin là anh ta sẽ ra sức xây dựng Giang Hoa càng đẹp hơn càng giàu mạnh hơn có phải không? Tâm nguyện của thế hệ trước hãy để cho con cháu của ông ấy hoàn thành. Tôi tin rằng người bạn già của tôi ở trên trời cũng có thể nhìn thấy. Lão Lưu nói. Đề nghị của Lão Lưu tôi sẽ về bàn bạc cùng mọi người một chút. Diệp Phàm gật đầu nói. Vậy thì tốt rồi, đương nhiên, việc này là đề nghị chứ không phải chỉ thị. Tôi về hưu rồi. Già rồi, các anh cứ xem tình hình thực tế mà quyết định là được rồi. Bằng không, sẽ nói Lão Lưu tôi quản nhiều chuyện của người khác. Lão Lưu cười ha ha nói. Sẽ không như vậy đâu, Lão Lưu là một trong nguyên lão của nước Cộng Hòa. Sự cống hiến của ngài có ý nghĩa to lớn đối với nước Cộng Hòa, chúng tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận về việc này. Diệp Phàm gật đầu thừa nhận. Tận hưởng buổi tối. Miệng của Vương Nhân Bàng đang phát hỏa muốn đến Hồng Diệp Bảo uống trà. Cũng đi cùng Diệp Phàm. Diệp Phàm, chuyện bên kia tôi đã giải quyết xong rồi. Trương Ẩn Hào nói. Thu được bao nhiêu tiền? Diệp Phàm hỏi. Lần này thật đúng là mùa thu hoạch lớn, kho báu của Thập Tam Thanh Y thật đúng là không phải người thường có thể đào được đâu. Cộng với sự trợ giúp của bảo tàng và số tiền thu được từ việc bán đấu giá. Tổng cộng được 1 triệu. Trương Ẩn Hào nói. Nhiều như vậy sao? Vương Nhân Bàng vui lắm. Nhiều nếu như có sự quyên góp của anh đấy. Diệp Phàm cười nói. Ít thôi, ít nhất cũng cho tôi 5 triệu, bằng không tôi sẽ không đi đến Hồng Diệp Bảo uống trà đâu. Vương Nhân Bàng thay đổi trở nên kiêu kỳ. Tiền này Diệp Phàm giữ lại sẽ có tác dụng lớn đấy. Lúc trước cũng nói qua rồi, tất cả số tiền này sẽ dùng vào việc kiến thiết quần đảo Duy Cơ Tư ở ngoài biển.
Giữa anh em chúng ta giữ chút ý tứ cho nhau là được, tôi thấy, mỗi người giữ 1 triệu là được rồi. Dù sao thì việc xây dựng quần đảo Duy Cơ Tư cũng ổn rồi. Anh em chúng ta mọi người đều có phần, khi nào tới biệt thự trên đảo thì mang theo vợ đi cùng, như vậy mới thật đúng là hưởng thụ. Phí Nhất Độ cười nói. Ừ, 100 vạn đủ rồi. Sa Thiên gật đầu nói. Được rồi, 100 vạn thì 100 vạn, ai bảo chúng ta ai cũng muốn đi nghỉ ngơi ở quần đảo Duy Cơ Tư chứ. Vương Nhân Bàng nhún vai. Tổng là 1 tỷ thì bên đó muốn thanh toán trước hơn 300 triệu, phía bên này còn thừa lại hơn 600 triệu. Như thế này đi, mỗi anh em 2.000 vạn, người nào cũng có phần. Còn dư lại hơn 300 triệu thì tôi giữ lại, các vị chớ có nói Diệp Phàm tôi tham lam là được. Diệp Phàm nói, nhiều như vậy sao, ok. Vương Nhân Bàng há hốc mồm, thiếu chút nữa thì không thể ngậm lại được. Hơi nhiều đó Diệp Phàm à. Hơn 300 triệu đổ cả vào quần đảo Duy Cơ Tư như vậy thật khó. Bên đó yêu cầu quá nhiều tiền đó, hay là bớt lại chút, 5 triệu là đủ rồi. Phí Nhất Độ đề nghị. Cũng được, quả là hơi nhiều một chút, chúng ta sau này còn phải sống nữa, lúc đó chi tiêu cũng được. Vương Nhân Bàng cũng gật đầu. Ha ha, các vị dường như rất hứng thú với quần đảo Duy Cơ Tư nhỉ. Như vậy đi. Nếu như các vị thật sự muốn xây dựng ngôi biệt thự trên quần đảo Duy Cơ Tư thì chúng ta sẽ thương lượng một chút để mở rộng địa bàn ra, bảo đảm khi tới đây mỗi người sẽ có một tòa biệt thự, chúng ta ai cũng là chủ cả. Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm, cậu tính cũng được đấy. Bên này đưa ra 20 triệu, bên đó toàn bộ, như vậy sẽ dư ra 10 triệu. Vương Nhân Bàng cười lớn. Có điều, 10 triệu này còn hơi ít, tôi đầu tư vào 15 triệu, biệt thự của tôi phải xây to hơn. Thoải mái hơn đó. Đương nhiên, nếu như có thêm 1, 2 cô em người Nạp Tây trong biệt thự đó cũng được. Cắt đi, anh chỉ muốn phụ nữ sao? Sa Thiên hừ lạnh một tiếng. Lẽ nào cậu không muốn? Vương Nhân Bàng cãi lại một câu, sau đó nhìn Sa Thiên, cười nói. Tôi hiểu rồi, đồng chí Tuyết Nha nhà cậu rất ghê gớm. Đoán chừng đồng chí Sa Thiên của chúng ta sợ thành đầu heo rồi. Tôi thích thế thì anh làm gì được tôi không? Sa Thiên hừ lạnh nói. Tôi thì làm cứt gì được, tôi chẳng muốn quản những chuyện không đâu nhà cậu. Vương Nhân Bàng châm chọc nói. Tôi cũng đầu tư vào 15 triệu, đồng chí Diệp Phàm đưa tôi 5 triệu là đủ, về phần chăm sóc cho khu biệt thự, cứ để bên đó sắp xếp là được. Ngô Tuấn nói. Muốn mỹ nhân hay là nam nhân, người già hay người trẻ? Vương Nhân Bàng kỳ quái, hỏi. Đương nhiên là mỹ nhân rồi, con gái thường cẩn thận hơn. Nếu có 2 người, 1 nam 1 nữ, sức của người con trai sẽ lớn hơn, làm việc sẽ dễ dàng hơn. Tốt nhất là mời Lạc Phi tới thì hay đấy. Cũng không ít người giống tôi nhỉ, không tính Sa Thiên thì chúng ta đều là cá mẻ một lứa, không ai hơn ai. Vương Nhân Bàng được đà. Tôi không muốn nữ nhân, tôi muốn 2 nam nhân, 1 già 1 trẻ. Sa Thiên có vẻ giận dỗi nói. Ừ, vấn đề là người giúp chúng ta trông coi biệt thự nhất định phải biết tiếng Hoa mới được. Bằng không, việc giao tiếp sẽ gặp khó khăn, càng không thể yêu cầu họ cả ngày đều bịn dịn theo chúng ta được. Như vậy thì buồn bực lắm. Đường Thành nói, cuối cùng mọi người đều đồng ý đầu tư mỗi người 15 triệu vào biệt thự. Mà tiền đều do Trương Ẩn Hào viết chi phiếu, mỗi người lĩnh 5 triệu. Đồng chí Nhân Bàng, có cần phải báo cáo với chị dâu không? Phí Nhất Độ cười gượng, đưa tay cầm tờ chi phiếu. Muốn nhiều chuyện không đồng chí Nhất Độ? Ngứa mồm thì đi nói đi. Vương Nhân Bàng giơ nắm đấm uy hiếp. Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với Tuyết Nha, cả chuyện biệt thự ở quần đảo Duy Cơ Tư nữa. Sa Thiên cười nói. Được, anh chấm xem như anh lợi hại. Vương Nhân Bàng thật lâu mới thốt ra lời, mắt vẫn trừng trừng nhìn Sa Thiên. Tôi phải mạnh tay mới được, Sa Thiên. Một ngày nào đó, tôi phải dẫm nát cậu. Vương Nhân Bàng tức giận kêu lên. Anh có cơ hội này không? Sa Thiên dường như nghiền ngẫm nói. Diệp Phàm, cậu nói xem, có cách gì không? Nói như này thì 5 triệu tôi cũng không cần. Vương Nhân Bàng hỏi. Chuyện này, có vẻ, rất khó. Diệp Phàm ấp úng. Anh! Vương Nhân Bàng hết nước rồi. Ha ha ha! Mọi người phá lên cười. Nghe nói đồng chí Vương Nhân Bàng thông đồng với các đồng chí khác trừ Sa Thiên, xin bọn họ giữ bí mật. Nói rằng chỉ đưa ra có mỗi 5 triệu. Số tiền 4 triệu, đủ cho cậu tiêu xài một trận rồi. Diệp Phàm nghe xong cười gượng. Mọi người đến đúng 12 giờ mới rời khỏi Hồng Diệp Bảo.
Bọn họ vừa đi, trưởng môn phái võ đang là Trương Thiên Lâm bước vào. Thiên Lâm ngồi đi. Diệp Phàm nói với Trương Thiên Lâm. Trương Thiên Lâm ngồi xuống nhìn Diệp Phàm. Thiên Lâm, cậu mới làm trưởng môn của võ đang được thời gian ngắn, phải không? Diệp Phàm hỏi. Ôi, sư thúc, chuyện này tôi thật khó mở miệng. 5 năm trước, tôi đã tới cấp 8, nhưng 5 năm sau tôi vẫn ở cấp này. Làm trưởng môn võ đang với tài năng này đi ra ngoài thật là mất thể diện. Vì vậy, tới giờ tôi rất hiếm khi tham gia các hoạt động ngoài xã hội. 2 năm chúng tôi đều có đại hội trao đổi giữa các trưởng môn về võ thuật Trung Hoa, thật may là với danh tiếng của võ đang nên cũng không có nhiều người luận bàn với tôi. Nhưng mà lại có 2 người muốn luận bàn cùng tôi, ví như Thiết Tâm của núi Lao Sơn, năm ngoái muốn đề nghị tôi luận bàn chuyện này. Trương Thiên Lâm nói tới đây uống một ngụm trà. Chương 3203, mặt người. Lúc đó tôi cũng rất tức giận, nhưng không có cách nào, chỉ có thể chịu đựng, kết quả, không phải là giả ngu thì là nói có bệnh hoặc bị thương. Cứ như vậy 2 lần, có người bắt đầu bàn tán. Nói tôi chỉ là một con hổ giấy, trông thì được nhưng dùng không được. Ngay cả võ đang cũng chỉ là tiếng vang thôi, trên thực tế có lẽ căn bản là năng lực kém. Trương Thiên Vân vẻ mặt chua xót. Rốt cuộc sao lại thế này? Diệp Phàm hỏi. Sư thúc, chuyện này nói ra thì dài. 5 năm trước vừa đột phá đến bát đẳng đỉnh giai không lâu liền xảy ra một sự kiện. Năm ấy tôi đến Ngũ Phong Lĩnh, đi ngang qua một ngọn núi không biết tên, sau đó mới biết nó là núi quỷ khóc. Nghe nói thường xuyên có quỷ khóc nửa đêm ở những góc hẻo lánh. Sau đó hỏi thăm mới biết được núi quỷ khóc này căn bản là một bãi tha ma. Trước giải phóng đã chết không ít, nghe nói còn có 1000 người bị hãm hại. Nhưng người chết bị chôn ở đó có lẽ phải ngược dòng 1000 năm trước. Tôi đương nhiên không tin ma quỷ, cho nên, hơn nửa đêm tôi đi qua sườn núi này. Nhưng vừa qua xong thì nghe có người khóc. Tôi lúc đó sửng sốt, nghĩ có phải là mình nghe lầm không? Vì thế đi theo tiếng khóc này, lúc ấy nhìn thấy cảnh tượng đó người can đảm như tôi chân cũng nhũn ra. Đêm hôm khuya khoắt không ngờ có một đội người đang nâng quan tài, trong đội ngũ này có người còn đeo mặt nạ bảo vệ. Từng đợt tiếng khóc vang lên làm người ta sởn gai ốc. Tôi sợ tới mức ghé vào sau một tảng đá không dám động đậy. Phát hiện đội người này hình như rất nhẹ, hơn nữa, dường như cũng không có chút cảm giác, không giống như người sống. Lúc ấy tôi còn nghi ngờ chẳng lẽ là gặp ma, trên đời này làm sao có ma. Mà đúng lúc này, tất cả nhóm người đó đều há mồm phun, mỗi người đều phun ra một con thật dài giống như con giun. Nhưng rất dài, mỗi con phải hơn 1,5 mét. Cứ từ từ đi ra từ miệng mỗi người. Không lâu, quan tài đang khênh kêu lên tiếng răng rắc, hình như có một lực hút thật lớn, tất cả những con giống như con giun đều bị quan tài hút đi. Không lâu quan tài đầy con giun, những con giun này mấp máy tất cả đều giống như dây bám ngoài quan tài. Một mùi khó chịu xuất hiện bao phủ xung quanh 100 mét, tôi cách xa 40 mét cũng muốn nôn. Nhưng tôi không dám nôn, ngơ ngác nhìn. Đúng lúc này, quan tài lại thình thịch vang lên một tiếng. Toàn bộ quan tài không ngờ bay lên không trung sau đó một người bắt được. Từng trận sương mù màu xanh từ trong quan tài tỏa ra, trong không trung, tôi nhìn thấy giống một con giun lớn ló đầu ra. Người này khổ người thật đúng là thô to, đầu trông rất khó nhìn, tôi không thể hình dung được. Hình như là một cặp mắt gồ ghề như nắm tay, một cái miệng và thêm một cái mũi nữa. Hơn nữa, thứ này toàn thân đầy râu dài giống như rắn rết. Chỉ thấy miệng nó hé ra, hút một cái. Những con giun nhỏ bên ngoài đã bị nó hút lên không trung. Hơn nữa, những con giun này trên không trung di chuyển không lâu thành một đoàn. Hơn nữa, kỳ lạ chính là không ngờ hình như bị ép lại. Không lâu, những con giun này bị ép lại thành một quả bóng chuyền. Mà con giun lớn kia hút một cái vào miệng. Mà đúng lúc này, hình như đuôi của con giun lớn từ trong quan tài khều ra, nhất thời tôi kinh ngạc phải kêu lên tiếng. Bởi vì... đuôi của con giun lớn không ngờ xuất hiện một khuôn mặt hao gầy. Người này trước kia là phản đồ của phái võ đang chúng ta. Y không ngờ còn nhìn tôi cười cười, ngay lúc tôi sợ đến mức muốn chạy là lúc, miệng con giun lớn hé ra, một loạt giun nhỏ chưa ăn hết phun về phía tôi. Tôi chạy nhanh, nhưng bị nụ cười vừa tôi của Ninh Thiên Cơ làm cho chậm lại, cuối cùng bị những con giun này bắt vào mặt. Da của con giun dính vào mặt tôi nhất thời biến thành nước, chui thẳng vào. Tôi nhanh chóng chạy nhưng lúc này cũng không kịp làm gì. Khi tôi chạy đến một thị trấn nhỏ mới phát hiện mặt đã không còn đồ vật này. Da thừa của những con giun kia hình như là tiêu mất trên mặt tôi. Nhưng, sau đó cách thời gian ngắn trên mặt tôi ngứa,
ngứa muốn chết. Hơn nữa, da mặt sưng to, khuôn mặt đều thành màu đen hết, thật có chút giống xác ướp trong truyền thuyết. Hơn nữa, sau đó càng ngày càng không được, mặt chẳng những thành màu đen, hơn nữa những vết thương lở loét bắt đầu xuất hiện. Thời gian đó tôi không dám gặp ai, mà người trong phái cũng đến núi quỷ khóc điều tra, không phát hiện manh mối gì. Sau đó sư phụ trở về, ông ấy cũng kiểm tra và cho tôi cửu hoa ngọc lộ hoàn tốt nhất của võ đang. Hơn nữa, dùng nội tức tinh thuần của ông ấy làm sạch da mặt tôi. Hơn nữa, chứ một ít nội khí sau da mặt tôi, tuy nói tạm thời không bị ngứa, nhưng từ nay về sau, công lực của tôi chỉ dừng ở bát đẳng đỉnh giai. Trương Thiên Lâm khá u buồn nói. Sư huynh sao mà chuẩn đoán bệnh được? Diệp Phàm hỏi. Ông ấy nói đây là một loại độc kỳ lạ, mà con giun lớn kia hẳn không phải là con giun mà là một con rết gì đó. Ông ấy nói tạm thời đã áp chế độc trong da tôi, nhưng chỉ phần ngọn thì không được, một khi phát tác thì nguy hiểm. Trương Thiên Lâm nói. Sư huynh không đến núi quỷ khóc sao? Diệp Phàm hỏi, đi, nhưng cũng không phát hiện cái gì. Hơn nữa, lúc ấy mang nhiều người đi, tất cả đều đi vào hơn 10 mét, cũng không thu hoạch được gì. Sau đó, sư phụ lại tìm xung quanh mấy chục dặm nhưng cũng chưa phát hiện dấu vết của hiện tượng kỳ lạ ngày đó. Những người hôm đó ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại, nhưng sư phụ nói, việc này có lẽ có liên quan đến phản đồ của phái võ đang. Trương Thiên Lâm nói, đúng rồi, cậu kể cho tôi một chút về chuyện của Ninh Thiên Cơ. Không có chút giấu giếm, nếu không, tôi cũng không tìm thấy manh mối giúp cậu. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Ninh Thiên Cơ thật ra là sư đệ của tôi, nhưng y cũng không phải đồ đệ của sư phụ, mà là đồ đệ của trưởng lão già nhất võ đang chúng ta Trương Hữu Trần. Đại sư Trương Hữu Trần so với sư phụ Trương Vô Trần hơn mấy tuổi, hiện giờ đã sắp 130 tuổi, công lực cũng đạt đến bán tiên thiên. Mà Trương Hữu Trần cùng sư phụ của tôi cũng là huynh đệ, tình cảm tốt lắm. Mười mấy năm trước, vì cạnh tranh chức trưởng môn phái võ đang, tôi cùng Ninh Thiên Cơ kết thủ oán. Trưởng môn võ đang đều là do trưởng môn trước chỉ định, trải qua phê chuẩn của các trưởng lão là được. Nhưng Ninh Thiên Cơ muốn ngồi vào chức trưởng môn võ đang, nhưng trưởng môn đời trước lại là sư huynh của tôi đạo trưởng Hồng Vân. Đạo trưởng Hồng Vân hơn tôi 40 tuổi, mà tôi lại là đệ tử cuối cùng của sư phụ Trương Vô Trần. Sư huynh già rồi, sẽ đem vị trí truyền cho tôi. Nhưng Ninh Thiên Cơ vẫn không phục, đã nói rằng bậy cái gì đó về cạnh tranh trong xã hội hiện đại yêu cầu tiến hành trận đấu quyết định trưởng môn. Việc này tất nhiên không được sư huynh Hồng Vân đồng ý, mà hội trưởng lão cũng không đồng ý. Bởi vì phái võ đang chúng ta vẫn chú trọng truyền thống. Chức trưởng môn chẳng những nhân phẩm phải cao, hơn nữa không phải luận võ công có thể quyết định. Chẳng qua Ninh Thiên Cơ không phục mà vẫn gây sức ép. Sao không ngờ lôi kéo một đám đệ tử muốn lập môn phái mới. Đây đối với phái chúng ta mà nói là đại nghịch bất đạo, tất nhiên lọt vào vòng đả kích. Cuối cùng, vẫn là sư bá Trần ra mặt mới bảo vệ cái mạng nhỏ của y, nhưng y vẫn không phục. Có một lần tôi không ở nhà, y không ngờ dẫn mấy đệ tử ám chúng mai phục tôi. May mắn sư huynh Hồng Vân đuổi tới, đánh Ninh Thiên Cơ xuống vách núi. Nhưng phía dưới có sông, thi thể Ninh Thiên Cơ không tìm được. Mọi người tận mắt thấy y rơi xuống dù rơi xuống sông tuyệt đối không thể sống. Không thể tưởng được, mười mấy năm sau lại phát hiện mặt y trong quan tài kỳ lạ kia. Lúc ấy y lộ ra giống như mặt của một xác ướp. Hơn nữa hình như là dính vào đuôi con giun khổng lồ kia khi thì nhấc lên khi thì hạ xuống. Hơn nữa, sương mù dày đặc, khiến cho rất quỷ dị, rốt cuộc có phải người hay không đều khó nói. Trương Thiên Lâm nói. Việc này sư phụ của Ninh Thiên Cơ đại sư Trần Đại Hữu không nói gì sao? Diệp Phàm nghĩ nghĩ rồi hỏi. Sư bá thiếu chút nữa bị làm cho tức chết rồi. Vẫn mắng là đồ bất hiếu, hơn nữa tức giận đến mức ngã bệnh hơn một năm mới khôi phục lại. Ninh Thiên Cơ làm chuyện đại nghịch bất hiếu này, trong phái phải chịu xử tử. Trương Thiên Lâm nói. Sau đó thế nào? Diệp Phàm hỏi. Sau đó sư bá dọn đến phía sau núi ở, một mình ẩn cư. Mỗi ngày chỉ có đệ tử của ông ấy đến lấy cơm và đồ dùng. Mười mấy năm qua, tôi rất ít thấy ông ấy xuất hiện. Trương Thiên Lâm nói. Nhưng cách hai năm tôi đều đi thăm ông ấy. Ông ấy cũng tiếp tôi một chút tôi phát hiện ông ấy cũng không thay đổi nhiều, có lẽ là rèn luyện tốt. Trương Thiên Lâm nói. Đưa tay lại đây. Diệp Phàm nói, Trương Thiên Lâm đưa tay rảnh qua. Không lâu cảm giác một luồng nội khí lạnh lẽo đi vào cơ thể mình.
Trương Thiên Lâm chấn động bởi vì anh ta cảm thấy nội khí của Diệp Phàm hình như cũng không thấp hơn so với sư phụ anh ta. Nghĩ lại lời sư phụ nói nội khí của Diệp Phàm đã đạt đến mức tiên thiên, nên cũng liền bình thường trở lại. Không lâu, khí lạnh tuần hoàn một vòng trong cơ thể Trương Thiên Lâm, đặc biệt dừng lại rất lâu ở mặt. Cảm giác ngứa lại nổi lên, Trương Thiên Lâm cắn răng chịu đựng không dám kêu thành tiếng. Mà luồng khí lạnh của Diệp Phàm lại chuyển động trên mặt của Trương Thiên Lâm. Không lâu, Trương Thiên Lâm cảm giác ngứa gần hết mà chân tay lại cực kỳ thoải mái. Ôi, Trương Thiên Lâm không tự chủ được rên rủ như đang làm chuyện đó vậy, cả người có chút mơ màng. Ngay lúc Trương Thiên Lâm cảm thấy sảng khoái cực điểm là lúc có cảm giác muốn nôn. Chương 3204, nơi trú quân của Võ Đang. Tỉnh lại. Đột nhiên một tiếng quát lớn truyền đến, Trương Thiên Lâm tỉnh lại, nhớ tới hành vi vừa rồi của mình, Trương Thiên Lâm đỏ mặt. Sư thúc tôi. Trương Thiên Lâm cực kỳ xấu hổ. Độc trong người cậu tôi tạm thời giúp ngăn chặn, trong nửa năm sẽ không phát tác. Nhưng muốn trị tận gốc phải tìm được nguyên nhân. Khi nào rảnh thì cậu giúp tôi đến núi quỷ khóc một chuyến. Diệp Phàm nói. Cảm ơn sư thúc. Trương Thiên Lâm nói ra lời cảm ơn từ đáy lòng. Do đó cũng biết mục đích sư phụ Trương Vô Trần bảo mình đến đây. Vị sư thúc này thật đúng là có chút bản lĩnh, không ngờ có thể tạm thời giải độc. Bởi vì Trương Vô Trần biết Diệp Phàm là bán độc nhân, tất nhiên nghĩ đến chuyện đồ đệ Trương Thiên Lâm trúng độc. Mà Diệp Phàm đối với núi quỷ khóc cũng cảm thấy hứng thú. Bởi vì, Trương Thiên Lâm nhắc đến con giun khiến Diệp Phàm nghĩ đến người giun mà hắn đã nhìn thấy trong rừng. Người nọ tuy nói tiêu tán nhưng con giun của y cũng chui toàn bộ vào huyết cương thiền mị. Mãi đến giờ Diệp Phàm cũng không thể biết rõ con giun này rốt cuộc là cái gì. Có vẻ huyết cương rất thích nó. Diệp Phàm càng nghi ngờ. Sư thúc, hiện giờ tôi còn có thời gian rảnh, nếu sư thúc chịu đi tôi lập tức cử cao thủ trong phái đi cùng sư thúc. Chuyện phản đồ Ninh Thiên Cơ chưa làm rõ ràng, trong lòng tôi cũng lo lắng. Trương Thiên Lâm nói, gần đây tôi có một số việc bận, nước đến chân rồi. Diệp Phàm nhíu mày, hắn cố ý, vì Võ Đang lịch sử lâu đời, thứ tốt trong phái không thể không có. Hôm nay trong tiệc rượu lộ ra sinh mệnh tiềm lực hoàn, tuyệt đại đa số mọi người không biết đây là cái gì. Nhưng, người luôn luôn nhớ đến cái này. Đến lúc đó, nếu không thể làm ra đúng lúc, chỉ sợ không có cách nào giải thích. Nếu bảo Diệp Phàm đem quả ô vân lạc cơ đi phối chế sinh mệnh tiềm lực hoàn, Diệp Phàm vẫn tiếc. Mà lời hứa với Mộc Nguyệt Nhi vẫn chưa hoàn thành, cũng cần những thứ đó. Cho nên, Diệp Phàm đem chủ ý quay về phái Võ Đang có lịch sử mấy nghìn năm. Tin rằng một phái nội tình thâm hậu hẳn là có chút hàng. Sư thúc, tôi có thể thay ngài đi làm không? Nếu như có thể tôi sẽ cố gắng hết sức. Trương Thiên Lâm thật có chút nóng nảy. Tôi nợ người ta một ân tình. Diệp Phàm nói qua chuyện Vân Lão một lần, sau đó nói. Nghe nói Hàn Quốc có sâm cao ly. Ý của sư thúc là chỉ cần có dược liệu có giá trị dinh dưỡng cao có thể phối chế sinh mệnh tiềm lực hoàn. Trương Thiên Lâm hỏi nhanh. Gần như vậy, nhưng cũng phải xem là cái gì. Diệp Phàm gật đầu nói. Sư thúc, sâm núi trăm năm phái chúng ta có. Nhưng tôi lo lắng hiệu quả không tốt, nếu thật sự hiệu quả phái có một chỗ. Chúng tôi gọi nó là ảnh lâu, đương nhiên không phải là ảnh hiện đại chụp mà là vì tổ tông đều gọi như vậy. Nghe nói bên trong có rất nhiều hình ảnh mờ nhạt, cái này tràn ngập thần bí và quỷ dị. Nếu anh may mắn sẽ gặp, nếu như có thể ra tới có lẽ còn có thể đem về một ít đồ tốt. Ví dụ như 300 năm trước trong phái có một vị tiền bối từ ảnh lâu đi ra có được một viên thiên tinh đậu. Vật ấy cũng là dược liệu cô lọc cao, vị tiền bối đó cho đồ đệ ăn, sau đó đồ đệ đã đột phá ba cấp cảnh giới thiếu chút nữa đã đột phát đến bán tiên thiên. Trương Thiên Lâm nói, hẳn là phải gặp nguy hiểm. Diệp Phàm hỏi, thật ra không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người sẽ bị làm cho thật sự thảm hại. Trăm năm có tiền bối đi vào, sau đó bị đánh gần chết kiếp sau đi ra suốt 3 năm mới khôi phục nguyên khí. Trương Thiên Lâm. Bên trong chẳng lẽ là có cao thủ của phái ở đó? Diệp Phàm đến đây hứng thú. Việc này không rõ lắm, nhưng theo những cao thủ từ trong đi ra cũng không cần đưa cơm đi ra, ảnh lâu không lâu được thiết lập. Hơn nữa, có đệ tử trở ra còn có kỳ ngộ. Đi ra sau đó công lực đột nhiên đột hát cấp 2. Đương nhiên, đến xã hội hiện đại, mấy chục năm cũng có mấy người trong phái đi vào, nhưng tất cả đều bị đánh cho thực sự thảm. Hơn nữa, trong đó có 2 người bị đánh chân không thể đi. 1 người công lực cũng bị phế đi. Trong vòng 20 năm lại đây không ai dám đi vào.
ai cũng không muốn làm người tàn phế. Tuy nói biết bên trong có chứa cơ hội nhưng tàn phế sợ hơn cơ hội. Trương Thiên Lâm nói, có phải là những người đi vào gần đây công lực không đủ cao? Diệp Phàm hỏi, không hẳn, trăm năm trước có đệ tử có chút giai vị giả có thể đi ra, ngược lại là cao thủ lại bị đánh thật sự thảm. Vậy trong đó là một cơ hội tác quái, chẳng qua bên trong có lẽ có dặn dò, còn là cái gì, người đi ra sau đó để không hề đề cập đến chuyện bên trong. Chính là người bị đánh cho tàn phế cũng không nói trong đó xảy ra chuyện gì. Trương Thiên Lâm nói, ảnh lâu rốt cuộc hình dạng như thế nào? Diệp Phàm hỏi, một ngọn núi, cao tới 7-80 mét, bán kính chừng 80 mét. Nhìn qua giống một tòa nhà, có cửa vào, bình thường đóng lại. Hiện giờ muốn đi vào phải hội trưởng lão của phái phê chuẩn mới được. Bởi vì bên trong truyền thuyết có bóng dáng cho nên gọi là ảnh lâu. Trương Thiên Lâm nói, có lẽ chỉ có thể cho người trong phái các cậu đi vào, người ngoài không thể đi vào. Diệp Phàm nói, sư thúc có tín vật của sư phụ, đây chính là lệnh bài của trưởng môn phái võ đang. Với nó sư thúc có thể đi vào, trưởng lão trong phái sẽ không ngăn trở, tôi chủ yếu là lo lắng sư thúc đi vào có gặp nguy hiểm không. Nếu như thế, tôi thật sự là hại sư thúc. Trương Thiên Lâm nói. Không sao, tôi cũng thật sự cảm thấy hứng thú, cứ đi vào đi. Diệp Phàm nói. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm dẫn theo Sa Thiên và Ngưu Bá đi theo Trương Thiên Lâm đến núi Võ Đang. Đến núi Võ Đang đã là chiều tối, Diệp Phàm cũng không kịp thưởng thức phong cảnh của núi Võ Đang. Được Trương Thiên Lâm dẫn đường đi đến nơi trú quân của Võ Đang. Nơi trú quân của phái võ đang cũng không giống như trên TV vẫn diễn mà chỉ là một vùng phụ cận. Xã hội hiện đại, mặc kệ môi phái nào tồn tại cũng phải thích ứng phải yêu cầu của xã hội hiện đại. Không thay đổi khó có thể thích ứng với xã hội hiện đại, cho nên, không có tiền là không được. Phái võ đang từ trên xuống dưới không dưới vài trăm người, một năm chi cũng là một khoản khá lớn. Mỗi chỗ đều có mấy chục đạo sĩ đóng ở đó, mà những đạo sĩ này đa số đều là đạo sĩ bình thường. Cũng không phải là đệ tử chân chính của võ đang. Mà trong môn phái sẽ cử ra mấy đệ tử có võ công đến các miếu này để đón khách. Mà gần cổng thành chính là nơi dùng để tiếp đãi du khách, dùng làm nơi tiếp khách của võ đang, kiếm tiền thôi. Ví dụ như biểu diễn, dạy võ cho người nước ngoài. Mà phái võ đang cũng có võ quán dưới chân núi, đó là một trong những nơi thu lợi nhuận của phái còn trưởng lão cùng trưởng môn của phái cùng với một số đệ tử trung tâm, người ngoài không thể gặp. Mà phụ trách đối ngoại của phái võ đang có một bộ phận chuyên lo chuyện này như bộ ngoại giao của một nước. Chỉ là nhóm của họ nhỏ thôi. Mà phái võ đang cũng có đệ tử tục gia, những đệ tử này được phép kết hôn. Mà đạo sĩ lại không được. Đương nhiên, người thật sự muốn kết hôn có thể rời khỏi phái võ đang, nhưng đi vào khó rời đi càng khó. Đi theo Trương Thiên Lâm qua vài tòa nhà sau mới nhìn thấy một khối rừng chân của du khách, trước mặt có vẻ không có đường. Mà Trương Thiên Lâm đi qua. Sờ soạng trên mặt tảng đá một chút, nhấn một cái vào trong. Mấy tiếng động vang lên, tảng đá mở ra lộ ra một cái cổng. Trưởng môn, ngài đã trở về. Từ trong cổng có hai đệ tử trẻ tuổi chạy nhanh ra chào hỏi. Tông Thủy Tông Dương nhanh qua chào Diệp Sư Thúc. Trương Thiên Lâm nhường Diệp Phàm lên trước. Tông Thủy, chào, Diệp Sư Thúc. Tông Thủy Tông Dương đều nói, nhưng hai người có lẽ thấy Diệp Phàm trẻ tuổi, cho nên, nhất thời phản ứng không kịp, nói không nên lời. Làm sao, hai đứa khi nào thì trở nên cả lăm như vậy? Các cậu là người trông cửa của phái, người ngoài vào để qua chỗ các cậu. Các cậu nói cả lăm như vậy tôi thấy không thể như vậy. Trương Thiên Lâm nghiêm mặt, đem uy phong của trưởng môn ra đùa. Trưởng môn, vừa rồi là chúng tôi ngây người một chút, cho nên phản ứng không kịp mới chậm. Chúng tôi không có tật xấu cả lăm này, thật sự là... Tông Dương nói. Thật sự là cái gì? Hôm nay các cậu không nói ra thì về đi dọn nhà vệ sinh. Trương Thiên Lâm nghiêm mặt hừ nói, sợ tớ mức Tông Thủy Tông Dương nhanh chóng quỳ xuống đất nói. Chúng tôi thấy Diệp Sư Thúc rất trẻ tuổi, trong lòng nghi ngờ nên phản ứng chậm, trương môn có thể phê bình chúng tôi xin đừng phạt chúng tôi đi rửa nhà vệ sinh. Chúng tôi đã canh cửa mấy năm, chưa từng phạm sai lầm. Hôm nay là đặc biệt, trưởng môn tạm tha cho chúng tôi một lần lần sau sẽ không thế nữa. Được rồi Thiên Lâm. Chúng ta đi vào thôi. Diệp Phàm nói. Hừ, nể mặt sư thúc bỏ qua cho các cậu, lần sau không được viện dẫn lý do này nữa. Trương Thiên Lâm nghiêm mặt. Diệp Phàm phát hiện, con đường này thật hiểm, trên cơ bản là tạo ra từ vách núi. Phía dưới chính là vực sâu vạn trượng.
vách núi phía dưới chân nhẵn, tạo ra một con đường này hình như một dòng nước, lộ ra một thước lớn khe hở là bên ngoài. Cứ như vậy, du khách mặc dù nhìn cũng rất khó phát hiện trên vách đá có thể lại còn có đá. Ước chừng nửa tiếng mới xuống dưới. Cuối cùng đến một miệng núi, thật ra là hai ngọn núi trong khe sâu. Mà hai ngọn núi này không phải đi qua khe sâu mà đến mà không ngờ là vực sâu, cho nên, hiệu quả phòng ngừa người ngoài tiến vào. Khe sâu thật ra đầy cây cối, rất nhiều loại hoa, còn có khá nhiều núi giả, cầu nhỏ, phong cảnh nơi này rất tuyệt làm cho người ta cảm giác như thế giới thần tiên. Hơn nữa, hết thảy hình như đều là do thiên nhiên tạo thành cũng không phải do con người tạo ra. Có lẽ những cao thủ thời xưa của võ đang muốn tạo ra cái này cũng không khó.